thì kim sắc hồ quang trói mắt bắn ra, sau đó không chút yếu thế đón đỡ một kích của hắc sắc cửa kiếm. Âm một tiếng kinh thiên động địa, kim hắc hai sắc hồ quang đan vào nhau chấp động, hai cái ở trên tầng trời thấp rằng co không dứt. Ngay cả hắc sắc cửa kiếm có thể thích lớn kinh người nhưng cửa kiếm màu xanh phía dưới tựa hồ sắc bén dị thường, đồng thời kim sắc hồ quang chợt toát ra cũng có uy năng vô cùng lớn nên bộ dáng không chút rơi xuống hạ phong. Quái vật trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân hắc quang chợt lóe, mấy mươi đạo hắc sắc hồ quang vọt lên, có vẻ như muốn bắn ra nhưng vào lúc này, siêu một tiếng, phi kiếm màu xanh hạ xuống đồng thời có một đạo thanh hồng kích ra. mà cơ hồ cùng lúc đó, hắc sắc cửa kiếm đột nhiên sáng ngời, một đạo hắc sắc kiếm quang khác quỷ dị hiện lên, tiếp theo chợt lóe lên phía trên đạo thanh hồng hung hăng chạm xuống, đương một tiếng và chạm giòn vang lên, thanh hồng chợt tắt, ở chỗ cũng đột nhiên hiện ra một quầng sáng thủy tinh quỷ dị. kiếm quang khi chạm lên quầng sáng này thì đều bị trượt đi theo hai bên mà lướt qua. Mà ở trong quần sáng thủy tinh có một đạo nhân ảnh đang đứng thẳng, hai tay để sau lưng. Rõ ràng là Hàn Lập lúc trước đã bị chôn sâu dưới núi đá. Hắn đưa mắt nhìn quái vật, hóa thân nam tử họ khuê cùng với hư ảnh kỳ lân màu xanh đảo qua rồi giơ một tay lên. Nhất thời từ cách đó không xa dưới mặt đất có một đóa kim hoa to cỡ nắm tay bắn ra, sau khi lóe lên thì lướt về phía hắn. Chương 1634, linh trùng ma uy. Đúng là con vệ kim trùng mà Hàn Lập phái ra đi truy tung kia nó nhoáng lên một cái liền chui vào cổ tay áo hàn lập không thấy bóng dáng mà lũ thần niệm phụ thân lên linh trùng trong nháy mắt cũng quay trở về trong thần thức. Thần sắc hàn lập có chút âm u bất định, tất cả thông tin mà lũ thần niệm kia có được đều được hàn lập thu trở về, những gì lúc trước về kim trùng nghe được, thấy được đều như chính bản thân trải qua. Mà quái vật kia thấy Hàn Lập thoải mái đỡ được một kích của mình thì không có lập tức phát động công kích mà dương đôi mắt chấp động nhìn Hàn Lập, tựa hồ có vài phần kiêng kỵ. Đầu ma viên kia đã mất đi khí tức, chẳng lẽ đã bị ngươi chém giết? Sau một lúc lâu, từ trong miệng nó truyền ra lời nói. Nga, các hạ cảm ứng thật linh mẫn, ta nếu lúc này ở đây thì đầu ma viên kia tự nhiên đã là không còn tồn tại trên thế gian nữa. Hàn lập hai mắt chợt lóe lên mà từ từ trả lời. Hừ, nhưng thật ra là đã tiện nghi cho ngươi, đầu ma viên này đặt chân dưỡng thương ở đây là do ta dụ dỗ mà đến. Ta muốn sau này khi tu thành thân thể chân linh thì đem nó biến thành linh đan rượu dược đại bổ một phen. Ma viên này còn tưởng rằng nơi đây vốn là thiên địa sinh ra đã có ma khí tinh thuần như thế. Quái vật nói một câu, vừa nghe lời này, hàn lập biến sắc nhưng lập tức như thường nói. Thì ra là thế, ta tự hỏi tại sao nơi đây ma khí tinh thuần như thế, ma viên kia bị thương nên rất khó tự tập được. Nguyên lai là các hạ ra tay, bất quá, người rốt cuộc là tồn tại gì, tại hạ cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ là một loại thiên địa chi linh, cái gì mà thiên địa chi linh? bất quá là mượn chân linh chi lực mà sinh ra một lũ hư vô thận khí mà thôi nguyên bản nó không có linh tính chỉ là một xuẩn vật cái gì cũng không biết nhưng lại bị một lũ ngoại lai chi lực khống chế phụ thân nên mới trở nên xảo trá như thế hàn huynh nên cẩn thận một chút kỳ lân màu xanh bỗng nhiên mở miệng nói ngươi hiện tại là tiêm tiên tử sao hàn lập vừa nghe thấy kỳ lân phát ra thanh âm nữ tử dễ nghe thì thần sắc vừa động hỏi một câu đương nhiên là vãn bối bất quá trạng thái hiện tại của ta có chút kỳ lạ là lưỡng chủng thần niệm tạm thời hợp lại đây là kỳ lân pháp tướng nhưng lấy ý thức của ta là chính kỳ lân màu xanh thở dài một hơi thành thật trả lời nói như vậy mục đích lần này đến đây kỳ thật là vì cái gọi là chân lân bản nguyên này việc dùng thánh giai ma hạch tu bổ ma giáp có phải là một âm mưu không hàn lập nhìn chằm chằm vào kỳ lân màu xanh thanh âm không hề có chút cảm tình hỏi đương nhiên không phải tu bổ thiên ngoại ma giáp đích xác cần có thánh giai ma hạch về phần chân lân bản nguyên thì ta thừa nhận xác thực là có lợi dụng đạo hữu nhưng trên thực tế hàn đạo hữu cũng không có tổn thất gì ta chỉ mượn cơ hội làm việc mà thôi mà đầu thánh giai ma viên nếu đã bị đạo hữu chém giết thì việc nó bị trọng thương cũng là thật thanh âm tiêm tiêm trở nên điềm đạm đáng yêu nói đạo hữu nói cũng không sai ta xác thực là không có tổn thất cái gì nhưng hiện tại xem ra kế hoạch của tiên tử tựa hồ không quá thuận lợi không ít việc xảy ra ngoài ý muốn a à hàn lập nhìn ba cái hóa thân của nam tử họ khuê và quái vật phía dưới rồi trên mặt hiện lên một tia kỳ quái ta xác thực không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy nhưng chỉ cần trừ bỏ huyệt linh phía dưới là lấy được chân lân bản nguyên vật này là một phần bản nguyên chi lực do chân linh kỳ lân lưu lại lúc sinh ra mọi sinh linh có được nó đều có khả năng thoát thai hoán cốt đạt được chỗ tốt bất khả tư nghị việc khác không nói nhưng nếu hàn huynh có được một tia trong đó mà nói thì việc tiến lên hợp thể kỳ tuyệt đối không thành vấn đề nữ tử này cũng quyết đoán dị thường trực tiếp đem chân tướng sự việc công bố ra đối với nàng mà nói nếu đã không độc chiếm được vậy ấy hơn nữa trong đám người thì mình là người yếu nhất nên tốt nhất là mượn sức của hàn lập ứng phó người khác ngươi nói vậy là có ý tứ gì muốn mang chân lân bản nguyên chia cho người này ư nếu thế ngươi đem phần của ngươi mà phân một nửa của ta sẽ không phân cho bất luận kẻ nào ngân giao do nam tử họ khuê biến thành lành lạnh nói hoàn toàn không có vấn đề gì hàn huynh ta cùng ngươi lại làm một cuộc giao dịch khác. Ngươi giúp ta đánh chết huyệt linh kia, ta sẽ đem chân lân bản nguyên phân cho ngươi một phần. Đạo hữu không biết rõ chân lân chi niệm, chỉ cần có một phần cũng đủ rồi, dùng nhiều quá mà nói cũng vô ích. Hơn nữa, muốn luyện hóa được bản nguyên chi lực này còn cần một loại phương pháp đặc thù. Đến lúc đó tiểu muội cũng sẽ bẩm báo chi tiết, thanh âm của tiêm tiêm từ trong hư ảnh kỳ lân huyền chuyển truyền ra. Hàn lập nghe xong hai mắt nhíu lại, có thể làm cho hắn tiến dai lên hợp thể kỳ chuyện này quả nhiên là vô cùng hấp dẫn bất quá chính là chuyện chân lân bản nguyên hắn lần đầu tiên nghe nói đến nên nói việc này tự nhiên là có chút bán tín bán nghi bất quá không chờ hàn lập quyết định quái vật phía dưới lại đột nhiên phát ra từng đợt cười khó nghe dị thường chia chắc chân lân bản nguyên các ngươi thực sự nghĩ là còn có cơ hội này sao tính toán thời gian cũng tới lúc rồi hai người các ngươi không cảm thấy thân thể có cái gì không thích hợp hay sao vừa nghe lời này nam tử họ khuê cùng tiêm tiêm đồng thời cả kinh tự nhiên theo bản năng cấp bách dùng thần niệm đảo qua, muốn xem xét hết thảy tình huống trong cơ thể. Kết quả cơ hồ đồng thời, hai cái hóa thân của nam tử họ khuê hết thảm một tiếng rồi trong da thịt có vô số tế tim màu xám bắn ra, một chút đã đem hai cái hóa thanh này xé rách thành vô số mảnh. Hai luồng dị vật màu đen thật lớn nhất thời hiện ra ở trên không trung nhưng lại phân hồn của hai cái hóa thân này cũng bị ô xuyên thủng mà qua, không kịp đào tẩu mảy may. Tiếp theo, trong hắc quang chấp động, hai luồng phân hồn đã bị hấp thu hết mà ngân giao do bản thể nam tử họ khuê biến thành tiêu không bị nổ tan xác mà chết nhưng trên lân phiến cũng hiện lên một cây hắc ti, nó sau khi gầm nhẹ một tiếng thì liền cứng ngắc từ trên không trung rơi thẳng xuống rồi ngã thật mạnh xuống mặt đất. Về phần hư ảnh kỳ lân màu xanh đồng dạng cũng bị vô số hắc ti xuyên thủng, hình thể bị thu nhỏ lại hơn một trường, cuối cùng lóe lên thì hiện ra nguyên hình thành tiêm tiêm. Chỉ là giờ phút này, bên ngoài thân nàng hoàn toàn bị một đoàn thanh quang chói mắt bao lấy, vô số ô ti co rỗi rằng co không ngừng, Tinh tộc nữ tử này tuy không bị rớt thẳng xuống dưới nhưng thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ và không thể nhúc nhích được. Hàn lập thấy cảnh này thì ngẩn ra, không có khả năng người động tay chân vào trong cơ thể chúng ta lúc nào. Tiêm tiêm cố nén dị biến trong cơ thể kinh sợ quát hỏi: khi nào ư? Tự nhiên là khi các người chui vào trong cơ thể bản tôn. Các người có biết ta đã tiêu diệt những kẻ trước kia tới đây lấy chân lân bản nguyên như thế nào không? Chỉ cần tiến vào trong cơ thể bản tôn thì ta muốn hạ linh trùng vào cơ thể các ngươi còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Các ngươi cho dù không chết thì hiện tại cũng không chạy đi đâu được. Hiện giờ, chỉ cần ta giải quyết xong tên gây rối ngoài ý muốn ra là coi như công đức viên mãn. Vừa nói xong, quái vật gầm lên, bên ngoài thân đột nhiên có tiếng sấm nổ lớn, một đạo hắc sắc hồ quang hóa thành vô số đạo hắc kiếm hùng hổ nhắm về phía Hàn Lập chém đến. Tuy nhiên chưa kịp tiếp cận chỗ Hàn Lập thì hàng trăm cây hắc kiếm nọ đột nhiên tản đi tiếp theo như máy xay gió tự động xoay tròn đồng thời từng đạo hắc hồ quang từ phía trên phun ra, sau đó lại thi nhau gầm rú. Trong chớp mắt, một cái hắc sắc cử võng cực lớn hiện lên quanh thân Hàn Lập, từ bốn phương tám hướng đem Hàn Lập vây kín. Kiếm trận, khóe mắt Hàn Lập nhíu lại rồi tự nói một tiếng, lộ ra biểu tình quái dị. Tiếp theo, trong miệng quái vật truyền ra thanh âm chú ngữ, nhất thời có tiếng sấm nổ lớn, hắc sắc hồ quang chợt hiện rồi điện võng cùng mấy trăm cây hắc sắc lôi kiếm được thúc giục mà bắt đầu hướng vào trung tâm chậm rãi chém tới. Hàn lập trên mặt dị sắc chợt lóe qua, một tay hướng một bên hư không đánh ra một chảo. Cự kiếm màu xanh nguyên bản đang ở một chỗ khác nhoáng lên một cái, nhất thời biến mất không thấy đâu. Sau đó, không gian trước người hàn lập dao động nhoáng lên một cái, cự kiếm màu xanh bỗng nhiên hiện ra. Một tay hàn lập hướng về phía cự kiếm nhẹ nhàng điểm ra. Cự kiếm nhất thời thanh minh một tiếng như rồng ngâm sau đó hóa thành 72 khẩu phi kiếm quang màu xanh vây quanh Hàn Lập mà bay múa. Hàn Lập trong lòng thúc dục pháp quyết, chúng phi kiếm run lên rồi bỗng nhiên một hóa thành hai, hai hóa bốn. Trong phút chốc mấy trăm đạo kiếm quang hiện lên, thanh quang đại phóng mà hóa thành một đóa cự liên màu xanh đem Hàn Lập bao vào trong. Cánh hoa sen quay tròn chuyển động, nhất thời lớp lớp kiếm quang màu xanh giống như mưa to kích bắn ra. Một trận thanh âm trầm đục truyền đến, hắc sắc điện võng bị thanh quang điên cuồng chém tới thì giống như gỗ mục vỡ tan ra nhưng trên mặt hắn còn chưa kịp tươi cười thì có tiếng sấm vang lên hắc sắc hồ quang vỡ vụn lại như thông linh tụ lại ngay trong hắc quang ngưng tụ thành hắc sắc đại võng độc nhất vô nhị vẫn dường như không có việc gì nhắm hàn lập bay đến sắc mặt hàn lập đại biến cùng lúc đó quái vật đột nhiên nhe răng cười thân hình khổng lồ vặn vẹo biến hình ở trong hắc quang đại phóng mà sinh ra bốn cái chân to to thân hình cũng trở nên mập mạp cao lớn trường tráng khác thường đó là hóa thân của một con mặc kỳ lân toàn thân quang mang minh mông. Kỳ lân này cao chừng mấy trăm trượng, từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi lớn, tựa hồ so với hình thái lúc trước còn muốn lớn hơn vài phần. Khuôn mặt quái dị của nó nằm trên trán con mặc kỳ lân này, lúc này đang vặn vẹo trông đáng chú ý dị thường, làm cho nó lộ ra vài phần khí thức yêu dị. Sau khi biến hóa xong, mặc kỳ lân liền nhấc một chi trước nhắm hàn lập đạp ra một cái. Nhất thời trên không trung phía trên hàn lập hơn 10 trượng, không gian dao động kịch liệt, hắc quang chợt lóe lên rồi một cái cự túc liền như cột trống trời hiện lên. Mặc dù chưa thật sự hạ xuống mà một cỗ vô hình cự lực đã ép xuống. Thân ở trong kiếm quang màu xanh, Hàn Lập chỉ cảm thấy bốn phía căng thẳng giống như có một đạo cương cháo thật lớn đè lên trên người, đem hắn trói buộc tại chỗ, bộ dáng như khoanh tay chịu chết. Lúc này cái chân lớn mới rơi xuống đồng thời hắc sắc cự võng cũng đã chấp động tới phụ cận. Hồ quang phát ra thanh âm thử lạp giống như gần tới trong gang tấc. Trong lúc nguy cấp, nhưng trên mặt Hàn Lập không có vẻ gì kinh hoàng mà hít sâu một hơi, trên người kim quang đại phóng, kim sắc lân phiến quỷ dị hiện lên trên da thịt, một đôi cánh tay màu vàng rực rỡ đồng thời tả hữu hiện ra. Oanh một trận nổ liên miên trầm đục truyền ra, trói buộc bốn phía bị Hàn Lập dùng đại cự lực ngạnh sinh đánh vỡ. Chương 1635, Huyễn hóa Bách Thiên. Tiếp theo, bàn tay Hàn Lập trong nháy mắt trở nên tối đen như mực hướng hư không đánh ra một chảo. Một bàn tay to cỡ một trượng lập tức hiện ra, năm ngón tay co duỗi rồi liền mang theo phiến phiến quang hà màu xám hướng về phía hắc sắc cự túc trên không trung tuy rằng hai bên hình thể cực kỳ tranh lệch nhưng sau một tiếng va chạm đất rung núi chuyển thì bàn tay to run rẩy mà nâng cự túc lên chỗ hai bên tiếp xúc hắc quang và bụi hà đan vào nhau chấp động thanh âm bạo liệt liên tiếp phát ra đồng thời một cỗ khí lãng quỷ dị vây quanh hai người mà bay múa giống như một cái phong long phóng lên cao cùng lúc đó cự liên màu xanh quanh hàn lập xoay tròn cùng tiếng xét đánh vô số kim hồ hiện lên theo đó Thanh Liên trong nháy mắt đã hình thành một đóa kim sắc lôi liên. Cánh hoa sen màu vàng chợt lóe lên, tầng tầng lớp lớp đan vào nhau, kim quang lấp lóe liên hồi rồi liền tản ra bốn phía, khi ra tới vùng phụ cận thì va chạm với hắc sắc hồ quang. Thanh âm va chạm như tiếng sấm đinh tai nhức óc, trong nháy mắt hai loại hồ quang va chạm, tình trạng giống như hai kẻ sinh tử đại địch gặp mặt, vô số điện quang lôi hỏa hai màu vàng đen chớp động hiện lên rồi lại từng đoạn bạo liệt nổ tung. Mọi công kích của quái vật đều bị Hàn Lập ngăn lại khiến nó không khỏi ngẩn ra nhưng lại lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt Hàn Quang chợt lóe rồi lại há to mồm. Nhất thời phụ cận có tiếng rít nổi lên, từng trận hắc phong cuồn cuộn thổi đến rồi một cái đại động tối đen trong phút chốc hiện ra trước người Mặc Kỳ Lân. Bên trong ẩn hiện có hắc quang xoay quanh giống như phải nuốt hết cả thế gian vào trong đó. Cẩn thận, đây là đại thôn diệt thuật, Tiêm Tiêm tuy không thể nhúc nhích nhưng vừa thấy hành động này của Mặc Kỳ Lân thì nhất thời quá sợ hãi mà cuống quyết nhắc nhở. Vừa rồi nàng hóa thân thành kỳ lân màu xanh tuy cũng thi triển một loại thần thông đồng dạng nhưng uy thế không thể so sánh với mặc kỳ lân này, căn bản là cách biệt một trời một vực. Hàn lập thấy vậy thì cũng âm thầm kinh hãi, lại vừa nghe tinh tộc nữ tử nói như vậy thì hướng lên không trung điểm ra một cái, cự thủ phía trên nhất thời không lưỡng lựa đảo một cái. Một cái hắc sắc tiểu sơn cao mấy tấc từ trong lòng bàn tay hiện lên rồi bị ném ra. Nó nhoáng lên một cái rồi cuồng trướng không thôi, chỉ cần thời gian mấy cái hô hấp thì liền biến thành cao hơn ngàn trượng to không kém gì mặc kỳ lân đối diện, sau đó bay lên không lấy thế thái sơn áp đỉnh mà đè xuống. Cả bầu trời tối sầm lại, tất cả đều bị hắc sắc cự phong này bao phủ. Dựa vào uy năng này đem hắc động và cả mặc kỳ lân phía dưới đè xuống nhưng một màn kế tiếp xuất hiện làm cho hàn lập đại biến. Bên trong đại động đột nhiên có tảng lớn hắc sắc quang hà phun ra kích lên trên nguyên tử thần sơn rồi hóa thành mấy cái hắc sắc phù văn lớn, đám phù văn này chợt lóe lên rồi chui vào bên trong nguyên tử thần sơn. Nguyên từ thần sơn chấn động quay tròn chuyển động, quang hà chấp động rồi lại khôi phục lại hình dáng ban đầu sau đó bị hắc quang cuốn một cái mà biến mất không thấy. Ngay sau đó, quả núi này bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cự động, sau khi chợt lóe lên thì nó đã bị thu vào trong đó. Hàn Lập chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, nguyên từ thần Sơn cùng chính hắn vốn có mối cảm ứng chặt chẽ nhưng lúc này lại trở nên như có như không, giống như sắp tan vỡ thì trong lòng không khỏi hoảng hốt. Phải biết rằng ngọn núi này sớm đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, dưới tình huống như vậy mà còn có thể bị kẻ khác mạnh mẽ thu lấy, thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Hàn lập thần sắc ngưng trọng, trong miệng lầm bầm, trong lòng bàn tay ngân quang chợt lóe lên rồi cái hư ảnh tiểu sơn hiện lên. Hồi quang lóe lên rồi hư ảnh hóa thành tồn tại chân thật, hắc sắc tiểu sơn cứ như thế mà quay lại trong tay hắn, giống như chưa từng bị tế ra. Quái vật khẽ di một tiếng, nó cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nó tự nhiên không biết, nguyên từ thần sơn sớm đã được hàn lập dùng bách mạch luyện bảo quyết tế luyện một phen, trừ phi hàn lập chết đi không thì chỉ cần không phải xa ngoài vạn dặm tự nhiên chỉ cần thần niệm vừa động thì lập tức được triệu hồi bất quá ngay lúc hắn đang muốn đổi một loại thần thông khác để khắc địch thì uy năng đại thôn diệt thuật mới thực sự được thể hiện sau một trận cười cà cà quái dị thì ánh sáng bốn phía như bị hút đi một cách quy dị hàn lập chỉ cảm thấy một cỗ tinh phong thổi đến sau đó liền cảm thấy thân mình như đang ở trong một khoảng hư không tối đen hắc sắc cứ túc cùng hát sắc hồ quang bốn phía quỷ dị chúc tán loạn tiêu thất Hàn lập trong lòng dùng mình, phát hiện thần niệm lúc này không thể ly thể thì vội thi triển linh mục thần thông hướng mọi nơi đảo qua. Mượn linh mục thần thông hắn mới miễn cưỡng nhìn thấy trong phạm vi trăm trượng nhưng cảnh vật cũng chỉ mơ mơ hồ hồ. Vô luận là trên trời hay dưới đất, tất cả đều là một mảnh tối đen như mực. Hắn giống như là đã bị nhiếp tới một không gian khác nhưng Hàn lập lại rất rõ ràng. Bản thân hắn vừa rồi ở tại chỗ căn bản chưa kịp cử động gì thì đã bị quái vật kia nuốt vào trong bụng. Bất quá đại thôn diệt thuật này quả thật là cực kỳ quỷ dị. Một khi thi triển ra thì ngay cả hắn cũng không thể tránh né mảy may. Trong lòng thầm nghĩ, dưới chân Hàn Lập Thanh Liên kim hồ lóe lên rồi lại nở rộ ra mà hóa thành một tầng phòng hộ hai màu vàng xanh, mà ở tận cùng bên trong còn có một tầng thủy tinh tiểu thuẫn đem cơ thể bảo hộ nghiêm mật. Hắn lúc trước đã chính mắt nhìn thấy kết cục của tinh tộc nữ tử cùng nam tử họ Khuê nên hết sức cẩn thận. Cho dù như vậy, Hàn Lập cũng chỉ hoàn toàn phòng ngự, hắn duỗi 10 ngón tay nhắm vào hư không nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời tiếng xé gió vang lên, vô số đạo kiếm khí sắc bén giống như mưa rào bắn ra. Sau một loạt trận âm thanh phốc phốc trầm đục thì kiếm quang màu xanh một bắn ra ngoài hơn trăm trượng liền giống như mưa xa vào vũng bùn chìm nhỉm không thấy bóng dáng. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, một tay bấm quyết, kim sắc hồ quang bốn phía liền tụ lại, sau một tiếng sét đánh thì ngưng tụ thành một con kim sắc điện dao dài hơn 10 trượng, nó lúc lắc đầu vẫn đuôi rồi vọt ra. Âm một tiếng, kim dao bay ra ngoài hơn trăm trượng thì giống như đụng vào một cái cấm chế gì đó ở phía trên, nhất thời một vòng ánh sáng giống như mặt trời bùng nổ ra, đi theo đó là lớp lớp khí lãng bắn ra. Cả hư không phảng phất như run rẩy, giống như lập tức bị bắn văng tung tóe đi thì đột nhiên có một tiếng tê minh truyền ra, đột nhiên phía trước vầng sáng màu vàng hiện ra một cái hắc động rộng hơn 10 trượng, bên trong hắc sắc quang hà quay tròn, uy thế kinh người phát ra từ vụ nổ của kim sắc điện giao liền bị hấp thu mà hóa thành vô hình. Theo sau hắc động vặn vẹo một trận biến hình thành một gã nam tử mặc trường bào màu đen, mặt mang mặt nạ màu trắng. Hàn Lập thấy vậy thì khóe mắt co lại, hai mắt híp lại. Đừng có vọng tưởng thoát khỏi chỗ này, hai kẻ kia có thể chạy ra được đến nơi đây là do ta cố ý bố trí. Hiện tại có ta tự mình kiềm chế ngoi thì ngươi có chạy đằng trời. Hắc bào nam tử mở miệng, lời nói mơ hồ không rõ ràng nhưng đúng là thanh âm của tên quái vật kia. Phải không đó, nhưng mà ta không tin, trên mặt Hàn Lập vẻ quái dị chợt lóe lên, sau đó trong mũi phát ra một tiếng hử nhẹ. Tiếng hử nhìn như bình thường đó nhưng ở ngoài hơn trăm trượt, thân hình hắc bảo nhân bỗng nhiên chấn động sau đó giống như đầu gỗ từ trên không rơi xuống. Đúng là trong tiếng ngừ hàn lập đã lặng lẽ vận dụng kinh thần thứ thần thông. Ngay cả hắc bảo nhân với một thân thần thông quỷ dị cũng không kịp đề phòng mà chúng chiêu này. Theo sau, sau lưng hàn lập bỗng nhiên có một tiếng sét đánh vang lên rồi hiện ra một đôi cánh trong suốt, hắn nhẹ nhàng với một cái thân hình bỗng nhiên biến mất. Bên cạnh hắc bảo nhân đang rơi xuống dưới chợt hiện ra một đạo thanh bạch hồ quang, sau đó thân ảnh hàn lập liền quỷ dị hiện lên, một tay nhoáng lên một cái, một thanh trường kiếm màu xanh vô thanh vô tức hiện lên. Hàn quang chợt lóe, cái đầu mang mặt nạ của Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt bị chém ra thành hai nửa. Tiếp theo Hàn Lập không chút do so dự dương tay lên, nhất thời một tia kim hồ bắn ra. Thân hình Hắc Bảo Nhân chia làm hai nửa trong tiếng sấm nổ biến thành hắc khí, bộ dáng như đã hoàn toàn phi hôi yên diệt. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng buông lỏng, khóe miệng rốt cục lộ ra tia cười nhưng nụ cười này vừa hiện ra đã lập tức động lại vì hắc khí nguyên bản biến mất trong kim quang lại đột nhiên hóa thành một con hắc mãng rồi giống như mũi tên bắn đi. Ích tà thần lôi tuy lực không nhỏ nhưng vẫn để cho một bộ phận nhỏ hắc mãng độn ra ngoài, sau đó hắc quang chợt lóe mà biến thành từng đạo nhân ảnh. Những đạo nhân ảnh này so với hắc bào nhân lúc trước thì không khác gì nhau nhưng chỉ cao một thước, số lượng có hơn trăm mà thân hình đám hắc bào nhân này trở nên mơ hồ rồi liền giống như ảo ảnh mà lập lè không thôi. Ngay sau đó, Hàn lập liền bị đám hắc bào nhân này vây quanh bên trong. Đám hắc bào nhân này hai mắt hàn quang lóng lánh đồng thời hai tay phun ra từng đạo cột sáng màu đen nhắm thẳng đến Hàn lập bắn đến. Tuy nhiên những cột sáng màu đen này kích đến thì lại quỷ dị lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh, giống như trâu đất xuống biển. Hắc bào nhân bốn phía thấy vậy thì không khỏi ngừng lại. Hàn lập vào lúc này lại khẽ nở nụ cười. Nguyên từ thần quang chuyên khắc chế ngũ hành chi lực, vừa rồi hắc sắc quang trụ đó âm hàn dị thường đúng là linh lực thủy thuộc tính cực kỳ tinh thuần nên tự nhiên là bị nguyên từ thần quang dễ dàng khắc chế. Mà Hàn Lập lúc này đột nhiên giơ chân rậm lên thanh liên phía dưới chân, nhất thời vô số thanh mang như mưa rào bắn ra, sau khi chợt lóe lên thì đã đem hắc bảo nhân bốn phía xuyên thủng mà đánh cho vỡ nát hóa thành hắc khí. Cạc cạc, tiểu tử, khoanh tay chịu chết đi, ở trong thân thể ta thì nguyên thần của ta chính là bất tử chi thân, càng giết thì lại càng sinh ra càng nhiều, vô cùng vô tận một trận cười khó nghe từ hư không bốn phía đắc ý truyền ra. Quả nhiên, hắc khí phụ cận chợt lóe lên rồi quả thực hóa thành hơn 100 hắc bảo nhân nhưng mỗ gã chỉ cao hơn một tấc. Hàn Lập thấy vậy thì khóe mắt giật giật mà trên mặt sát khí chợt lóe lên, một tay vừa lật rồi đột nhiên hiện ra một thanh hắc sắc tàn nhận. Đúng là kiện huyền thiên tàn nhận mà hắn vừa mới thu được. Tuy không biết mục đích của đối phương khi đem mình vây ở chỗ này nhưng hắn quyết không để bị nắm mũi dắt đi, cùng lắm là tiêu hao thêm một bộ phận pháp lực cùng pháp tướng chi lực vận dụng thanh tàn nhận lần nữa. Ngay cả khi đối phương có đại thôn diệt thuật thần diệu dị thường nhưng tuyệt đối vô pháp đối kháng với pháp tắc chi lực. Hắn phải một kích chém giết đầu yêu quái này, hoàn toàn chấm dứt chàng tranh đấu này. chương 1636, hình thú, bất quá kim quang bên ngoài thân hắn mới chấp động thì đột nhiên có tiếng đề minh từ trong tay áo chuyển ra, trong thanh âm tràn ngập sự hưng phấn cùng ý nôn nóng, hàn lập ngẩn ra thần sắc trở nên cực kỳ quái dị nhưng ánh mắt sau khi chớp động vài cái thì lập tức quả quyết mà phất tay áo bảo có tiếng rít ô ô phát ra rồi một con khỉ đen thui từ trong tay áo bay ra sau khi xoay quanh một cái thì lập tức có một đạo ô quang từ trong tay áo bắn ra sau khi quang mang vụt tắt thì một con tiểu hầu xuất hiện ở trước người hàn lập chính là đề hồn thú bất quá đề hồn lúc này rõ ràng là to lớn khác thường nó không đợi hàn lập dùng thần niệm thôi động mà bỗng nhiên bạo giống một tiếng bên ngoài thân hắc mang lưu chuyển rồi thân hình cuồng tương mà biến thành một con cự viên cao hơn 30 trượng. Hai mắt để hồn màu huyết hồng, hai cái nắm tay cực lớn như hai cái chùy tự nện vào ngực, phía dưới bộ lông đen nhất thời lộ ra hai hàm răng nanh, trên đầu mọc sừng, bộ dáng biến thành một con cự quỷ ba mắt khí tức âm trầm bức người, đáng sợ dị thường. Hình thú trong không trung đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai sợ hãi của quái vật mà đám hắc bào nhân trong nháy mắt đều hóa thành hắc khí tiêu thất vô ảnh vô tung hàn lập trừng mắt nhìn tình hình ngoài dữ liệu mà không hiểu sao lúc này, đề hồn thú biến thành cự quỷ lại tựa hồ mất đi thần trí, trong miệng sau khi phát ra một tiếng gầm trầm thấp thì trong ba cái yêu mục đột nhiên linh quang lóe lên, một đạo huyết hồng quang trụ phun ra, lướt lên giữa không trung rồi biến mất. Tăng một tiếng rồi một màn làm hàn lập hoảng sợ xuất hiện. Huyết sắc quang trụ bắn ra ngoài hơn 10 trượng thì lại hiện thân ra, sau khi kêu nhẹ một tiếng thì hóa thành một cái xiềng xích màu huyết hồng. Cái xiềng này từ trong hư không quỷ dị hiện lên rồi như đem một vật gì đó vô hình khóa lại. Sau đó bên trong xiềng xích có tiếng sấm nổi lên đồng thời mặt ngoài hiện ra từng đạo huyết hồng hồ quang. Nhất thời có tiếng kêu thảm thiết từ trong xiềng xích truyền ra, bị huyết hồng hồ quang đánh trúng một đoàn hắc khí đường kính mấy trượng hiện lên. Huyết sắc xiềng xích phảng phất như gặp được món cao lương mỹ vị, trong nháy mắt bảy tám cái mắt xích quấn xong lên đem đám hắc khí này bao vây lấy. Trong tiếng sấm nổ lớn, huyết hồ quang thanh thế càng thêm kinh người mà hắc khí này tựa hồ e ngại hồ quang dị thường, không ngừng kêu la thảm thiết mà trong thời gian mấy cái hô hấp biến hóa ra hơn 10 loại hình thái bất đồng nhằm liều mạng bỏ trốn. Trong đó có mấy bộ dáng của hắc bào nhân cùng mặc kỳ lân nhưng mà mọi nỗ lực đều thất bại, vô luân là loại hình thái nào chỉ cần vừa lóe lên thì đều bị huyết sắc hồ quang đánh nát, lại lần nữa hóa thành hắc khí. Huyết liên dĩ nhiên như một loại giòi phụ cốt gắt gao bám lấy thân thể vô hình của hắc khí làm cho nó vô pháp bỏ chạy. Điều này làm cho hắc khí bên trong ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết ra thì thỉnh thoảng còn hiện ra khuôn mặt quái vật cực kỳ nổi giận. Đúng lúc này cự quỷ do đề hồn biến thành lại có hành động, cái bàn tay to đầy lông xù bỗng nhiên hướng ra phía sau hư không đánh ra một chảo. Một trong ba cái gai xương màu đen bỗng nhiên tiêu thất không thấy nhưng sau một khắc, trong tay đề hồn hắc quang chợt lóe lên rồi cái gai xương kia quỷ dị hiện lên. Một trận chú ngữ hàn lập chưa bao giờ nghe thấy từ trong miệng đề hồn trầm thấp truyền ra, mặt ngoài cốt mâu do gai xương biến thành nguyên bản màu đen mở bỗng nhiên phát sáng lên bởi một loại hoàng kim sắc văn tự, kim quang rực rỡ, thần bí dị thường. Sau đó cốt mâu tự hành rung động mà phát ra thanh âm ông minh đồng thời kích thước càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, một tầng khí lãng màu vàng từ mâu tiêm lan ra về phía sau đồng thời bộc phát ra kim mang chói mắt, không chỉ thế xung quanh cốt mâu xuất hiện thêm một số kim sắc ký hiệu tương tự phiêu phù không động đậy mà trong nháy mắt những ký hiệu này hiện lên, một cỗ sát khí kinh người từ trên cốt mâu phóng lên cao. Kim Triện Văn, Thiên Phạt Thần Mâu, hai loại âm thanh hoàn toàn bất đồng từ trong hắc khí đồng thời truyền ra. Bất quá trên mặt Hàn Lập tràn đầy vẻ kinh ngạc mà trong hắc khí lúc này lại truyền đến âm thanh cực kỳ kinh sợ. Hàn Lập tâm niệm quay nhanh nhưng chưa kịp có chuyện gì xảy ra thì đám hắc khí bị thần bí huyết liên vây khốn phía xa lại kêu lên một tiếng sau đó dị biến phát sinh. Chỉ thấy trong hắc khí bỗng nhiên có hắc quang lưu chuyển bất định, thể tích bỗng nhiên co rụt lại rồi lại cấp tốc bành trướng lên. Phanh một âm thanh muộn hưởng vang lên hắc khí dĩ nhiên tự hành bạo liệt, quầng sáng tối đen như mực trong huyết liên hiện lên đem huyết liên cứng rắn chống đỡ. Thừa cơ hội này có tiếng phốc phốc nổi lên, vô số hắc mang từ trong huyết liên bắn ra. Nguyên lai quái vật này thấy tình hình không ổn mà không tiếc tự bạo hơn nửa thân thể hóa thành hắc khí mà bỏ chạy. Bất quá, một màn khó tin lập tức xuất hiện, chỉ thấy huyết liên kia kêu lên một tiếng trầm muộn sau đó mơ hồ đi mà hóa thành 10 đạo huyết ti kích bắn ra, chỉ là nhoáng lên một cái rồi mỗi huyết ti như là thuấn di đã xuyên thủng qua một đạo hắc mang. Sau một tiếng gào thét thì những hắc mang này run lên và hiện nguyên hình thành hắc khí đồng thời bị vây ở giữa không trung vô pháp nhúc nhích mảy may. Trên tơ máu linh quang chợt lóe rồi cuốn về đồng thời cứng rắn đem tất cả hắc khí gom lại cùng nhau. Sau đó hơn 10 huyết ti tụ lại một lần nữa biến ảo thành huyết liên thô to đem hắc khí đã thu nhỏ lại gần một nửa trói lại. Vù một tiếng, cốt mâu trong tay để hồn lúc này hóa thành một đạo kim sắc tinh mang bắn ra. Tốc độ cũng không tính là quá nhanh nhưng mà hắc khí bị vây khốn căn bản là vô pháp né tránh mảy may, sau một trận quay cuồng thì từ trong đó hiện ra một khuôn mặt xa lạ. Khuôn mặt này dĩ nhiên đầu sinh hai sừng, mặt phân ngũ sắc, toàn thân được một đoàn hỏa diễm rừng rực thiêu đốt trong đó, chỗ viền mắt lại có hai luồng ngân quang xoay tròn rất nhanh khiến cho hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Khuôn mặt lúc trước còn vài phần như nhân tộc còn khuôn mặt này thì Hàn Lập hoàn toàn chưa thấy bao giờ. Thượng tiên tha mạng, mau gọi hình thú lại, bản thể của ta là phân hồn của thiên ngoại ma quân, ta nguyện ý làm ma nô quy thuận các hạ. Quái vật thần tình hồn hền thở gấp, phảng phất như nắm được cọng rơm cứu mạng hô lớn. Mấy chữ thiên ngoại ma quân làm cho Hàn Lập hoảng sợ đồng thời trong lòng như nổ lớn một trận nhưng ánh mắt sau khi đảo qua cửa quỷ là hóa thân của đề hồn thì có chút bất đắc dĩ. Lúc này đề hồn đã hoàn toàn đoạn tuyệt mối liên hệ cùng hắn, tựa hồ mọi cử động hiện nay đều là trong tình trạng vô thức mà tiến hành khiến cho hắn không thể nào khống chế được hành động của nó. Kết quả kim sắc tinh mang cứ thế mà xuyên thủng mặt nó. Trên trán ma diện nhất thời có thêm một cái lỗ thủng to cỡ ngón tay cái, kim mang chói mắt tuôn ra. Trong sát na biểu tình của nó như động lại phảng phất như là đã hóa đá. Một tiếng vỡ giòn vang lên, ma diện lấy lỗ thủng màu vàng làm trung tâm mà tất tắc, tắc vỡ vụn ra rồi biến thành vô số ngũ sắc tàn phiến phiêu phù trong không trung bất động. Trong hai mắt đề hồn quang mang kỳ lạ chợt lóe lên rồi hừ lớn một tiếng, một mảnh hoàng huỳnh quang mang từ trong mũi phun ra hắc khí cùng mảnh vụn của ma diện dễ dàng bị cuốn về sau tô bị đề hồn thú một ngụm nuốt toàn bộ vào trong bụng đồng thời huyết liên khẽ kêu lên một tiếng trầm thấp thì cũng biến mất mà cái cốt mâu kia cũng chợt lóe lên rồi một lần nữa xuất hiện ở trên lưng đề hồn chỉ thấy có kim triện văn trên mặt ngoài đã biến mất mà hắc mang lúc này cũng ảm đạm dị thường cơ hồ mờ nhạt như không thấy phù phù một tiếng đề hồn sau khi thôn vệ ma diện thì hai mắt huyết quang cũng thu lại sau đó lộ ra vẻ mờ mịt còn người trợn chừng rồi ngã quỵ trên mặt đất mà bất tỉnh nhân sự trên thân thể thật lớn của nó trong sát na có một tầng hắc quang lưu chuyển rồi khôi phục lại như lúc ban đầu mà trở thành một con tiểu hầu màu đen. Hơn nữa mối liên hệ tâm thần giữa Hàn Lập và nó cũng khôi phục như thường. Hàn Lập ngẩn ra nhưng lập tức dùng thần niệm hướng về tiểu hầu đảo qua một vòng, kết quả lại làm cho hắn cả kinh. Lúc này thể lực và thần niệm của đề hồn đều khô kiệt hết, phảng phất như vừa cùng cường địch đại chiến ba ngày ba đêm vậy. Hàn Lập sắc mặt âm trầm bất định, trong đầu phảng phất như rối loạn vô luận là biến hóa quỷ dị của đề hồn thú hay là quái vật tự xưng là hóa thân của thiên ngoại ma quân đều làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc quái vật nọ tựa hồ nhận thức được đề hồn mà xưng hô là hình thú càng làm cho hàn lập như rơi vào đám sương mù dày đặc bất quá hắn cũng biết bây giờ cũng không phải là lúc tìm kiếm đáp án bởi vì đúng lúc này bốn phía nổi lên một trận đất sung núi chuyển hư không màu đen bắt đầu các tắc, tắc vỡ vụn ra vô số bạch quang chợt lóe lên rồi lọt vào không gian này ánh mắt hàn lập đảo qua mọi nơi nhưng không phát hiện ra cái gì gọi là chân lân bản nguyên ở đâu thì nhướng mày mà phất ống tay áo đem để hồn thú thu lại đồng thời thân hình nhoáng lên biến mất sau một khắc không gian trên cao hơn trăm trượng xuất hiện ba động rồi hàn lập trong một đoàn thanh quang thoáng hiện ra tại nơi này cũng có một cái quái điện bằng đá trắng sứt mẻ không đầy đủ cũng đang sập xuống rất nhanh hàn lập đảo mắt nhìn qua mọi nơi rất nhanh đồng thời hai mắt khẽ nhíu lại chỉ thấy phía dưới tiêm tiêm nguyên bản vô pháp nhúc nhích thì lúc này lại vô sự trước người có vài khẩu phi đao màu trắng huyền phù và đang giật mình nhìn về phía hắn cách đó không xa nam tử họ khuê nguyên bản rơi trên mặt đất đồng dạng hai tay chắp sau lưng đứng thẳng trên đầu có một cái hư ảnh ngân sắc dao long như ẩn như hiện hai người hình như đang rằng coi nhau hàn huynh lẽ nào ngươi đã đánh chết huyệt linh kia tinh tộc nữ tử hít sâu một hơi chậm rãi hỏi mà nam tử họ khuê kia cũng dùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía hàn lập bộ dáng có chút kinh nghi bất định thế nào tại hạ đánh chết thứ này cũng làm cho nhị vị đạo hiếu cảm thấy khó tin như vậy sao? Hàn lập bất động thanh sắc nhàn nhạt trả lời, đương nhiên không phải vậy, chỉ là hàn huynh thần thông cũng không khỏi quá lớn đi, nhanh như vậy mà đã đánh chết vật ấy. Thực sự là ngoài ý liệu của tiểu muội tiêm tiêm nét mặt kinh ngạc cười nói, hàn lập mỉm cười, đối với câu hỏi này không có lời giải thích cái gì nhưng nam tử họ khuê lại lạnh lùng mở miệng nói. Nếu đạo hữu đã đánh chết huyệt linh thì cái chân lân bản nguyên ở đâu? có phải đã rơi vào tay của các hạ hay không? chương 1637, đồ lao vô công. Chân lân bản nguyên là do ta phá hủy nhưng lai lịch của phụ thân nọ thì hình như các người cũng biết chút ra. Hàn lập thần sắc thản nhiên, không có trực tiếp trả lời yêu cầu của nam tử họ khuê mà hỏi lại một câu. Nghe Hàn lập nói như thế thì nam tử họ khuê và tiêm tiêm sắc mặt đều hơi biến đổi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hàn huynh có gì nghi hoặc sao, không ngại thì nói ra một chút. Tiêm tiêm trầm mặc một chút rồi mới chậm rãi nói không có gì, chính là thứ này lúc sắp chết thì tự xưng là hóa thân của thiên ngoại ma quân. Đối với việc này, không biết nhị vị thấy thế nào. Hàn lập ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, thiên ngoại ma quân, không có khả năng, lúc này đây, tiêm tiêm cùng nam tử họ khuê há miệng kinh hồ, đồng thời còn lộ ra vẻ kinh sợ. Nga, thiên ngoại ma quân hôm nay ta lần đầu tiên nghe nói đến nhưng xem ra nhị vị đạo hữu biết về nó. Chẳng biết có thể nói cho Hàn mỗ biết một phần hay không. Hàn lập nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng bước tới hai người. Nam tử họ khuê hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ không có hứng thú tiếp lời mà tinh tộc nữ tử thì do dự một chút rồi hé miệng giải thích. Thiên ngoại ma đầu thì chắc là Hàn Huynh đã biết, thiên ngoại ma quân chính là đỉnh giai tồn tại trong thiên ngoại ma đầu. Hóa thân của chúng nó thì có ngàn vạn, ngay cả tồn tại cấp độ chân linh vào lúc độ kiếm mà bị bậc ma quân này xâm nhập tâm thần, nhất thời vô ý đều có thể bị ma hóa mà trở thành khôi lỗi. Ngay cả chân linh cũng không thể tránh được. Hàn Lập vừa nghe được lời này thì ánh mắt trầm xuống. Không chỉ là chân linh mà nghe nói ngay cả chân tiên mà đụng tới thiên ngoại ma quân thì cũng có thể bị ma hóa. Đương nhiên việc này cũng chỉ là nghe nói đến, cụ thể có thật hay không thì cũng không có ai thấy qua nhưng thật ra Hàn Huynh nói là chân lân bản nguyên bị thiên ngoại ma quân khống chế phụ thân có đúng không? Tiêm tiêm trước tiên cười khổ một tiếng, lại nhịn không được hỏi lại một câu. Như thế nào, tiêm tiên tử cho rằng tại hạ hư ngôn, Hàn Lập sau khi nghe được lai lịch của Thiên Ngoại Ma Quân thì hoảng sợ, tự nhiên tâm niệm chuyển động nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc trả lời. Tiểu muội đâu dám nghĩ thế, chẳng qua việc này không phải là nhỏ nên mới không thể không hỏi. Ta lại cho rằng lời của Hàn huynh có tới hơn phân nửa là thực. Không chờ Tiêm Tiêm nói gì, nam tử họ Khuê đứng một bên ánh mắt âm trầm mặt không chút biểu tình ngắt lời nói. Khuê đạo hữu nói vậy là có ý tứ gì? Không riêng Hàn Lập có chút ngoài ý muốn mà Tiêm Tiêm cũng mở to đôi mắt đẹp nhẹ hỏi hư, không cần giải bộ hồ đồ, ta không tin ngươi không phát hiện ra chỗ quái dị của chân lân bản nguyên này. Ngươi hẳn rất rõ ràng, chân lân bản nguyên nếu là linh căn do thiên địa sinh ra thì không thể bị tồn tại bình thường phụ thân khống chế. Cho dù bản tôn của ta và ngươi cũng tuyệt không có khả năng này. Hơn nữa thứ này lúc trước có nói là đã diệt sát mấy người như bọn ta hẳn là cũng không phải nói dối. Nam tử họ khuê lãnh đạm trả lời, cho dù như thế đi nữa thì nó làm sao biết được việc chân linh chi huyệt cùng chân lân bản nguyên. Tiêm tiêm lắc đầu phản bác nói, điểm ấy không khó phán đoán cho lắm, có thể khi hóa thân của thiên ngoại ma quân này đã xông vào thế giới này, trong lúc vô ý thôn vệ một gã giống như ta và ngươi năm đó chạy thoát nên biết được việc ở nơi này. Cũng có thể thật sự là trùng hợp, trước tiên vào nơi đây khống chế chân lân bản nguyên, sau đó mới thông qua việc thôn vệ kẻ khác mà biết chuyện của bọn ta. Nam tử họ khuê âm u nói, như thế mà nói thì cũng có vài phần có thể, bất quá liệu có phải như thế hay không thì chúng ta cha ra sẽ biết. Ta nhớ không lắm thì sinh nào bị hóa thân của thiên ngoại ma quân phụ thân thì cuối cùng thân thể sẽ hoàn toàn hóa thành cho bụi. Chân lân bản nguyên này ngay cả bản thể kỳ lạ nhưng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Tiêm tiêm vừa nói vừa dương đôi mắt hướng xuống phía dưới nhìn lại. Hàn lập nghe nói như thế thì cũng có chút tò mò cúi đầu nhìn xuống. Kết quả vừa nhìn thì không khỏi hoảng sợ. Lúc trước hai cốt của quái vật rõ ràng là như tảng đá xám trắng mà lúc này đã hóa thành một đống bụi đen, lẳng lặng nằm ở trên mặt đất phía dưới hàn lập nhìn kỹ một lúc mới ra được vài phần bộ dáng của quái vật khóe miệng không khỏi run rẩy một chút tình hình như thế hai người kia cũng tự nhiên đều nhìn thấy tinh tộc nữ tử không nói gì chỉ khẽ thở dài một hơi mà nam tử họ khuê lại khoát tay nhằm phía dưới hư không đánh ra một chảo nhất thời một đoàn bụi đen trực tiếp hóa thành một luồng khói đen bị nam tử hút lên tay không sai thật sự là ma hóa chi trần nam tử họ khuê ánh mắt chấp động không thôi một hồi lâu sau mới cầm đám bụi đen trong tay ném đi rồi bình tĩnh nói Xem ra lời của Hàn Huynh không giả, chân lân bản nguyên đúng là đã bị hóa thân của thiên ngoại ma quân khống chế, không trách được khó chơi như thế. Lúc trước hai người ta cũng bất chi bất giác bị nó gài bẫy, thiếu chút nữa là chết trong tay nó. Lại nói tiếp, tiểu muội thật đúng là phải đa tạ đại ân của Hàn Huynh viện thủ. Tiêm tiêm khẽ cười một tiếng, trong mắt mâu quang lưu chuyển nhìn Hàn lập cảm ơn nói. Không có gì, ta cũng may mắn mới có thể chém giết được đầu ma vật này. Ma đầu này đúng là thần thông quỷ dị, thật sự là khó đối phó. Hàn lập nhớ lại một hồi tranh đấu, nhất là lúc quái vật biến thành hắc bào nhân mà bất diệt thì khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, trong lòng có vài phần kiêng kỵ. Điều này là tự nhiên, cũng may chân lân bản nguyên này không có thân thể thật sự nên không thể chân chính ma hóa đồng thời cũng chỉ phát huy được một hai thành thần thông nếu không bản lĩnh của thiên ngoại ma quân to lớn, ngay cả linh giới chân tiên cũng có thể bị nó khống chế mà ma hóa. Nói chung là đáng sợ tới cực điểm, tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó được. Bất quá hóa thân của nó bị hàn đạo hữu chém chết chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua sau này đạo hữu nếu có thể độ kiếp phi thăng thì hơn phân nửa sẽ bị nó quấy nhiễu trong mắt nam tử họ khuê hàn quang chợt lóe lên mà nói phi thăng chi kiếp hắc hắc chuyện xa xôi như thế tại hạ căn bản không nghĩ đến bây giờ hàn lập cười hắc hắc giống như không có chút lo lắng tốt lắm nếu ta cùng tiêm đạo hữu đã giải thích nghi hoặc cho các hạ thì chuyện quan hệ tới chân lân bản nguyên cũng nên nhắc tới nam tử họ khuê cười lạnh một tiếng rồi lại nhắc tới việc này mặc kệ chân lân bản nguyên có bộ dáng gì nhưng ta ở trong đó vẫn chưa nhìn thấy mảy may lúc này đây hàn lập lại sảng khoái dị thường trực tiếp nói như vừa nghe hàn lập nói như vậy thì sắc mặt nam tử họ khuê trở nên âm trầm tiêm tiêm cũng nhíu mày lộ ra vẻ trầm ngâm kỳ quái chính là hai người lại không tỏ ra vẻ kinh sợ hoặc là hoài nghi hàn lập hai mắt nhíu lại trong lòng có chút kỳ quái khuê đạo hữu thấy thế nào tinh tộc nữ tử bỗng nhiên cười nhìn nam tử họ khuê hỏi một câu. Trên người hàn đạo hữu đích xác không có khí thức của chân lân bản nguyên, vật này là nhất thể cùng chúng ta nên không thể dùng bảo vật hay cấm chế che giấu được cảm ứng của chúng ta nên tự nhiên là không nói dối nhưng lúc trước khi chúng ta cùng chân lân bản nguyên tranh đấu thì đều cảm ứng được sự tồn tại của chân lân bản nguyên trên người nó. Nam tử họ khuê nói, nói như vậy, phán đoán của ta và khuê đạo hữu là giống nhau. Trên mặt tiêm tiêm thần sắc tái nhật nói. Không sai, nếu hàn đạo hữu không lấy được chân lân bản nguyên thì như vậy là khi chân lân bản nguyên đã chết, căn nguyên hoặc là tự tán đi một lần nữa quay về đại địa hoặc là về tới trong chân linh chi huyệt, phải chờ tới sau khi chân lân bản nguyên sinh ra mới có thể lấy được vậy này. Nam tử họ khuê thần sắc âm lệ dị thường nói, nếu trường hợp thứ nhất thì bọn ta tự nhiên là không có cơ hội gì, còn nếu là loại thứ hai thì chẳng qua là chờ đợi thêm mấy trăm năm nữa mà thôi. Tinh tộc nữ tử miến cưỡng nói một tiếng, Nga, có chuyện như vậy sao? Nhị vị đạo hữu có biện pháp biết là loại tình hình nào xảy ra không? Hàn Lập nghe xong thì trong lòng vừa động, hai tay chắp sau lưng sờ sờ cầm hỏi. Đương nhiên là không có cách nào, loại đầu tiên căn bản không thể tra ra, loại thứ hai thì căn bản là không có cửa xuống đất. Tinh tộc nữ tử thì thào một câu, Hàn Lập nghe được lời này thì trong lòng đồng dạng thất vọng vì bản nguyên lực lượng kia có thể trợ giúp mình tiến giai lên hợp thể kỳ hiện tại như thế mà nói thì cho dù chân lân bản nguyên thực sự tồn tại nhưng nếu phải đợi mấy trăm năm nữa mới có hy vọng lấy được bất quá ngay cả đôi nam nữ này có vẻ không giống như nói dối nhưng hắn tự nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng lúc này hai mắt lam mang chợt lóe đem thần niệm thả ra rồi độn quang bay đi bắt đầu tra xét xung quanh kết quả hắn điều tra kỹ lưỡng trong phạm vi vài dặm nhưng không tìm được chút manh mối nào đành buồn bực bay về một lần nữa hạ xuống bên cạnh hai người thấy bộ dáng hàn lập không cam lòng tiêm tiêm và nam tử họ khuê tự nhiên là càng thêm tin tưởng lời hàn lập ba người đều có chút trầm mặc thần sắc khác nhau tự cân nhắc tâm sự của mình đối với tiêm tiêm mà nói chuyến đi này tự nhiên là hoàn toàn thất bại nên trong lòng uể oải thế nào cũng có thể nghĩ được nam tử họ khuê coi như chấn định nhưng ánh mắt chấp động không chừng sau khi tái cân nhắc một chút thì nói hắc hắc xem ra chuyến đi này phải về tay không rồi cũng may thân thể bổn tỏa ký sinh là ngân giao chờ đợi mấy trăm năm nữa cũng không thành vấn đề nam tử họ khuê tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì bỗng nhiên cười rộ lên nói ngươi là thân thể ngân giao nên cho dù phải chờ nhiều năm như vậy thì vẫn có khả năng đánh sâu vào bình cảnh mà tiến lên thánh giai còn ta nếu mất mấy trăm năm như vậy cho dù có lấy được chân lân bản nguyên thì cũng không nhất định là có đủ thời gian luyện hóa hoàn toàn tiêm tiêm biểu tình phức tạp nói ngươi nếu đã biết việc này thì sao không buông tha đi hoặc là cùng ta hợp nhất làm một trở thành nhất thể Nam tử họ khuê nghe được lời này thì trong mắt dị quang chợt lóe lên mà nói. Cùng thần niệm của ngươi dung hợp, tự nhiên là có thể nhưng các hạ phải buông bỏ thần trí, lấy ý thức của ta làm chính thì ta lập tức đáp ứng. Tiêm tiêm nhíu mày sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hư, rượi mời không uống lại muốn uống rượi phạt. Nam tử họ khuê nghe lời ấy thì trên mặt hiện lên hung sắc, hai tay nắm chặt, trên người nhất thời một cỗ huyết tinh tán ra. Như thế nào, khuê đạo hữu cảm thấy một mình ngươi có thể đối phó với ta và hàn huynh liên thủ sao? Tiêm tiêm trong lòng dùng mình nhưng trên mặt lại hiên lên một tia sát khí nói. Hàn đạo hiểu, người phải nhúng tay vào việc này sao? Nếu người quay đầu bỏ đi, khuê mỗ nhất định thâm tạ. Trong mắt nam tử họ khuê hàn quang chấp động, sau khi đảo qua người hàn lập thì bỗng nhiên mở miệng nói. chương 1638 phát hiện, thâm tạ, hàn lập nghe như vậy thì khẽ cười nói. Như thế nào, đạo hữu không tin lời khuê mỗ ư? Nếu như thế, tại hạ có thể ứng trước một ít. Nam tử họ khuê thần sắc mãnh liệt nói, Hàn Huynh, kiện thiên ngoại ma giáp kia chỉ có ta mới nguyên cứu và sửa được thôi. Chỉ cần ngài cùng ta liên thủ, sau khi trở về tiểu muội chẳng những đem ma giáp này chữa trị tốt mà mấy trăm năm nữa ta sẽ đưa đạo hữu tới đây tìm kiếm chân lân bản nguyên và phân chia cho đạo hữu một phần. Tiêm tiêm có vẻ thập phần bình tĩnh, tựa hồ thập phần khẳng định Hàn Lập nhất định sẽ giúp nàng. Kết quả hoàn toàn như nàng đoán trước, Hàn Lập sau khi hơi trầm ngâm một chút thì nam tử họ khuê lắc lắc đầu nói. Mặc kệ về sau này như thế nào, lần này hàn mỗ không thể ngồi xem được, đạo hữu thức thời thì nên đi đi thôi. Nghe hàn lập nói như thế, nam tử họ khuê trong lòng giận dữ, vẻ mặt tranh nanh, trên người khí tức huyết tinh càng lúc càng đậm. Hàn lập hai mắt nhíu lại, từ trên thân hình vang lên tiếng sấm rồi từng đạo kim sắc hồ quang bỗng nhiên hiện lên, đồng thời pháp tướng ba đầu sáu tay cũng ẩn hiện ở sau lưng. Dưới chân cũng xuất hiện mấy chục thanh phi kiếm màu xanh, sau khi thả ra hàn quang âm trầm thì vô số đóa thanh liên từ từ tràn ra. Mà Hàn Lập thì hai tay vẫn chấp sau lưng, mặt không chút biểu tình chăm chú vào nam tử họ Khuê. Tiêm Tiêm thấy vậy thì tự nhiên là tươi cười như hoa nhưng không phải là nàng không có hành động gì mà cũng nhanh chóng lật tay lại, trong tay bỗng nhiên có thêm mấy tấm bùa màu xanh, mặt ngoài có khắc một cái đồ án kỳ lân màu xanh, trong tay kia thì linh quang chợt lóe rồi xuất hiện một cây hắc sắc tiểu kỳ. Trên bề mặt hai cái đều có phù văn rậm rạp, vừa thấy là biết không phải là vật thường. Nàng đem hai vật này rung lên một cái, Lập tức một đoàn hắc phong và một cái hư ảnh Thanh Kỳ Lân đồng thời hiện ra, sau đó nhoáng lên một cái trong nháy mắt dung hợp cùng nhau. Hư ảnh Kỳ Lân mượn gió mà hình thể bành trướng lên mấy lần, trong miệng liên tiếp phát ra tiếng gầm nhẹ, bộ dáng như hổ rình mồi chăm chú vào đại địch trước mặt. Nam tử họ Khuê ngay cả luôn luôn hung hãn dị thường nhưng hiện tại đối diện với thế liên thủ của hai người Hàn Lập thì sắc mặt cũng âm trầm dị thường thực lực của tinh tộc nữ tử thì hắn không để trong lòng nhưng hàn lập vừa rồi một mình giải quyết xong huyệt linh thì lại khiến hắn chấn động không nhỏ hắn tự đánh giá nếu một trọi một với huyệt linh thì cơ hội thủ thắng cũng chỉ có một nửa thôi huống chi thứ này còn bị hóa thân của thiên ngoại ma quân phụ thân hảo tốt lắm thời gian còn dài hy vọng lần sau tái kiến nhị vị đạo hữu còn có thể bình yên như hiện giờ trong mắt hung quang liên tiếp lóe lên vài cái rồi nam tử họ khuê lạnh lùng nói tiếp theo hắn vung tay áo lên bắn ra một đoàn bụi khí sau khi xoay quanh một vòng thì nhất thời hiện ra một cái phi xa quái dị, vật thể này toàn thân màu đỏ, bên trong ẩn hiện có quỷ ảnh chấp động không thôi. Thân hình nam tử họ khuê nhoáng lên một cái bỗng nhiên chui vào trong xe, sau đó từ trong phi xa có tiếng huyết gió nổi lên rồi hóa thành một đạo huyết hồng hướng về phía chân trời bắn đi. Chỉ sau mấy cái chấp động đã biến mất vô ảnh vô tung. Người này cũng quyết đoán dị thường, vừa thấy cơ hội thủ thắng không lớn thì lập tức không chút do dự mà độn đi. Tinh tộc nữ tử sắc mặt buông lỏng, hai tay bấm quyết, Hư ảnh kỳ lân tán đi rồi hóa thành một tấm phù lê cùng một cây tiểu kỳ rơi xuống, sau đó bị nàng thu lại. Tiếp theo, nàng mới cười dài quay người lại đối mặt với Hàn Lập nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục thi lễ nói. Lần này đã làm phiền Hàn Huynh khiến hắn kinh sợ mà lui, nếu không hôm nay ta muốn thoát khỏi nơi đây đúng là chuyện khó. Hư, thật ra người đối với ta rất yên tâm, không sợ ta bất mãn mà lập tức trở mặt bắt người sau đó dùng siêu hồn thuật lấy thông tin về tu bổ ma giáp sao. Hàn Lập liếc mắt nhìn nàng rồi hử nhẹ một tiếng nói. Tiểu muội tuy kết giao với Hàn Huynh không lâu nhưng tự cho là nhìn không nhầm người, đạo hữu không phải là loại người trở mặt vô tình. Huống hồ tiểu muội tuy rằng tu vi không cao nhưng có hiểu bí thuật thâm khóa linh hồn, cho dù hồn phi phách tán thì cũng làm cho người ta vô pháp dễ dàng có được một ít tin tức quan trọng. Tiêm tiêm không thèm để ý đến ngữ khí của Hàn Lập ngược lại thản nhiên cười nói. Hàn Lập nghe vậy thì không khỏi hết chỗ nói. Hắn nghĩ việc quan trọng nhất hiện nay chính là tu bổ Thiên Ngoại Ma Giáp, không cần nghĩ phức tạp cái gì. Về phần Chân Lân Bản Nguyên là vật nghịch thiên bực này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy, trước mắt cũng không có thể mưu đồ được đến nó nên tự nhiên tính toán quay về đã. Huống chi việc Thiên Ngoại Ma Quân cùng đề hồn thú xuất hiện dị biến cũng làm cho hắn có chút tâm phiền ý loạn, cần nhanh chóng trở về cẩn thận xem xét. Lúc này đây, tài liệu từ đầu Thánh Giai Ma Viên ta sẽ phải. Hàn Lập sau khi cân nhắc một phen mới dùng khẩu khí thật nói: không thành vấn đề, sau khi trở về, tiểu muội ngoại trừ việc thay hàn huynh tu bổ ma giáp thì còn chuẩn bị lễ vật để tạ ân tương trợ. Tiêm tiêm cực kỳ nhu thuận, chẳng những lập tức đáp ứng mà còn tự động đưa ra bồi thường khác. Hàn lập thấy đối phương thức thời như thế thì trên mặt thần sắc hơi hòa hoãn gật gật đầu. Hàn huynh, vừa rồi tranh đấu chỉ sợ là kinh động tới không ít ma thú, chúng ta cũng nhanh rời đi tránh phiền phức thôi. Tiêm tiêm nhìn đống hài cốt trên mặt đất, trong mắt hiện ra một tia buồn bực nói. Ân, vừa rồi động tính đích xác là quá lớn, chúng ta đi thôi. Hàn lập nhìn mọi nơi đảo qua một vòng rồi đồng ý nói. Tinh tộc nữ tử tự nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này hai người độn quang cùng nhau hóa thành một đạo bạch một đạo thanh lưỡng đạo kinh hồng hướng ra ngoại vi sơn mạch bay đi. Một lát công phu sau, nơi đây liền yên tĩnh không tiếng động, không còn bất kỳ nhân ảnh nào. Gần nửa ngày công phu sau, hai người hàn lập đã độn quang đến ngoại vi sơn mạch, độn quang chờ tắt rồi hạ xuống nơi chia tay với Việt Tông. Tiêm Tiêm giơ tay lên, nhất thời một đạo ngân quang kích bắn ra, sau khi xoay quanh mấy cái thì lóe lên mà bắn về trong cổ áo. Nàng biến sắc, tùy theo lại nở nụ cười khổ nhìn Hàn Lập nói: "Quả nhiên không ngoài sở liệu, Việt Đạo Hữu chỉ sợ là đã ngã xuống rồi, người ra tay nếu không phải là gã họ Khuê thì cũng là cao dai ma thú bị Việt Linh đánh chết kia. Sớm biết như thế thì không bằng để cho Việt Đạo Hữu đi theo chúng ta tiến vào sơn mạch. Hiện giờ trên đường quay về có thể phải mạo hiểm một chút." việt đạo hữu ngã xuống thật là chuyện không may bất quá cho dù có đi theo chúng ta tiến vào nơi đó thì cũng không có khả năng tiến vào thông đạo ma khí như thế mà nói thì vẫn không thể tránh được việc ngã xuống về phần lộ trình quay về chúng ta cứ ấn theo đường cũ mà phản hồi đi dù sao chúng ta đã đi qua một lần cũng coi như an toàn tin cậy hàn lập hơi trầm ngâm rồi nói cũng chỉ có thể như thế việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức đi thôi tinh tộc nữ tử hít sâu một hơi nói Hàn Lập gật gật đầu, hai người lập tức độn quang theo lối cố phi độn mà đi. Hàn Lập hai người tự nhiên cũng không biết, ở cách bọn họ không biết bao nhiêu vạn dặm đang có hàng trăm hóa hình ma thú đang dọc theo lộ tuyến của Hàn Lập mà điên cuồng đuổi theo mà kẻ dẫn đường rõ ràng trên đầu có một đôi cự giác màu đen, là thủ hạ của đầu thánh giai đa nhãn ma, ngũ khớp. Lúc này hắn mặc một kiện chiến giáp màu đen, trên khuôn mặt dữ tợn có chút trầm trọng, đem ánh mắt không ngừng nhìn về phía một viên châu màu đỏ nắm chặt trong tay. Viên châu này nguyên bản trong suốt, sáng bóng dị thường mà giờ phút này trong tâm lộ ra một vết nứt vỡ thật sâu, hơn nữa hào quang hoàn toàn biến mất. Sau khi nhận được tin cầu viện của cửu giả, tên thánh giai đa nhãn ma kia không thể phân thân mà lại sợ đám người Hàn Lập thật sự chạy thoát nên lập tức phái hắn ra đồng thời cũng tụ tập tất cả trung giai ma thú gần đây chạy thẳng đến nơi mà cửu giả lưu lại dấu hiệu truy tung. Nhưng hắn vừa mới xuất phát không bao lâu thì đồ vật dùng để định vị trí đồng bạn kia liền bị nứt ra hai nửa. Điều này làm cho đám ma thú nhất thời cả kinh. Xuất hiện việc này tự nhiên đến 89 phần 10 là đồng bạn Truy Tung đã ngã xuống. Như thế mà nói thì việc có thể ngăn chặn được đối phương hay không hắn cũng thật sự không nắm chắc nhưng cứ tưởng tượng đến thái độ của vị chủ nhân kia lúc xuất phát thì trong mắt lại lộ ra hàn quang âm trầm. Cái này lại làm cho vị ngũ khớp này giật mình một cái. Hắn không chút nghi ngờ nếu hiện tại hắn lấy cớ phản hồn thì lập tức sẽ bị chém thành hai nửa. Trong lòng cân nhắc như thế, trong lòng ma thú này phiền não nhưng trong miệng nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ thúc giục đám ma thú phía sau đẩy nhanh tốc độ. Nhất thời ma phong thanh thế đại chấn, chúng ma thú cuồn cuộn đẩy nhanh tốc độc thêm hai phần. Trên không trung phía trên một cái tiểu sơn cốc nhìn như bình thường trong ma kim sơn mạch đang có bốn người rằng có bất động. Một tên là lão già tóc xám trắng cùng một cung trang nữ tử, bên kia là một gã dị tộc nhân tóc xanh cùng với một gã hán tử khô gầy bốn người đều sắc mặt âm trầm, dùng ánh mắt căm thù đánh giá đối phương. Các hạ nghĩ đem hai người ta đuổi đi, thái độ có chút quá bá đạo. Lão giả này đúng là lão giả họ ngạn ngày đó ở lôi vân các, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Hừ, bản nhân đã nhìn chúng nơi đây, muốn vào tìm kiếm nên cũng không muốn có người ở bên ngoài quấy rối. Gã tóc xanh chính là kẻ có tu vi luyện hư đỉnh dai đã bị thiệt thòi trong tay hàn lập, giờ phút này không chút khách khí nói. Các ngươi cũng quá khinh người rồi đó, nơi này là do chúng ta tìm được trước. Dựa vào cái gì mà dâng cho các ngươi? Cung trang nữ tử nghe vậy thì giận dữ nói. Dựa vào cái gì? Chúng ta là tồn tại bực này tự nhiên là nắm tay ai lớn thì là có đạo lý. Ngươi không cho là đúng, vậy trước tiên để bản tôn đánh giá thần thông của các ngươi. Có thể đả bại ta thì sơn cốc này tự nhiên là để cho các ngươi. Nếu không mà nói thì nhanh cút đi cho ta. Dị tộc nhân tóc xanh trên người sát khí tràn ra nhanh nọc nói, bộ như một lời không hợp sẽ lập tức ra tay các hạ làm gì phải nóng vội động thủ, người sáng mắt không nói tiếng trái lòng. Đạo hữu vội vã đuổi hai người ta rời đi như thế tự nhiên là bởi vì pháp bàn trong tay có phản ứng nhưng pháp bàn có phản ứng cũng không nhất định đại biểu là bên trong có điều giấu giếm. Có chi tiên thì cũng có ô long, nghĩ đến việc mấy ngày nay đạo hữu hẳn là trải qua vài lần. Như thế mà nói, không bằng trước tiên chúng ta vào điều tra một phen để cùng xác định thật giả, sau đó bọn ta sẽ quyết nghị làm như thế nào nếu không ngạn mỗ tuyệt không rời đi như vậy mà sẽ cùng các hạ tranh đấu một trận. Lão giả họ ngạn bình tĩnh dị thường, thản nhiên nói. mươi 1639, chặn đường, nghe lão giả nói như vậy, dị tộc nhân tóc xanh trong mắt hung quang chợt lóe đột nhiên tiến lên một bước, bộ dáng muốn động thủ nhưng vào lúc này, tên hán tử khô gầy kia đột nhiên chạy đến bên gã dị tộc nhân tóc xanh rồi khẽ mấp máy truyền âm vài câu, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Dị tộc nhân tóc xanh sắc mặt âm trầm bất định, một lát sau sát khí trên người mới nhạt đi, đồng thời lạnh lùng nói. Hảo, trước tiên nên xem trong cốc cất giấu cái gì rồi đã rồi nói sau. Không phải chi tiên thì chúng ta mạnh ai nấy đi, nếu mà phải thì, hắc hắc, dị tộc nhân tóc xanh cười lạnh một trận rồi căn bản không để ý tới hai người lão giả mà mang theo hán tử khô gầy hóa thành lưỡng đạo cầu vòng bay đi. Ngạn thúc, chúng ta làm sao bây giờ, thật sự đi cùng bọn họ vào cốc sao? Cung trang nữ tử thấy cảnh này, sau khi hít sâu một hơi nhìn lão giả hỏi tự nhiên là phải đi vào. Pháp bàn đã có phản ứng, sao có thể dễ dàng buông tha được. Lão giả họ ngạn không chút do dự trả lời, nhưng hai người này, cung trang nữ tử có chút trần chờ nói, bên trong nếu không có chi tiên thì hai người này tự nhiên không có hành động gì. Nếu có mà nói thì lại càng không thể thối lui, nếu không ngươi cho rằng chúng ta vì sao phải mạo hiểm tiến vào nơi đây. Lão giả lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói, chính xác là Ni Nhi không có cân nhắc chu đáo, chúng ta vào sơn cốc tìm kiếm một phen, cung trang nữ tử sau khi hơi trầm ngâm thì cắn răng nói. Người cũng không cần quá mức lo lắng, tuy rằng thương thế trước kia của ta chưa hồi phục nhưng vì việc này mà đã cố ý chuẩn bị một kiện dị bảo, nếu thật sự chiếm được chi tiên mà nói thì đến lúc đó sẽ đảm bảo cho chúng ta toàn thân trở ra. Lão giả tự tin nói, lấy thân phận cùng quan hệ với lão giả, cung trang nữ tử tự nhiên rất tin tưởng. Nghe nói như thế thì sự bất an trong lòng giảm đi vài phần, gật gật đầu không nói gì nữa hai người độn quang chợt lóe lên mà bay đi. Bất quá vừa tiến vào sơn cốc này lão già họ ngạn lập tức phát hiện ra điều kỳ hoặc. Từ bên ngoài nhìn vào, sơn cốc này không có gì dị thường nhưng càng vào lại càng thấy sâu không lường được. Phía trên sơn cốc đều là hắc sắc ma khí mà phía dưới lại giống như một cái vực sâu dài, cho dù sử dụng pháp bảo xâm nhập xuống phía dưới hơn ngàn trượng mà vẫn không nhìn thấy đáy. Điều này làm cho lão giả vừa mừng vừa sợ, mừng chính là sơn cốc kỳ lạ như thế thì chi tiên kia rất có thể thật sự giấu mình ở phía dưới sợ chính là phía dưới sâu như thế, cộng thêm ma khí dày đặc thì việc tra xét rất là không tiện. Trong lòng nghĩ như thế, lão giả họ ngạn cùng cung trang nữ tử đều lấy ra một cái pháp bàn nhằm thắng đến chỗ sâu nhất trong sơn cốc bay đi. Nếu không có gã dị tộc nhân tóc xanh thì để đề cao hiệu suất, hai người nói không chừng còn có thể phân công nhau làm việc nhưng hiện giờ thì không thể vì nguy cơ bị đối phương đánh lén. Hai người một trước một sau, sau mấy cái chấp động liền biến mất trong hắc khí. Ở chỗ sâu trong sơn cốc có một dòng sông đang chảy ào ào. Ở đáy lòng sông có một con thú nửa thân mình chôn sâu dưới bùn đất chỉ để lộ ra hai con mắt phóng ra luồng lục mang minh mông, trong ánh mắt chấp động không hề có cảm tình. Tại nơi cách sơn cốc mấy vạn dặm, một gã cự thử nhân thân cao mấy trượng cầm trong tay một cái pháp bàn đồng thời mang theo bảy tám con ma thú hình thù kỳ quái đang phi độn đi. Cự thử hai mắt thỉnh thoảng quét về phía pháp bàn, tốc độ không quá mau nhưng phương hướng đi tới rõ ràng là chỗ sơn cốc này. Theo sát cự thử là một con ma thú hình thể to gấp trăm lần, hình dáng giống như một con chuồn chuồn màu đỏ đậm, một tay đồng dạng cầm một cái pháp bàn, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói cái gì đó. Đại nhân, ta xác thực được ở sơn cốc bên kia có dao động dị thường nhưng nơi đây là hang ổ của ma ngạc kia. Nó hung hãn dị thường, ta không nhất định là đối thủ của nó, hay là bẩm báo cho đại nhân để đại nhân tự mình đến xử lý. Hừ, cái gì mà không phải nhất định, trong quá khứ ngươi khẳng định đã bị không ít thiệt thòi, Ma ngạc kia chỉ còn kém một bước nữa là bước vào thánh giai, nga cả tam vị đại nhân cũng không dễ dàng trêu chọc vào. Người có thể khẳng định là không nhìn lầm chứ, nhân tộc pháp khí có phản ứng chỉ ra là phía sơn cốc kia. Nếu sai lầm thì cũng đừng trách ta không khách khí, cự thử phát ra thanh âm lạnh lẽo nói, biểu tình tựa hồ không cho là đúng. Đại nhân yên tâm, ta đã tra xét hơn 10 lần, có thể 10 thành khẳng định, nhân tộc pháp khí đúng là nhằm vào sơn cốc kia mà nổi lên phản ứng. Ma thú chuồn chuồn hai mắt chấp động vài cái cơ hồ vỗ ngực cam đoan nói hảo nếu có thể tìm được chi tiên kia ở trong sơn cốc thì phần thưởng cho ngươi cũng tuyệt không thiếu được cự thử hiển nhiên cũng không hy vọng nhiều đối với lời nói của tên ma thú phía sau nên thản nhiên nói một câu việc này cũng khó trách nó mang theo đám trung giai cao ma thú sau khi từ ma kim sơn mạch lao ra tuy đã một hơi đánh chết hơn phân nửa linh giới nhân từ bên ngoài tiến vào và sử dụng pháp bàn điều tra mọi nơi để tìm chi tiên kia nhưng cũng không có được manh mối hữu dụng gì căn cứ hơn 10 lần pháp bàn phản ứng mà tìm nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của chi tiên kia. Kể từ đó, tâm tư con ma thú này khó tránh khỏi nản lòng đối với hành động lần này. Nó thậm chí bắt đầu lo lắng, nếu lúc này đi sơn cốc mà không có thu hoạch gì thì nên đi theo phương hướng nào để tiếp tục điều tra nữa. Về phần đám cao dai ma thú đi theo phía sau bởi vì mấy ngày nay liên tiếp vồ hụt mà bộ dáng có chút huệ hoài. Đám cự thử không yên lòng chạy đi nhưng không phát giác ra cách chúng nó hơn 10 dặm phía trước có một đoàn huyết vụ mỏng từ xa xa theo chúng. Mà ở trong huyết vụ có một bóng dáng thon thả như ẩn như hiện. Hàn lập cùng tinh tộc nữ tử sau khi ly khai chỗ ở của con ma viên thì lộ trình tiếp theo thuận lợi dị thường. Trên đường đi không gặp phải phiền toái gì nên trong ngắn ngủi 5 ngày đã một hơi đi được hơn phân nửa lộ trình, hôm nay đã đi tới nơi ngày trước đánh chết đám nhân diện thứ kia. Nhìn thấy đám sương mù này, cho dù hắn nôn nóng vội chạy đi thì cũng không thể đem độn tốc chậm lại, sau khi thoáng thương lượng vài câu thì liền cẩn thận bay vào trong đám sương mù trong đoạn quang hàn lập không chút thay đổi nhưng trong mắt lam mang khẽ lấp lóe đồng thời hai tay đều cầm lấy một cái linh thạch cực phẩm trong suốt mà không ngừng hấp thu linh khí tinh thuần tuy rằng phải bay đi không thể hảo hảo ngồi xuống khôi phục pháp lực nhưng mấy ngày nay nhờ có đại lượng đan dược quý hiếm cùng với đỉnh giai linh thạch phụ trợ pháp lực tổn thấy của hắn đã bù lại được hơn phân nửa bất quá việc ra chỉ phạm thánh chân ma pháp tướng thì kết quả lại cực kỳ bé nhỏ mặc dù vậy hàn lập cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu có gặp phải ma thú nào cường đại mà nói thì cuối cùng cũng có chút vốn liếng nhưng khi thần niệm của hắn ngẫu nhiên đảo qua tay áo bào thì trong lòng lại có vài phần buồn bực đề hồn thú này sau khi đột nhiên đại triển thần uy thì đến hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh hắn phát hiện pháp lực thể lực của nó đã khôi phục được hơn phân nửa điều này làm cho thấy khả năng khôi phục kinh người nhưng khi hắn dùng thần niệm trực tiếp muốn câu thông với thần thức của nó để đánh thức nó thì lại không chút phản ứng nào nếu không phải hắn có thể cảm nhận được mối liên hệ với đề hồn chưa đứt đoạn thì cơ hồ cho rằng đang đối mặt với một vật chết đương nhiên điều này cũng không phải nói hàn lập thực sự không có biện pháp để thức tỉnh con thú này sau khi lo lắng vài lần cuối cùng hắn cũng nghĩ hay là cứ để cho nó ngủ tiếp bởi vì lấy lịch duyệt của hắn thì khi linh thú xuất hiện tình trạng tự động ngủ say thì thường là một loại bảo hộ cho quá trình tiến hóa đều cực kỳ kiêng kỵ việc dùng sức mạng quấy dày khiến nó tỉnh lại mà Hàn Lập nguyên bản đối với đề hồn thú này rất coi trọng, mấy ngày nay, sau khi nó xuất hiện dị biến thì càng thêm coi trọng. Tốt nhất là thuận theo tự nhiên, cứ để cho nó tự tỉnh lại thì hay hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập cũng đem chuyện của con thú này tạm thời gác sau đầu, đem thần niệm thu lại sau đó soi lại tình hình trong nội thể của mình. Giờ phút này chỗ đan điền, đệ nhị nguyên anh đang lơ lửng bên trong, bên ngoài thơ nó phóng ra ánh linh quang vàng rực nhưng lớp ra bên ngoài lại có màu xanh nhạt, hai tay khép lại trước ngực, bên trong có một đoàn hỏa cầu màu bạc. Ngân sắc hỏa cầu này có chút quái dị, hỏa cầu này nguyên bản có màu bạc thế nhưng bên trong có thể thấy được từng đợt từng đợt ngọn lửa màu trắng, hơn nữa ở trung tâm hỏa cầu ẩn hiện có ngân sắc phù văn chất động không thôi. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng vừa động, không khỏi mỉm cười. Hỏa diễm màu trắng kia không cần hỏi, tự nhiên là kim ô chân hỏa mới thu được từ đám nhân diện thứ kia. Lại nói tiếp, Việc vệ linh thiên hỏa có thể hấp thu được linh hỏa cùng một ít năng lượng kỳ dị khác sau đó tự động dung hợp mà tiến hóa thì đúng là một thần thông khó lường. Cứ như thế, rốt cuộc nó có thể phát triển đến trình độ này, liệu có thể làm cho người ta sợ hãi, điều này thật sự làm cho Hàn Lập rất chờ mong. Thấy vệ linh thiên hỏa đang từ từ luyện hóa kim ô chân hỏa ở đan điền vẫn chưa có vấn đề gì thì Hàn Lập đem thần niệm thu lại rồi đem tâm tư đặt ở bốn phía mà cảnh giới phạm vi đám sương mù này bao phủ tuy không nhỏ nhưng sau khi hàn lập cùng tiêm tiêm tiến vào một đường bay qua mà vẫn chưa gặp phải ma thú nào đánh lén xem ra những con nhân diện thứ lúc trước chính là đám cao dai ma thú thống trị trong đám sương mù này bởi vì bị giết chết quá mức nên đột nhiên ngắn ngủn trong vòng mấy ngày cũng chưa có cao dai ma thú khác chuyển đến khu vực này như thế mà nói lần này hai người trở về tự nhiên thông suốt không bị ngăn trở bởi vì một đường vô sự hơn nữa Hàn Lập cùng Tiêm Tiêm đều đi qua một lần nên tốc độ tự nhiên là nhanh hơn so với trước nhiều. Nửa ngày công phu sau, bọn họ xuyên qua đám sương mù tới rìa bên này. Bất quá, ngay sau khi Thanh Hồng từ trong đám sương mù phi ra thì liền dừng lại ở không trung, tùy theo độn quang chợt tắt, thân ảnh Hàn Lập hiện ra. Nhưng giờ phút này hắn nhìn tình hình phía trước rồi sắc mặt có chút trắng bệch. Cách hắn 200 trượng phía trước, hắc phong cuồn cuộn, trên không có hàng trăm cao giai trung cấp ma thú đang lơ lửng. Đứng đầu phía trước đám ma thú này là một đầu ma thú biến ảo thành nhân hình, thân hình cao lớn vạm vỡ, trên đầu có một cặp cự sừng màu đen, trên người mặt một cái áo giáp màu đen, nửa người trên giống như nhân tộc còn hạ thân lại dài đầy lông đen, nó cũng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại đây. Mà đối diện với gã thủ lĩnh ma thú này cũng có một gã thân mặc ngân giáp, chân đạp huyết sắc phi xa, sắc mặt âm trầm đang rằng co. chương 1640, đoạt lộ, lại nói tiếp, Nam tử họ khuê kia đừng nhìn bề ngoài chấn định mà trong lòng lại lo âu vạn phần. Hắn tự hỏi vừa ly khai đám người hàn lập, ở trên đường một khắc cũng không dừng lại mà đến chỗ này lại bị nhiều ma thú bỗng nhiên xuất hiện ngăn chặn như vậy thì trong lòng kinh sợ phải biết. Trong đám ma thú đối diện thì chủ yếu là trung giai nhưng cao giai ma thú cũng có hơn 30 con, cộng thêm gã cầm đầu có hai sừng tu vi không kém hắn. Hắn tuy tự phụ nhưng cũng biết nếu động thủ thì tuyệt đối chỉ có ngã xuống mà thôi hy vọng duy nhất là nghĩ cách thoát khỏi đám cao dai ma thú này sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy nhưng sau đó hắn lại thấy trong đám cao dai ma thú này có đến 7-8 con phi trùng ma thú, sau lưng có một đôi hoặc mấy đôi cánh thì trong lòng lại lặng đi. Nhìn mấy con thú này đã biết độn tốc tuyệt đối không chậm. Nếu là hai ba con thì hắn còn có thể cố sức một chút nhưng nhiều như vậy thì hắn tuyệt đối không hề chạy thoát. Lúc này hàn lập lại xuất hiện tương đương với việc lập tức đem áp lực san sẻ đi hơn phân nửa, sinh cơ ban đầu không đủ một thanh nay đã được mấy thành. Điều này khiến nam tử họ khuê mừng rỡ. Tiêm tiêm nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Sắc mặt hàn lập thì đỡ hơn một chút nhưng ánh mắt chấp động không thôi. Hắn huyền phù tại chỗ không nhúc nhích mà cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đám ma thú đối diện tuy rằng đông nhưng đều là mới khai mở linh trí cho nên tuy rằng cả đám ô hợp tụ tập một chỗ nhưng cũng không có xuất hiện tình trạng la ó hỗn loạn. Ngược lại cả đám dùng ánh mắt như nhìn người chế hung hăng nhìn chằm chằm vào ba người. Quỷ dị chính là, nơi đây đang im ắng thì ngay sau đó sự yên lặng đã bị một gã đánh vỡ ha ha đúng là ngươi đúng vậy đây chính là kẻ đã giết thiếu chủ chỉ cần đem ngươi diệt sát hoặc là bắt giữ trở về chủ nhân nhất định sẽ trọng thưởng sát hai người kia cũng làm thịt đi còn người này tận lực bắt sống cho ta tên ma thú có hai sừng tên là ngũ khớp kia sau khi thấy rõ ràng tướng mạo của hàn lập thì bỗng nhiên mở to mồm cười rộ lên sau đó bỗng nhiên dừng tiếng cười lại phát ra sát khí đằng đằng lên tiếng phân phó Lời này vừa ra khỏi miệng, trong đám trung cao giai ma thú phía sau các loại tiếng hồ đồng thời phát ra, sau đó Hắc Phong cuồn cuộn kéo thẳng đến ba người Hàn Lập mà ở phía trước Hắc Phong cũng có hơn 10 đạo độn quang lóe lên, đi trước Hắc Phong mà lao thẳng tới chỗ Hàn Lập. Trong Hắc quang chính là một con quái cầm ba đầu, sau lưng có hai cánh chim thật lớn. Về phần ma thú hai sừng, bên ngoài thân lục mang một trận lóe lên, dưới chân xuất hiện một cái lục hoàn nhìn như bình thường nhưng chỉ nhoáng lên một cái liền bắn ra ngoài hơn 10 triệu. Độn tốc không kém lại phi trùng ma thú là mấy. Phương hướng nó bay đến đúng là chỗ Hàn Lập, chỉ thấy lóe lên thì đã tới trước mặt. Chia nhau mà chạy, Hàn Lập thấy đối phương nhận ra mình thì kinh ngạc, trong miệng lạnh lùng nói một tiếng nhỏ rồi hóa thành độn quang phá không mà bay vọt đi. Thanh quang vừa lóe lên thì đã độn được hơn 10 trượng rồi không hề dừng lại mà cấp tốc vọt đi. Hắn cũng không chạy về hướng đám ma thú đối diện mà cũng không có lui lại vào trong đám sương mù mà nhắm một bên phi độn đi. Tiêm tiêm cùng nam tử họ khuê động tác cũng không chậm, cơ hồ trong nhất thời, nam tử họ khuê há mồm phun ra một đoàn huyết khí, huyết khí này chui vào phi xa dưới chân, nhất thời phát ra một tiếng siêu liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, cách đó hơn trăm trường huyết xa chợt lóe lên rồi quỷ dị hiện ra, tiếp theo nó phát ra một tiếng giết rồi hóa thành một đoàn hắc khí phá không mà chạy. Về phần tiêm tiêm, sau khi nghe Hàn Lập nói thì cũng cắn răng, tay áo bảo run lên rồi lấy ra một cái tiểu kỳ trong suốt ngoài thân bạch quang chợt lóe trong nháy mắt nàng cũng đã hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng thật lớn, sau khi quay tròn thì phanh một tiếng chia làm mấy trăm quả bạch cầu giống như nhau đồng thời bắn ra bốn phía. Mỗi một quả đều có tốc độ mau lẹ kinh người, chỉ nhoáng lên một cái đã chỉ còn lại tàn ảnh kéo dài qua hai ba mươi trường. Mặc dù khá nhiều bạch sắc quang cầu bị đám ma thú hoặc há mồm phun khí hoặc giơ tay đánh đều tán loạn tiêu thất nhưng đại đa số bạch quang cầu vẫn trốn được ra hơn trăm trường. Ở đây rất nhiều cao dai ma thú nhưng lại không có kẻ nào có thể nhìn ra cái quang cầu nào mới là chân thân của tinh tộc nữ tử. Vừa thấy ba người hàn lập vô luận là tu vi mạnh yếu nhưng đều có thủ đoạn như vậy, trong lòng ma thú hai sừng cực kỳ giận dữ, trong miệng giống to, hai tay vung ra đem hai quả bạch sắc quang cầu bay qua bên người đánh nát tiếp theo dưới chân lục bàn chợt lóe lên mà biến ảo thanh một cái thuyền độc mộc xanh biếc gào thét mà truy theo hàn lập. Ở phía sau có một con ma ưng màu đen dài hơn một trượng cùng với một con thanh phong dài vài thước trên người ẩn hiện có lôi quang chấp động. Ba kẻ này tựa hồ nhận thức chuẩn Hàn Lập nên đều lấy tốc độ không thua độn quang của Hàn Lập mà gắt gao đuổi theo. Ở phía sau nam tử họ khuê đồng dạng có mấy con cao dai ma thú độn tốc không chậm đuổi theo. Về phần mấy con ma thú am hiểu phi hành khác sau khi hơi do dự thì nhằm hướng bạch cầu đang chạy tứ tán mà đuổi theo. Về phần đám ma phong, ma ưng thì vẫn phi hành thành bộ ba mà nhằm hướng Hàn Lập cùng nam tử họ khuê mà đuổi theo. Hàn Lập tự nhiên đem mọi phát sinh phía sau xem rõ ràng. Mắt thấy tinh tộc nữ tử quả nhe en còn lưu lại hậu thủ ở sau thì trong lòng buông lòng, lúc này một lòng khống chế độn quang mà chạy. Lấy tốc độ hiện tại của Hàn Lập, có thể nói là cực nhanh. Ngay lập tức đã ra ngoài ngàn dặm, đảo mắt công phu đã phi độn ra mấy vạn dặm nhưng quay đầu nhìn lại vẫn thấy phía xa có ba đầu ma thú dai dẳng đuổi sát phía sau, căn bản là không có bị bỏ xa mà ở chỗ xa hơn thấy có một cỗ hắc phong đồng dạng đang đuổi theo không bỏ. Hàn Lập trong mắt Hàn Quang chợt lóe Đối với ba con cao dai ma thú ở phía sau hắn thật ra không sợ nhưng nếu bị ba gã này cuốn lấy một lát rồi lại bị mấy chục con ma thú khác ở phía sau chạy đến vây quanh thì không ổn. Lấy tu vi chưa khôi phục hiện giờ của hắn thì quả thật là ăn không tiêu. Trong lòng nghĩ như vậy nên hàn lập ở trong độn quan không hề trần chờ một tay bấm quyết, sau lưng nhất thời có tiếng sấm nổi lên rồi một đôi cánh trong suốt hiện lên. Hai cánh hơi hơi run lên mà có một tiếng xét truyền ra. Theo đó độn quang run lên mà hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng bắn ra, sau khi chợt lóe lên thì bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở một chỗ cách đó hơn trăm trượng, hồ quang xanh trắng lấp lóe mà thoáng hiện ra nhưng nó chỉ dừng lại một chút rồi lại lập tức bắn đi không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, Hàn Lập điên cuồng thúc giục phong lôi xí đem lôi độn thuật thi triển đến mức xuất thần nhập hóa. Hồ quang xanh trắng chỉ lóe lên mấy cái mà đã đem ba con ma thú phía sau bỏ xa hơn trăm trượng. Ngũ khắp thấy vậy thì đầu tiên là cả kinh, trong lòng khẩn trương. Nếu hắn thực sự để cho kẻ phía trước chạy thoát thì khi trở về kết cục như thế nào cũng có thể nghĩ ra. Lúc này nó bỗng nhiên há mồm phun ra một cái gương đồng hình tam giác. Hoàng quang minh mông, mặt ngoài nhìn như mơ hồ dị thường. Con ma thú hai sừng này quay đầu lại nhìn hai con ma thú cao dai kia, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Vừa nghe tiếng hô này, mà ưng cùng thanh phong nhìn liếc mắt một cái, trong mắt đều lộ ra bộ dáng trần trờ nhưng ma thú hai sừng trên mặt hung quang chợt lóe rồi bỗng nhiên giống tao một tiếng, lúc này trong tiếng giống lại tràn ngập sát khí. Thấy vậy ma ưng cùng thanh phong run lên, bộ dáng miễn cưỡng đến cực điểm há mồm phân biệt phun ra hai viên châu to cỡ nắm tay, hai viên châu sau khi hiện ra thì bay vào trong gương. Gương đồng hình tam giác lập tức rung lên phát ra tiếng động vù vù đồng thời trên mặt kính linh quang chợt lóe lên rồi bỗng nhiên đổi hai màu xanh đen. Ngũ khấp thấy vậy thì mừng rỡ, cầm gương đồng trong tay ném lên không trung đồng thời cũng há mồm phun ra một viên châu màu xám viên châu này vây quanh gương đồng một cái rồi lóe lên tiến vào trong mặt kính. Nhất thời tấm gương đồng chấn động phát ra thanh âm sắc bén đồng thời linh quang phát ra lại biến thành màu xám xịt. Tiếp theo, chỉ thấy ma thú hai sừng vươn ra một ngón tay nhắm hướng gương đồng hung hăng điểm ra. Nhất thời mặt ngoài gương linh quang đại phóng mà phun ra một đạo tam sắc quang hà. Quang hà này giống như du long rời bến, sau khi lóe lên đã đem ba con ma thú quấn vào trong đó mà thân mình gương đồng nhoáng lên một cái cũng tiến vào trong quang hà. Tiếp theo, Quang Hà vừa động liền vô thanh vô tức lướt qua khoảng cách 80 trượng, giống như u linh nhằm hướng Hồ Quang đuổi theo. Tam Ma mượn bảo vật, đem lực lượng ba người ngưng tụ cùng nhau khiến độn tốc một chút tăng lên gấp bội. Tuy rằng thoạt nhìn còn hơi chậm hơn so với Hàn Lập một chút nhưng ngũ khớp lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương tu vi không bằng hắn mà bọn họ lại dùng biện pháp đem pháp lực ngưng tụ cùng nhau thúc giục bảo vật. Trong quãng thời gian dài không tin đối phương còn có thể bảo trì tốc độ quỷ dị trước mắt, việc bắt kịp đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trong hồ quang xanh trắng phía trước, tiếng sấm trầm thấp như ẩn hiện còn tam giác quang hà lại yên lặng như quỷ mị. Hai cái một trước một sau bay vọt đi, không lâu sau đã biến mất phía cuối chân trời. Mà cỗ ma phong đen thuyền đuổi theo mấy vạn dặm nhưng mắt thấy hàn lập cùng ba con ma thú độn tốc càng nhanh cuối cùng bóng dáng biệt tâm thì hắc phong tán đi, hơn 30 đầu trung cao dai ma thú hiện thân ra đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. chương 1641, Thiên Phong, TT, làm sao bây giờ? Linh giới nhân kia chạy nhanh như vậy, ngay cả Ngũ khớp Đại nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo mà thôi. Chúng ta căn bản vô pháp đuổi theo. Một ma thú thân thể cực giống sói nhưng trên cổ lại có một cái đầu mãng xà, miệng phát ra thanh âm tê tê hỏi. Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là tiếp tục truy đuổi. Ngũ khớp Đại nhân không phải đã phát cho chúng ta một cái định vị bản sao? Dựa theo tín hiệu trên đó, dù cho là cách xa trăm vạn dặm thì cũng phải đuổi theo đại nhân. Một con thú khác ngoại hình cực giống lợn rừng nhưng song nhĩ rất dài mở miệng nói. Hừ, lấy tốc độc của ngươi đuổi theo ngũ khắp đại nhân thì không biết là ngày tháng năm nào mới kịp. Ma thú đầu cử mãng hai mắt nheo lại, có chút xem thường nói. Lời này rất có ý tứ, nghe khẩu khí của ngươi như nơi đây hình như chỉ có mình ngươi có thể đuổi theo được, chúng ta vừa rồi đều là liên lụy ngươi. Ma thú nhìn như lợn rừng kia thoạt nhìn như khù khờ nhưng trên thực tế tâm cơ thâm trầm, vừa nói mấy câu đã đem đối phương đổi sang phía đối lập bất quá tu vi của mãng thú này đứng số một số hai trong đám ma thú nên nghe thế thì chỉ cười lạnh một tiếng rồi cũng không để ý nữa tuy nhiên thái độ tự nhiên làm hco đa số ma thú khác ánh mắt lộ vẻ bất thiện hảo uyên mãng nói cũng có đạo lý chúng ta nhiều người như vậy mà độn tốc không đồng nhất nếu đều đuổi theo mà nói thì xác thực là không có khả năng đuổi kịp nhưng cứ như vậy để cho ba người ngũ khắp đại nhân một mình truy đuổi thì cũng có chút không thích hợp như vậy đi lựa chọn ra 5 người có độn tốc nhanh nhất trong số chúng ta tiếp tục truy đuổi. Những người khác thì về trước đợi mệnh đi, một con tiểu thú cổ quái, thân thể trong suốt phảng phất như do ngũ sắc lưu ly hợp thành đột nhiên mở miệng nói. Khẩu khí của nó lại có một nữa là mệnh lệnh nhưng cổ quái là bao gồm cả mãng thú, tất cả số ma thú kiệt ngạo bất tuân khác vừa nghe lưu ly tiểu thú nói như thế thì không dị nghị chút nào. Sau một phen khắc khẩu thì chỉ còn lại 5 con thú có độn tốc nhanh nhất. Đám ma thú còn lại thì theo đường cũ quay về trong số năm con ma thú ở lại kia có cả con mãng thú cùng với lưu ly li tiểu thú nọ. năm con ma thú này độn quang hiện lên, sau khi liên kết một mạch thì tốc độ so với lúc trước quả nhiên nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy một đạo hắc hồng dài hơn 10 trượng lóe lên phá không mà đi. Bên ngoài thân hàn lập thanh bạch hồ quang chấp động không ngừng cùng với tiếng sấm sét liên tục vang lên, vừa xuất hiện một chỗ thoáng cái lại đã cách đó mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại, một khắc trước hắn còn ở một góc này thì tiếp theo bỗng nhiên hiện ở một chỗ khác, sau đó chợt lóe lên thì cả người đã triệt để tiêu thất không thấy bóng dáng. Mà sau khi thanh bạch hồ quang cùng tiếng sấm tiêu thất thì không bao lâu sau một đạo quang hà ba màu vô thanh vô tức xuất hiện, chỉ nhàn nhạt hiện lên rồi đồng thời cũng biến mất không thấy. Hàn Lập ở trong lôi quang không quay đầu lại nhưng cũng rất rõ ràng ba con ma thú kia khẳng định là vẫn còn truy đằng sau, cự ly cách hắn hơn 10 dặm. Điều này làm cho hắn nhướng mày, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đã bị ba con ma đầu này bám đuổi hơn nửa ngày tuy đã đem cự ly kéo giãn ra nhưng việc đem ba con ma thú triệt để bỏ qua thì còn rất xa. Trong ma kim sơn mạch, ma khí có khả năng làm suy yếu thần niệm nhưng đối với ma thú thì như cá gặp nước, thần niệm dễ dàng phủ xa trăm dặm. Cho dù hắn có kéo theo ba con ma thú này chạy thêm nửa ngày nữa thì phỏng trừng không có khả năng thoát ly được ba cái đuôi này mà thời hạn ra khỏi ma kim sơn mạch còn có 13 ngày nữa thôi. Hắn đâu có nhiều thời gian như vậy, đồng thời trong sơn mạch còn có thánh giai ma thú khác tồn tại, nếu kéo dài thời gian thì rất có khả năng bị chúng nó truy đuổi chuyện nguy hiểm như thế hàn lập tự nhiên không làm trải qua thời gian dài như thế ít tà thần lôi trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao không ít vô pháp tiếp tục chống đỡ phong lôi xí này đồng thời ba con ma thú phía sau tuy mượn lực lượng của mặt kính kia mà có thể đuổi theo nhưng chuyện hắn tối tiên kỵ là ma thú quần công thì không có khả năng xảy ra như thế mà nói theo thời gian từng chút trôi qua trong lòng hàn lập sát khí càng lúc càng nặng nhưng hồ quang không chậm lại chút nào hoạt nhìn không có gì bất thường. Lại phi hành tiếp chừng thời gian một bữa cơm thì phía trước hiện ra một phiến vụ hải màu xám, tuy rằng không đậm đặc nhưng từ xa xa nhìn lại thì diện tích cũng không nhỏ chút nào. Hàn lập thấy vậy thì trong mắt hàn quang chợt lóe, điện quang trên người không chút do dự chợt lóe lên rồi chui đầu vào trong đó. Sau một tiếng sét đánh, thân hình hàn lập đã chui vào trong hôi sắc vũ khí, đồng thời trong mắt lam mang chợt hiện rồi hướng bốn phía đảo mắt một cái. Sau khi tin tưởng phụ cận không có ma thú khác ẩn nấp trong đó thì Hàn Lập bỗng vung tay lên, trong tay có thêm một tấm phù lên màu tử huỳnh, sau đó lật tay đem dán lên người. Phốc suy một tiếng, phù lê hóa thành một đoàn linh quang đem thân hình hắn bao vào trong đó, đồng thời trong quang mang mơ hồ có ngân sắc ký hiệu quay cuồng bất định. Nhưng sau khi ngân quang chợt lóe lên thì thân ảnh Hàn Lập cũng tiêu thất theo. Hắn đã vận dụng thái nhất hóa thành phù đem thân thể triệt để hóa thành không. Khi vận dụng phù lê này, Hắn thậm chí có thể lừa gạt được cả tồn tại hợp thể Sơ Kỳ, càng không nói tới ba con ma thú cấp luyện hư đang truy đuổi phía sau này. Nếu không phải thân thể sau khi hư hóa khiến độn tốc giảm đi, vô pháp trong thời gian ngắn chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của chúng thì Hàn Lập không chừng đã sớm vận dụng cái phù lên này mà nghênh ngang chạy ra. Hắn bây giờ ẩn thân tại một chỗ trong đoàn sương mù nồng đậm không nhích nhích, hai mắt híp lại nhìn về phương hướng hắn vừa đứng. Cự ly hơn 10 dặm đối với ba con thú phía sau chỉ trong nháy mắt là tới cơ hồ Hàn Lập mới thở ra được hai hơi thì một đạo quang hà chợt lóe lên rồi xuất hiện ở ngay bên cạnh vụ hải màu xám. Quang hà chợt sáng, quay một vòng rồi một đoàn linh quang từ trong đó bay ra, lộ ra một cái gương đồng tam giác. Mà đúng lúc này, ba đạo sáng mở vụt tắt, bên trong hiện ra thân ảnh của bọn ngũ khấp. Chuyện gì xảy ra vậy, khí tức của người nọ sao lại tiêu thất mất. Đại ma ứng hai mắt lục quang chấp động, thần sắc hiện ra vẻ kinh nghi bất định. Sẽ không thể chạy mất được, Thanh Phong nói, chạy mất tuyệt không có khả năng này coi như là sơn mạch dựa vào vài vị đại nhân cũng tuyệt đối vô pháp phi độn ra vạn lý ở ngoài ngũ khớp trước nhìn mọi nơi sau đó ánh mắt nhìn về phía vụ hải phía trước rơi xuống dị thường lầm bầm nói ra nga nói như vậy người này chắc đang thi triển một loại thần thông ẩn nặc cực kỳ cao minh hoặc là trên người có bảo vật có thể thu liếm khí thức gì đó mà ưng tựa hồ linh trí không thấp sau khi chớp động mắt vài cái thì chậm rãi nói ra tám chín phần mười là thế người này biết rõ vô pháp chạy thoát khỏi chúng ta nên dứt khoát dừng lại, chuẩn bị cùng chúng ta đánh một trận. Ngũ khấp ngóng nhìn vụ hải màu xám nhe răng cười nói. Hắc hắc, người này tu vi không bằng ta, làm như vậy mà nói thì chẳng phải là tự đi tìm chết hay sao? Thanh Phong nghe ngũ khấp cùng ma ưng nói thì cười nhạt nói. Hừ, đừng chủ quan, người này dám làm như thế tự nhiên là có điều ỷ vào. Ta chưa nói với các ngươi, vài ngày trước thiếu chủ đã ngã xuống mà tám chín phần là chết trong tay người này. Bằng không chủ nhân cũng sẽ không tức giận như thế, trong thời điểm hết sức trọng yếu này còn phái bọn ta ra. Ngũ khắp trên mặt vẻ giữ tợn chợt lóe qua rồi hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Thiếu chủ đã bị người này giết? Có chuyện như vậy sao? Thanh Phong thất thanh kêu lên. Đúng vậy, thiếu chủ tu vi cùng người này không sai biệt lắm, nhưng mà trên người còn có vài kiện dị bảo do chủ nhân ban tặng nên cũng không phải có thể bị người ta diệt sát dễ dàng như thế. Nói như thế, người này thật sự đúng là có chút khó chơi, nên cẩn thận một chút. Mà ưng khẩu khí biến đổi, vẻ mặt ngưng trọng vài phần. Dù cho thật sự có chút nguy hiểm, chúng ta cũng phải nhất định đánh. Nếu vô pháp diệt sát hoặc bắt được người này thì khi trở về gặp lại chủ nhân, chúng ta sẽ có kết quả loại nào, các người cũng có thể rõ ràng. Thanh âm ngũ khớp trở nên âm trầm, đồng thời hai tay đột nhiên hướng trên đầu đánh ra một chảo. Hai cái xứng trâu màu đen kia được lấy xuống, sau đó hai tay nó run lên, một đôi cự sừng này một chút hóa thành hai cái thiết trùy hắc quang lè lè phối hợp với thân hình to lớn vạm vỡ cao trên năm thước và bộ áo giáp màu đen trên người ngũ khớp này một chút đã trở nên uy phong lẫm lẫm sát khí đằng đằng hắc ưng cùng thanh phong nghe xong lời nói của đồng bạn thì đều lộ ra một tia sợ hãi trong miệng hắc ưng đột nhiên phát ra tiếng hô sắc nhọn hai cánh run lên tán ra vạn đạo hoàng quang trong hoàng quang hình thể đại biến trong nháy mắt hóa thành một gã hoàng bảo nhân vóc người thon dài trong tay cầm một cây cốt màu màu trắng tay kia cầm một cái thỡ tròn ánh vàng rực rỡ mặt ngoài cốt mâu có một tầng hắc diếm quay cuồng, bên trong cũng mơ hồ có tiếng tủy khốc phát ra. Mà mặt ngoài viên thuẫn có in một cái đồ án cự ma ba đầu sáu tay, phía mép thuẫn hàn quang lè lè, tựa hồ sắc bén dị thường. Về phần thanh phong, trong miệng đồng dạng phát ra thanh âm ông minh đồng thời hai cánh trong suốt phía sau mơ hồ run rẩy một trận. Một cảnh tượng bất khả tư nghị xuất hiện, trên người thanh phong thanh quang lưu chuyển một trận, nhất thời vô số quang đoàn từ trên hai cánh tuôn ra, thoáng chốc đã trải rộng trong phạm vi vài chục trượng phụ cận. Thấy tình hình này, ngũ khắp cùng ma ưng điều biến sắc mà vội vàng né trái né phải thối lui ra mấy bước. Tựa hồ đối với những quang đoàn này rất là kiêng kỵ. Kết quả quang mang chợt lóe, những quang điểm này biến ảo thành vô số con ong nhỏ to cỡ quả trứng gà, toàn thân màu xanh. Ngoại trừ thể tích nhỏ đi rất nhiều thì ngoại hình đều không khác gì thanh phong to lớn kia. Thanh phong, thiên phong phân thân thuật của ngươi so với trước đây tựa hồ càng thêm tinh trạng. Lần trước thấy ngươi thi triển thần thông này không thể huyễn hóa ra nhiều ma phong như vậy hoàng bào nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào những con tiểu thanh phong này mà chậm rãi nói hắc hắc đó là bởi vì trước đây không lâu ta đã đem thần thông này tu luyện lên một tầng cao mới những phân thân này không chỉ số lượng nhiều hơn so với trước đến non nửa mà công kích đơn thể cũng hơn xa trước đây thanh phong đắc ý rào rạt nói ra hảo theo đó mà nói chúng ta sẽ nắm chắc hơn một ít thanh phong người cho những phân thân này đi trước mở đường chúng ta đem toàn bộ phiến vân hải này lục soát một phen người nó hơn phân nửa là đang ẩn nấp nơi đây, ngũ khắp đem xong chùy hướng trước người đập vào nhau mà ha hả cười phân phó nói. chương 1642, Thuấn Sát, Thanh Phong nghe nói thế thì gật gật đầu. Sau đó không thấy nó có cử động đặc biệt gì mà mấy trăm ma phong phụ cận lập tức giống lên rồi hóa thành một đoàn mây xanh tiến vào trong vụ hải. Theo sau ba người ngũ khấp khẽ mấp máy môi nói nhỏ gì đó rồi mới đuổi theo bay vào trong đó. Đàn ông sau khi bay ra một đoạn thì lập tức ông lên một tiếng rồi hóa thành vô số đóa thanh hoa, hướng ra bốn phương tám hướng mà bắn đi, còn bản thể thì chậm dã bay ra sau ngũ khấp và ma ưng mà biến thành một một hoàng bào nhân. Hai ma thú kia đối với việc này có vẻ đã quen nên không lưu tâm chút nào. Cái thiên phong phân thân thuật này mặc dù uy lực không nhỏ nhưng một khi thi triển ra thì tu vi bản thể của thanh phong lại bị hạ thấp hơn phân nửa nên tự nhiên là cẩn thận dị thường. Có nhiều phân thây bay trong vụ hải như vậy nên trong chốc lát đã đem vùng phụ cân tìm kiếm qua sau đó từ từ tiến về phía trước. Vụ hải này bất quá chỉ dài hơn trăm dặm, thực sự không tính là quá dài nên chỉ hơn một khắc thời gian thì ba gã ma thú đã tiến vào được hơn non nửa nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa phát hiện được ra gì. Bất quá, càng như thế thì thần tình của ngũ khớp càng lúc càng ngưng trọng, hai ma thú còn lại vẻ mặt đều nghiêm nghị. Lại một hồi lâu sau, mắt thấy quần phong khi bay đến một phiến vụ hải hơi nồng đậm thì bỗng nhiên ngoài hơn 10 trượng có tiếng phốc suy rồi trong vũ khí kim mang chợt lóe một thanh trường nhơ quỷ dị chợt lóe lên chém một con ma phong phụ cận thành hai nửa. Hành động cực kỳ sạch sẽ và lưu loát theo đó có một đạo kim ảnh bắn nhanh ra rồi hóa thành một đạo kinh hồng hướng một phương hướng khác phi độn mà chạy, tốc độ nhanh kinh người. Tìm được rồi, mau đuổi theo. Vừa thấy cảnh này, Thanh Phong lập tức mừng rỡ kêu lên sau đó không chút do dự thúc dục phân thân. Phụ cờ thanh âm ông Minh nổi lên, đám ma phong kia hóa thành vô số thanh hoa đuổi theo. Mà ma thú hai sừng cùng ma ưng sau khi nhìn nhau một cái thì trong mắt hiện lên một tia dị dạng rồi thân hình lập tức khẽ động phi thân tới. Oanh một tiếng, một đoàn hắc ma phong phóng lên cao hướng về phía kim ảnh xa xa cuồn cuộn đuổi theo còn bản thể thanh phong thì vỗ hai cánh lấy tốc độ phổ thông bay đi việc truy đuổi chỉ xảy ra trong nháy mắt thì vô luận là kim ảnh hay ma phong chợt lóe lên rồi biến mất thanh phong thấy vậy thì đôi mắt khép nháy nháy hai cánh ngừng đập bộ dáng không muốn đi tới trước nữa đúng lúc này trên đỉnh đầu nó một tiếng xé gió nổi lên một đạo kim quang chợt lóe lên nhằm thẳng thanh phong bắn đến kim quang sáng vô cùng chưa tiếp cận với nó mà một cỗ linh áp kinh người đã tràn đến. Tu vi của Thanh Phong là thấp nhất trong số ba người, hơn nã vừa rồi đã thi triển thiên phong phân thân thuật nên tu vi đại giảm. Mắt thấy kim quang lấy thế kinh người bắn tới thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh sợ nhưng kỳ quái chính là nó vẫn bất động giữa không chung, không có ý né tránh. Mắt thấy kim quang chợt lóe, có vẻ như sẽ trực tiếp xuyên thủng đầu Thanh Phong thì bỗng nhiên trong hư không ba động rồi một cây cốt mâu hiện lên trước người nó. Đương một tiếng giòn vang, Cốt mâu hung hăng va chạm đồng thời phía trên cốt mâu nổi lên một tầng hắc diễm đem kim quang đang phóng tới hất ra mà kim mang cũng hiện nguyên hình. Đó rõ ràng là một cây trường thương màu vàng rực rỡ. Tiếp theo trước người thanh phong hiện ra một đoàn hoang quang, bên trôn có một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Nó vung tay một cái, vù một tiếng, cốt mâu đã bị nhiếp tới trong tay đồng thời tay kia nhoáng lên một cái, một cái thuẫn tròn màu vàng hiện lên chắn trước người. Bất quá lúc này vẻ mặt hắn đầy quỷ dị, ánh mắt lè lè nhìn chằm chằm vào một cái quang đoàn màu đen trên đầu. Lúc này phía trên bầu trời vụ hải đột nhiên hắc quang chợt lóe, hai cái bóng đen quỷ dị hiện lên rồi hung hăng lao xuống. Cuồng phong gào thét rồi có tiếng nổ vang lên, bóng đen chợt lóe qua rồi trong hư không chợt xuất hiện một trận vặn vẹo, phảng phất như muốn rách ra. Sau đó một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt đã đem vũ khí phía dưới đánh vỡ. Phía dưới nhất thời lộ ra một cái kim sắc nhân ảnh nhàn nhạt. Cái nhân ảnh này vừa thấy thân hình bại lộ thì tựa hồ rất là hoảng loạn, vội vội vàng vàng hai tay hướng lên không trung hư không đánh ra một kích, hai cái kim sắc quyền ảnh phá không bắn ra hướng về phía bóng đen trên không trung. Mà bản thân kim ảnh thì độn quang muốn hóa thành một đạo kinh hồng bắn đi. Muốn đi ư, từ trên không trung truyền ra một tiếng giống to đinh tai nhức óc. Sau đó hai cái bóng đen rơi xuống phía dưới, ánh sáng mở chợt lóe lên đã đem kim sắc quyền ảnh kích cho nát bấy rồi lại nhoáng lên một cái hiện ra hai cái hắc chùy thật lớn hai cái cự trùy bỗng nhiên quay tròn sau đó hai cỗ hấp lực thật lớn hiện ra đem phía phạm vi hơn 20 trượng phía dưới bao lấy. Kim sắc nhân ảnh biến thành kinh hồng mới bay được hơn 10 trượng thì độn quang lập tức bị trì trệ trở nên thong thả chậm rãi vô cùng. Tại xa xa nhìn lại, hoàng bào nhân bỗng nhiên vùng cánh tay lên, cốt mâu trong tay nhất thời giết lên rồi hóa thành một đạo hắc man như tia chớp bắn ra, đồng thời lúc đó bộ đuôi của của thanh phong cũng run lên rồi có một đạo tế ti bắn ra. Hai cái chợt lóe lên rồi trước sau bắn tới phía trước người kim sắc nhân ảnh. Đạo tế ti nọ nhìn bình thường nhưng đi sau mà tới trước, chỉ thoáng mơ hồ một cái đã tiến vào trong thân thể kim sắc nhân ảnh. Nhất thời thân hình kim ảnh run lên rồi phát ra một đạo kim quang ảm đạm cùng một cỗ khí tức tanh hôi. Sau một khắc, tế ti lại run lên rồi đồng dạng nhắm vào đan điền kim ảnh xuyên thủng qua. Một tầng hỏa diễm màu đen từ trên người kim ảnh bốc lên đem cả thân thể triệt để bao phủ trong đó. Trên không trung, cự trùy màu đen rơi xuống rắn chắc đập lên trên hỏa diễm màu đen oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên hắc diễm và kể cả kim sắc nhân ảnh bên trong dưới cố cự lực này trong nháy mắt biến thành cho bụi trên không gian cao hơn 10 trượng xuất hiện ba động rồi thân ảnh ma thú hai sừng cao to dị thường từ trong không trung hiện lên hắn nhìn tình hình phía dưới thì nhe răng cười xa xa ma ưng cùng thanh phong trông thấy màn này thì trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười bỏ họ trước khi tiến vào đã thương lượng kế dụ địch trước tiên dùng đàn ong để đả thảo kinh xa sau đó lại cố ý để thanh phong lộ ra kẽ hở mà dụ địch, quả nhiên nhất cử kiến công, diệt sát tên đại địch này. Nhưng lúc ba người trong lòng buông lỏng thì phía sau thanh phong một thanh trường kiếm màu xanh không chút dấu hiện lên, nó kêu ông Minh một tiếng rồi hóa thành một đạo kiếm quang lóe lên. Bất hảo, thanh phong dù sao cũng là cao dai ma thú tương đương luyện hư kỳ, cơ hồ cùng lúc phát hiện ra dị tượng phía sau thì trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, tùy hình vĩ bộ bỗng nhiên khẽ động, một cây gai độc màu thanh huỳnh bắn ra, sau khi bắn ra thì bỗng nhiên run lên tầng tầng gai ảnh phát ra thanh âm thê lương sắc bén đem thân thể thanh phong che chở ở bên trong một đạo kiếm ảnh màu xanh chợt lóe qua thanh phong run lên rồi bỗng nhiên bị chém làm hai nửa tàn thi từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới về phân cây gai độc kia thì không một tiếng động hóa thành hai đoạn căn bản vô pháp chống lại phốc suy một tiếng một đoàn lục diếm từ nửa đoạn thi thể bay lên không trung anh đường đạo hiếu cứu mạng trong lục diễm mơ hồ có thanh âm của thanh phong thất kinh kêu lên rồi vội vàng hướng về hoàng bảo nhân bắn đi tên ma ưng tên là anh đường tự nhiên cũng đã phát hiện ra phía sau có dị biến nên sắc mặt đại biến hai tay áo vội vàng run lên một cỗ hắc khí tuôn ra muốn đem nguyên thần của thanh phong thu vào trong đó nhưng một tiếng hử lạnh đột nhiên từ hư không phát ra hoàng bảo nhân vừa nghe xong thì cảm thấy đầu đau như búa bổ không chịu nổi trong miệng hét thảm một tiếng rồi thân ảnh cũng rơi xuống ngay cạnh hắn đột nhiên có một tiếng sét truyền ra tiếp theo một đạo thanh bạch hồ quang chợt lóe lên, phía trong có một cái thủ trưởng trắng như ngọc thò ra. Năm ngón tay búng ra, một cỗ ngũ sắc quang diếm cuồn cuộn bay ra đem ma thú này cuốn vào trong đó. Thân hình hoàng bảo nhân đang rơi xuống trong nháy mắt dừng lại. Mà trong phút chốc dừng lại này, bàn tay năm ngón biến thành ánh vàng rực rỡ trong thời gian điện quang hỏa thạch kẽ cắm vào trước ngực ma ưng. Hoàng bào nhân sắc mặt vô huyết, tuy thần thức hắn vẫn đau nhức khó nhịn nhưng dù sao bản thân không hải là tồn tại bình thường tại khoảng khắc sống chết trước mắt miễn cưỡng đè nén tạp niệm mà điều động một tia thần niệm. Kim sắc phiên thuẫn phiên phù ở chứ người nhất thời lóe lên, thể tích cuồng trướng, trong kim quang chấp động mặt ngoài hiện ra mười mấy cái ký hiện cổ quái lớn nhỏ không đồng nhất. Uy năng của cái thuẫn này đã được kích phát đem thân hình triệt để chắn ở phía sau. Đối với ma thú này mà nói, cảm giác đau đầu giảm đi rất nhanh, chỉ cần có thể ngăn cản được một kích này thì sau đó tự nhiên có thể giữ được tính mệnh và phản kích lại. Tuy nhiên ý niệm này mới vừa léo lên trong đầu ma ưng này thì kim quang chợt lóe, bàn tay màu vàng đã chạm tới cái thuẫn. Tiếng nổ chói tai phát ra, trong kim mang chấp động, bàn tay màu vàng xuyên qua cái thuẫn sau đó lại lóe lên cái nữa xuyên thủng ngực hoàng bảo nhân, đem ma hạch từ trong cơ thể moi ra. Sau đó trên cánh tay ngân quang chợt lóe rồi một tầng ngân diễm đột nhiên cuồn cuộn toát ra. Trong nháy mắt đã đem thi thể ma ưng bao vào trong đó. Nguyên thần bên trong chỉ kịp rên lên một tiếng rồi hóa thành một làn khói xanh tiêu tán vô ảnh vô tung trong thiên địa. Lúc này thanh bạch điện quang vụt tắt, một gã thanh niên mặc thanh bào, phía sau lưng có một đôi cánh mặt ngoài không biểu tình hiện lên và chậm rãi thu tay lại. Trên bàn tay có cầm một quả ma hạch mơ hồ phát ra ánh sáng màu đen. Thanh niên này chính là Hàn Lập, Nguyên thần thanh phong đang nhằm hướng bên này chạy tới, trông thấy cảnh này thì nhất thời bị hù dọa tới hồn phi phách lạc bên ngoài thân lục quang chợt lóe muốn lập tứ cải biến phương hướng lần nữa đào tẩu nhưng tất cả cũng đã muộn khóe miệng hàn lập khẽ nhếch lên hiện ra vẻ châm chọc rồi một cánh tay khác run lên một cỗ quang hà màu xám từ cửa tay áo bay cuộn ra chỉ chợt lóe lên đã đem nguyên thần thanh phong không kịp chạy quấn vào trong đó sau đó nguyên từ thân quang phát ra vạn đạo sáng mờ nguyên thần thanh phong kêu lên một tiếng rồi bị hôi sắc quang hà cứng rắn đè ép vỡ nát hóa thành điểm điểm lục quang mà biến thành hư ảo chương 1643, đắc kính. Trong nháy mắt nguyên thần thanh phong bị tiêu diệt, bên ngoài thân đám ma phong đông đảo đang bay vù vù trong sương mù cách đó mấy trăm trượng có ánh hào quang lóe lên. Phốc một tiếng, cả đám cứ như vậy nổ tung mà chết đi. Sau khi thanh sắc cự phong bị hủy đi bản thể thì đến lượt hai cái ma hồn cũng hồn phi phách tán, bị tiêu diệt trong sát na công phu. Hàn lập không thèm nhìn vào thi thể ma ưng đang rơi xuống mà xoay chuyển ánh mắt nhìn về gã cao dai ma thú cuối cùng đang đứng ở phía xa nhìn lại mục quang băng hàn rét thấu xương, song giác ma thú tự nhiên thấy hết màn này, lúc này có thể thấy được trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt, sắc mặt ẩn hiện tái xanh. Tuy tu vi của thanh phong cùng ma ưng không bằng hắn nhưng cũng không đến mức cách biệt một trời một vực. Thế mà chỉ đối mặt trong nháy mắt hai người này đã bị đối phương đánh chết một cách rất đơn giản, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Điều này không khỏi làm cho hắn toàn thân phát lạnh. Mặc dù đối ít hương đắc thủ cũng là do xuất kỳ bất ý đánh lén nhưng hắn tự hỏi nếu ở vào địa vị đối phương thì tuyệt vô pháp đánh chết hai gã đồng bạn gọn gàng như thế. Bất quá, hắn cũng có chút kỳ quái. Kim ảnh vừa rồi xuất hiện dẫn dụ bọn họ sau đó bị nhất trùy đánh chết là cái gì? Bỏ họ rõ ràng cảm ứng được trên người nó tản ra linh khí không kém, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế. Bất kể thế nào mà nói, trong tình huống hắn lẻ loi một mình tiến lên giao thủ thì có thể nói 10 phần sẽ vần lạc không bằng đợi viện binh đến rồi nghĩ biện pháp khác đánh chết đối phương nếu thật sự không được thì phải dứt khoát mạo hiểm đi tới khu vực ngoại vi sơn mạch là vùng giáp danh cùng với ngoại tộc ước định mai phục tại lối vào để đem người này đánh chết thiết nghĩ những một số đỉnh giai tồn tại ngoại giới cũng sẽ không vì một người này mà tìm đến lý luận với vài vị thánh giai đại nhân trong sơn mạch song giác ma này tâm cơ quả thực rất cao sau khi tỉnh lại thì lập tức nghĩ ra kế sách ứng đối vì vậy vừa thấy hàn lập nhìn tới thì hắn đột nhiên hai tay hư không đánh ra một chảo sau hai tiếng siêu siêu thì hai thanh thiết chùy lóe lên rồi thu nhỏ lại và bay về đến trên tay hắn. Tiếp theo hắn há miệng phun ra cái gương đồng tam giác kia đồng thời một tay nhanh chóng điểm lên một cái. Mặt ngoài gương đồng phát ra một thanh âm vù vù một tiếng rồi phun ra một đoàn hàn quang lao xuống. Một màn quỷ dị xuất hiện, hàn quang vừa lao xuống thì thân ảnh cao lớn của song giác ma tại chỗ cũ đã biến mất. Sau đó gương đồng khẽ run lên rồi hóa thành một đạo tàn ảnh bỗng chốc tiến vào trong hư không không thấy bóng dáng. Một màn này làm cho Hàn Lập từ xa xa khẽ giật mình, có chút không ngờ nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, trong đồng tử lam mang lóe lên, hai mắt hiện ra kỳ cảnh như dòng nước xoáy làm cho người ta vừa nhìn vào hai mắt hắn phảng phất liền như hồn phách đều bị hút vào trong đó. Tựa hồ như đã nhìn rõ cái gì đó, Hàn Lập vươn tay bấm quyết, lại đưa hai ngón tay hướng vào hai đầu lông mày điểm một cái. Một đoàn hắc khí hiện ra sau đó ngưng tụ biến ảo thành một con mắt đen kịt. Đúng là phá diệt pháp mục. Yêu mục vừa mới thành hình thì con mắt lập tức cử động chấp chấp, hào quang đen kịt lưu chuyển một hồi, bên trong con người ẩn hiện có phủ văn quay cuồng tuôn ra. Sau một tiếng vang nhỏ thì một đạo ô quang to cỡ ngón tay từ trong phá diệt pháp mục bắn ra, nó chỉ lóe lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, ở chỗ hư không phía ngoài hơn trăm trượng đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra rồi một vầng sáng hiện ra mang theo không gian ba động kịch liệt tản ra. Sau một âm thanh muộn hưởng thì một đoàn hàn quang ảm đạm dị thường từ trong vầng sáng bắn ra, sau khi bay ra ngoài hơn 10 trượng thì loạn trọng dừng lại. Sau khi hào quang thu liếm thì thấy song giác ma kinh sợ hiện thân. Cơ hồ cùng lúc đó, trên không bỗng nhiên có một tiếng sét đánh truyền ra, một đạo hồ điện hai màu xanh trắng lóe lên, bên trong ẩn hiện có một đạo nhân ảnh. Không tốt, thân hình song giác ma còn chưa đứng vững nhưng mục quang vừa quét qua trên đầu thì trong lòng chợt trầm xuống, cơ hồ vô ý thức vung hai tay lên hai cái đại trùy trong tay lập tức gào thét một tiếng rồi nhằm thẳng đỉnh đầu nhân ảnh điên cuồng đập xuống đồng thời trước ngực tinh quang lóe lên một cái lam sắc phiên kỳ bay ra nhoáng một cái liền biến thành một màn sáng màu xanh đem thân hình bao bọc trong đó mà trên thân mình song giác ma hắc quang chợt lóe thân hình phảng phất như tên rời nỏ bắn ra bộ dáng muốn trước tiên kéo giãn khoảng cách với hàn lập nhưng hàn lập sao để cho ma thú này đắc ý chứ chỉ thấy trong không trung lôi quang hai màu xanh trắng bạo liệt ầm ầm một tiếng, điện quang biến sắc rồi hóa thành một đạo ngân quang hồ lập lè. Ngân quang này hình thể điên cuồng tăng lên, sau khi lăn một vòng thì biến ảo thành một con thanh sắc đại bằng dài mấy trượng, đại bằng vỗ hai cánh một cái, từng đạo ngân hồ thô to hung hăng bổ nhào về phía dưới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngân quang vừa mới lóe lên thì cự chảo đã chụp lấy đại chùy màu đen đang bay tới. Tiếng va chạm như tiếng sấm nổi lên, cự chùy vừa gặp cự chảo thì lóe lên, nơi hai cái va chạm xuất hiện từng đạo ngân xả bắn ra sau đó một khắc cự chảo không ngưng lại chút nào tiếp tục đè xuống bỗng chốc đã dính vào lam sắc quang cháo trên người song giác ma tuy nhiên có chút ngoài dự liệu là cái quang cháo nhìn như bình thường này lại có hào quang lóe lên rồi bỗng chốc biến ảo thành một màn hào quang như thủy tinh vô luận là điện hồ hay là cự chảo khi chạm đến nó thì đều như trâu đất xuống biển có vẻ không có chút hiệu dụng nào thấy tình hình này song giác ma trong màn hào quang thở dài một hơi không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nhưng không chờ hắn có bất kỳ cử động gì bên ngoài màn hào quang đột nhiên có âm thanh chói tai bén nhọn vang lên rồi thấy cái mỏ của thanh sắc đại bằng hóa thành từng đạo thanh mang lóe lên mà mổ xuống âm 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 ba tiếng nổ vang lên trên màn hào quang có thanh âm bộc phát ra rồi tiếp theo là một tiếng vỡ giòn tan màn hào quang trong suốt bị mổ vỡ một điểm mà từ đó lan ra cuối cùng hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn tiêu thất a à, song giác ma đồng thời vung hai cánh tay lên trên theo âm thanh xé gió là vô số chảo mang màu đen thoáng hiện ra tạo thành một cái chảo vóng rậm rạp chằng chịt chắn ở trên đỉnh đầu nó nhưng thanh sắc đại bằng chỉ khẽ dùng mỏ mổ một cái, một đạo thanh quang lóe lên rồi chui vào trong chảo mang. Theo đó, ngân sắc điện quang đại tác, chảo vóng cứ như vậy mà bị kéo rách ra, mà thanh mang vừa lóe lên thì lại như ảo ảnh không thấy đâu. Thân hình song rác cự ma rung mạnh, hai cánh tay thoáng cái rừng cử động đồng thời cúi đầu nhìn xuống thân thể mình. Chỉ thấy chỗ lồng ngực hắn có một cái lỗ máu to cỡ cái chén ăn cơm, từ trong đó máu phun ra đồng thời trong đó có một cái gai bạc chấp động. Trên mặt nó lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ khó có thể tin được nhưng không chờ hắn kịp phát ra tiếng kêu thảm thì lỗ máu trước ngực chợt có tiếng sấm nổ rồi từng đạo ngân hồ bắn ra. Ngân sắc điện quang thoáng cái đã đem xong giác ma triệt để bao phủ vào trong đó. Tiếng sấm vang vọng một hồi lâu sau mới ngừng lại, thân thể và nguyên thần của song giác ma trong lôi quang hung mãnh dị thường đã sớm biến thành cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh trong gian chỉ để lại chỗ này một cái mặt gương đồng tam giác quái dị. Thân thể thanh sắc đại bằng đột nhiên co rụt lại, trong ánh linh quang chấp động mà lần nữa hóa thành nhân hình. Hàn Lập đưa mắt nhìn cái hương, đồng thời sau đó đưa tay khẽ chỉ một cái, lập tức một cỗ hấp lực lăng không sinh ra đem cái bảo vật vô chủ này thu vào trong tay, sau đó cúi đầu nhìn kỹ. Tuy nhiên trong lúc vội vàng cũng không nhìn ra được cái gì. Bất quá, hắn đối với vật này lại rất có hứng thú. Cái kính này có thể đem pháp lực của nhiều người liên kết thành một mạch hơn nữa gặp địch nhân còn có thể tiến vào trong hư không mà đột đi. Hiển nhiên cũng không phải là bảo vật tầm thường. Không biết con ma thú này làm thế nào mà có được. Một tay hắn vung lên, cái gương bỗng nhiên phát ra một đoàn hoàng quang rồi biến mất không thấy. Trong lòng Hàn Lập tự định giá và không tiếp tục có ý dừng lại nữa mà độn quang hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng hướng vào chỗ sâu trong Vụ Hải bắn đi. Vài khắc sau, một phiến ma phong đen kỳ từ phía bên cạnh gào thét mà đến. Sau khi đến Vụ Hải thì xoay quanh một hồi sau đó lập tức thu lại, bên trong hiện ra năm tên ma thú hình thù kỳ quái địa phương ba người biến mất là chỗ này con ma thú như ngọc lưu ly chế thành sau khi nhìn lướt qua vụ hải thì nói bốn con còn lại thì trong mắt cũng hiện lên vẻ cảnh giác ba người ngũ khắp đại nhân liên thủ sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà đã không có tin tức chẳng lẽ trên đường gặp phiền toái khác con mãng thú thấp giọng hỏi một câu cái này không rõ lắm bất quá như thế nào mà nói thì mọi người cần giữ vững tinh thần chúng ta nên cẩn thận hơn một chút tiểu thú lắc lắc đầu sau đó dùng khẩu khí không thể tin phân phó nói dạ đám ma thú còn lại đều cúi đầu cung kính đáp sau đó ma phong tái khởi cả đám chui đầu vào trong vụ hải nửa khắc đồng hồ sau tại nơi hàn lập đánh chết xong rác ma những ma thú này hiện thân ra chúng nó dùng ánh mắt kinh nghi đảo qua hết mọi nơi trong đó có một con ma thú trông giống như con vịt nhưng trên đầu có một cái sừng nó nhìn quanh một vòng sau đó hóa thành một đạo bạch quang lao xuống phía dưới chỉ một thoáng đã không thấy tăm hơi Hành động này tự nhiên khiến đám ma thú khác chú ý mà đưa mắt nhìn nhưng chỉ một lát công phu sau, ma khí dao động rồi con ma thú hình vịt bầu bay ra. Trong tay có màng của nó có một đoạn sừng vỡ nhìn như sừng trâu to cỡ nắm tay. Đây là mảnh sừng của ngũ khớp đại nhân mà, sao lại rơi xuống phía dưới như thế này, chẳng lẽ thật sự đã quy thiên? Mặt con ma thú trông như hổ, sắc mặt run sợ lẩm bẩm nói. Xem ra ba người bọn họ thật sự đã vần lạc rồi, người bị truy đuổi thậm chí lại có thần thông như thế sao? tiểu thú thần sắc âm trầm nhắm hai mắt, thấp giọng tự nói một câu. Chúng ta sau đây phải làm như thế nào đây? Tên ngoại lai nhân kia đã sớm vô tung vô ảnh, chúng ta lại vô pháp truy tung được. Mãng thú kia sắc mặt âm tình bất định không khỏi tự hỏi một tiếng. Hừ, cho dù là có thể định vị được người này thì ta cũng không có khả năng truy đuổi được. Đối phương đã có thể đánh chết ba người ngũ khấp thì chúng ta hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Theo đường cũ trở về thôi, tiểu thú hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nói. Nhưng cứ như vậy mà nói, sau khi trở về sẽ không ổn cho lắm. Chủ nhân nhất định sẽ tức giận dị thường, một ma thú khác lại có vẻ rất cố kỵ, chậm rãi nói. Chương 1644, xảo hoạch, không có gì, chúng ta cũng không phải cứ như vậy mà buông tha cho. Sau khi trở về tụ tập cùng những người khác, chúng ta sẽ lập tức kéo đến chỗ lối ra mà tổ chức mai phục. Người này muốn rời khỏi Ma Kim Sơn mạch thì khẳng định sẽ gặp lại chúng ta. Tiểu thú sau khi do dự một chút thì dùng ngữ khí khẳng định nói. Nghe tiểu thú nói như thế, ngay cả mãng thú cùng bốn con ma thú còn lại đều không phản đối gì, tựa hồ đối với lưu ly tiểu thú này cực kỳ tin phục. Sau đó ma phong tái khởi, ngũ ma lập tức hướng theo đường cũ bay trở về. Lúc này, Hàn Lập đã sớm ở ngoài trăm vạn dặm, hắn vừa phi độn vừa cẩn thận cảnh giác quan sát bốn phía. Tuy rằng đã thoát khỏi truy binh thành công nhưng thần sắc của hắn cũng không có quá mức thoải mái mà vẫn hơi nhíu mày. Trải qua hơn nửa ngày bỏ chạy, hắn đã hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo lúc trước. Muốn bay trở về đến lối vào Ma Kim Sơn mạch thì chỉ có thể đi đường khác. Nói như thế mà nói, thứ nhất là không quen đường, thứ hai là có thể gặp phải ma thú mới thì có thể có chút phiền phức. Bất quá so với hàng trăm trung cao giai ma thú kia thì hắn vẫn tình nguyện mạo hiểm một phen. đương nhiên đám ma thú đó có thể ngăn chặn tại lối vào nhưng hắn chỉ chợt lo lắng qua sau đó lập tức không để ý nữa. Đối với hắn mà nói. Nếu không có xuất hiện thánh giai ma thú thì vô luận là vận dụng thái nhất hóa thanh phù hay là dựa vào độn tốc quỷ dị của mình thì đều có thể dễ dàng giải quyết được việc này, căn bản không cần để ở trong lòng. Chuyện tối trọng yếu hiện tại chính là không biết tiêm tiêm có thuận lợi thoát thân hay không. Nếu nàng bất ngờ vần lạc thì thiên ngoại ma giáp có thể nhất thời không thể tu bổ được. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là hắn có thế thể quản được. Hơn nữa từ chuyện nữ tử này lúc trước thi triển hậu thủ thoát thân thì xem ra tựa hồ nàng còn lưu lại không ít chuẩn bị ở phía sau nên quá nửa là có thể phản hồi vô sự. Về phần nam tử họ khuê kia thì Hàn Lập ước gì đối phương vẫn lạc trong tay đám ma thú thì tốt. Hàn Lập sau khi cân nhắc xong thì mới đem tâm tư thu lại rồi hết sức chạy đi. Chỉ thấy độn quang màu xanh đại phóng, tốc độ của kinh hồng nhanh thêm 3 phần sau mấy cái chấp động liền biến mất ở tại chân trời. Hàn Lập lần này một mình đi đã phi hành qua một ngày một đêm. Trên đường tuy có đụng phải mấy tên đê dai ma thú nhưng chỉ vung đại thủ hư không đánh ra một chảo liền dễ dàng nhất kích tất sát, căn bản là chưa có gì phiền toái. Cứ như vậy, lúc này Hàn Lập đang phi độn phía trên một khu vực đồi núi thấp, phía dưới ma khí màu đen quay cuồng cơ hồ đem phân nửa đồi núi này bao phủ vào trong đó, nhìn lại chỉ thấy một đỉnh núi cao hơn trăm trượng nằm trong đám ma khí màu đen như ẩn như hiện. Đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, sức nổ mạnh đến mức nửa ngày sau trên không trung vẫn còn động lại thanh âm tác hưởng hàn lập một lòng đi đường thấy vậy thì cả kinh thanh quang chợt lóe đột quang dừng lại xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nổ chỉ thấy phía xa không biết chỗ nào giờ phút này hoàn toàn bị hỏa vân đỏ đậm bao phủ mà ở bên trong hỏa vân ẩn hiện có một đoàn bạch sắc hỏa cầu hiện lên sau đó cuồn cuộn nứt toác mà hóa thành xích hồng yêu dị hỏa diễm tiếng nổ ầm ầm trầm thấp vang lên liên miên không dứt giống như vô cùng vô tận khóe mắt hàn lập chợt nhảy dựng lên tuy không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng thanh thế thật là kinh người không phải cấp luyện hư bình thường có thể làm được. Bất quá trong mắt Hàn Lập Lam mang chuyển động vài cái, sau khi hơi trầm ngâm thì bỗng nhiên độn quang tái khởi nhằm hướng ban đầu tiếp tục đi tới, độn tốc thậm chí so với ban đầu còn nhanh hơn vài phần. Bộ dáng của hắn xem ra căn bản không muốn phát sinh thêm phiền toái. Bản ý của Hàn Lập đích xác là như thế, chuyến đi Ma Kim Sơn mạch này hắn đã thu hoạch không ít, hiện tại nên sớm thoát ly khỏi nơi này đối với những chuyện phiêu lưu khác hắn không có chút hứng thú nào nhưng Hàn Lập vạn lần không nghĩ tới chính mình không muốn gây chuyện thì ma phiền lại tìm tới cửa. Thanh hồng do Hàn Lập biến thành mới bay ra được hơn trăm trượng thì trong hỏa vân quay cuồng bỗng nhiên linh quang chợt lóe rồi từ đó có bốn đạo độn quang bắn ra. Đạo phía trước là một đoàn tử quang huỳnh trói mắt lao thẳng đến Hàn Lập. Ba đạo phía sau, một đạo lục quang lòe lòe, một đạo ngân quang trói mắt, một đạo thì đỏ tươi như máu. Tốc độ so với tử quang còn kém một bậc nhưng thanh âm phá không nghe rợn cả người. Tiếng xé gió vừa truyền đến thì đã đến sát bên cạnh Hàn Lập. Hàn Lập thấy tình hình này thì không khỏi ngẩn ra, trong lòng nhất thời không biết là nên lập tức né tránh hay là đón đầu mà lên. Bất quá hắn chỉ ngẩn ngơ trong phút chốc công phu rồi tay áo lập tức run lên, nhất thời một tầng hôi quang lập tức vô thanh vô tức hiện lên, tiếp theo dưới chân có tiếng thanh minh rồi vô số thanh tiểu kiếm màu xanh từ hư không hiện lên, hơi vừa chuyển đã hóa thành một đóa thanh liên từ từ nở rộ ra. Trong lúc nhất thời, hai mắt Hàn Lập Lam mang chợt lóe lập tức đem vật từ trong tử quang đang bắn đến nhìn rõ ràng, kết quả thần sắc trở nên cực kỳ quái dị. Chỉ thấy trong tử quang rõ ràng là một gương mặt xanh biếc, hai tay cùng chân đều là các xúc tu màu tím, trông như quái vật. Nhân ảnh này cao đến hai trượng, khuôn mặt bình thường, hơn nữa hơi có vẻ đờ đẫn, hai tay chân đang ôm lấy một cái chiến giáp màu vàng giống như khô mộc, bên ngoài thân mơ hồ có tử sắc ký hiệu hiện lên quay cuồng đồng thời có một cỗ dược hương truyền ra. Chi tiên Hàn Lập đã sớm xem qua hình ảnh của nó trong ngọc giản nên trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch của quái vật đang bay tới, trong lòng không khỏi kinh hỉ. Tuy hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này nhưng nếu linh vật này tự động đưa tới cửa thì tự nhiên là một chuyện khác. Hơn nữa xem ra chi tiên này ngay cả tứ chi cũng chưa biến ảo thành công thì hiển nhiên là thương thế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, lúc này đã bị những người khác phát hiện nên mới vội vàng chạy trốn. Hàn Lập tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đã có quyết định, thậm chí còn chẳng quan tâm xem vài đạo độn quang mặt sau đang bay đến. Một tay hư không đánh ra một chảo, một quầng sáng màu xám cuốn đi rồi hóa thành một cái đại thủ màu xám chụp xuống tử quang. Trong tử quang chi tiên thấy vậy, trên mặt mặc dù không chút biểu tình nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy đại thủ màu xám chụp đến mà lại tựa hồ như không thể khống chế được độn quang, sau khi lóe lên thì vẫn lao thẳng về phía Hàn Lập. Kết quả là đại thủ chụp tới, phanh một tiếng muộn hưởng, tử quang nhất thời tản ra đại thủ liền đem chi tiên bắt lấy sau đó nhoáng lên một cái liền hóa thành một cố quang hà màu xám quay về hàn lập bắt được chi tiên dễ như trở bàn tay đối phương không có tí sức phản kháng nào hào quang chợt lóe chi tiên đã bị từng đạo quang hà xám gắt gao trói lấy lôi lại gần chỗ hàn lập trong gang tấc trước người hàn lập mừng rỡ lập tức không lưỡng lựa tay áo run lên nhất thời mười mấy tấm phù lên màu sắc khác nhau bắn ra phốc phốc mấy tiếng nổ lớn đám phù lên này chỉ lóe lên đã vây lấy thân hình chi tiên tiếp theo đủ lại ký hiệu màu sắc khác nhau hiện lên cơ hồ cả thân hình linh vật này bao vây trong đó. Dừng tay, muốn chết, hai tiếng quát lớn từ trong ba đạo độn quang phía sau ầm ầm truyền ra, hiển nhiên là những người này vừa thấy con mồi bị Hàn Lập bắt đi thì trong lòng giận dữ thế nào cũng biết. Thu, tuy nhiên Hàn Lập căn bản không thèm để ý, một tay lật lại, nhất thời trên tay xuất hiện một cái bình ngọc màu xanh, trong miệng khẽ quát một tiếng. Nhất thời cái bình ngọc run lên mà phun ra một đạo thanh hà đem chi tiên đã bị cấm chế cuốn vào trong đó chỉ thấy linh quang chấp động, chỉ tiên nguyên bản còn cao hơn hàn lập trong nháy mắt đã thu nhỏ hình thể lại, cuối cùng chỉ còn cao nửa thước rồi nhanh chóng bị thanh hà thu vào trong bình. Bàn tay vừa lật chuyển, cái bình ngọc hóa thành mấy điểm linh quang mà biến mất. Lúc này, ba đạo độn quang phía sau mới tới nơi, chỉ sau mấy cái chấp động thì đều hiện ra cách hàn lập khoảng 30 trượng, vây quanh lấy hắn. Hàn lập lúc này mới ngẩng đầu đảo qua mọi nơi, thân sắc thản nhiên, nhìn không ra chút khác thường nào. Vừa rồi tuy chưa thấy rõ ràng dung mạo của những người đuổi theo này hưng linh áp trên người tuyệt đối không có hợp thể tồn tại cho nên hắn mới thong thả như thế. "Di, là Hàn đạo hiếu là ngươi, bởi vì chuyện vừa rồi phát sinh chỉ trong nháy mắt, thêm vào đó vừa rồi Hàn Lập lại dùng nguyên từ thần quang che hơn phân nửa thân hình nên đám người phía sau đến bây giờ mới nhìn rõ dung mạo của Hàn Lập, kết quả là hai cái thanh âm hoàn toàn bất đồng đồng thời thất thanh truyền ra. Một cái tràn ngập vẻ kinh ngạc, một cái lại đầy vẻ kinh nghi bất định." Về phần người cuối cùng toàn thân huyết quang lè lè lại không nói lời nào mà hai tay chỉ hướng về Hàn Lập Dương lên. Nhất thời hai đạo huyết quang kích bắn ra, chỉ lóe lên đã hóa thành lưỡng đạo huyết quang chém đến Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, quang hà màu xám trước người bành trướng lên mà hóa thành cao mấy trượng cũng nhằm về phía trước cuốn đi. Bịch một tiếng, lưỡng đạo huyết quang kia cũng bất phàm, chỉ một chút đã chém đứt hơn phân nửa quang hà màu xám, bộ dáng muốn trực tiếp xuyên thủng mà qua nhưng ngay sau đó, trong quang hà màu xám đột nhiên có một bóng đen lóe lên, đó là hư ảnh của một cái tiểu sơn màu đen tuyền. Lưỡng đạo huyết quang vừa chém lên tiểu sơn thì lập tức bị cự lực hất quay ngược trở về. Theo sau hồi quang bốn phía đột nhiên ngưng tụ mà hóa thành vô số tia sáng màu xám hết sức nhỏ hướng về phía huyết quang bắn tới. Kết quả hai cái huyết nhẹ kia lúc đầu giống như dao long dũng mãnh phi thường nhưng khi bị vô số tia sáng màu xám chụp xuống thì động tác bắt đầu chậm chạp, hào quang cũng trở nên ảm đạm dị mà hiện nguyên hình. Đây rõ ràng là hai thanh huyết sắc trường kiếm dài vài tấc nhưng hào quang lóa mắt co rỗi không ngừng, có vẻ linh tính mười phần. Hai thanh trường kiếm này trong nháy mắt đã bị đám tia sáng màu xám bao vây tầng tầng lớp lớp, cuối cùng kêu lên một tiếng rồi không thể nhúc nhích mảy may. Người đứng trong huyết quang phía xa lúc này mới cả kinh nhưng cũng không hoảng hốt mà trong miệng quát lớn một tiếng. Phanh phanh hai tiếng trầm đục bỗng nhiên từ trong quang hà màu xám truyền ra hai thanh trường kiếm nguyên bản bị trói buộc lại tự động vỡ vụn ra sau đó hóa thành vô số điểm huyết quang biến mất vô ảnh vô tung trong nguyên tử thần quang. Ngay sau đó, không gian phía trước huyết quang bao phủ người nọ chợt dao động sau đó huyết quang chấp động và hai thanh trường kiếm nọ quỷ dị hiện lên. Kiếm linh hóa hư, hai mắt hàn lập chợt híp lại, gắt gao nhìn về bóng người trong huyết quang, sắc mặt âm trầm dị thường. Lúc này, hắn mới nhìn rõ dung mạo của hai người khác. Một người trong đó sắc mặt tái nhợt, tóc xám trắng, một người đầu đầy tóc xanh, bộ dáng hung ác dị thường. Đúng là đám người lúc trước đã gặp ở trong Lôi Vân Các, lão giả háo ngạn và dị tộc nhân tóc xanh. Chương 1645, vung tay đánh lớn. Hai người này trước đây đã chứng kiến một phần thần thông chân chính của Hàn Lập nên khi thấy người trong huyết quang bị thiệt thòi không nhỏ thì cũng không có quá mức bất ngờ nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thì đều trở nên âm trầm bất định. Về phần dung mạo của bóng người trong huyết quang kia, Hàn Lập sau khi dùng linh mục nhìn chăm chú một lát thì cũng đã thấy rõ ràng đó là một mi anh nửa tử một thân huyết sắc cung trang giờ phút này tuy nàng đã thu hồi hai thanh phi kiếm nhưng trên ngọc dung vẫn tràn đầy vẻ giật mình hiển nhiên sự lợi hại của nguyên từ thần quang vừa rồi đã làm cho nàng hoảng sợ đồng thời hết sức kiêng kỵ ba người đem hàn lập vây vào giữa trong lúc nhất thời bầu không khí im lặng một cái quỷ dị nhưng không có ai có ý tứ muốn rời đi hàn lập thấy vậy thì mỉm cười ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa trích thấy bên kia hỏa vân vẫn đang bao trùm cả bầu trời thanh thế so với lúc trước tựa hồ còn cường thịnh hơn vài phần nhưng lúc này phía dưới đang có một làn sóng nước màu đen dâng lên va chạm với hỏa vân. Hai cái này tựa hồ là tương khắc với nhau, sau khi va chạm thì đều phát ra tiếng nổ liên hồi khiến cho nửa bầu trời đều chấn động không ngừng, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị xé rách ra. Hàn lập ánh mắt chấp động mà trong lòng chuyển động, Hàn đạo hiểu, ta nhớ rõ là có Việt Hiền chất đi cùng đạo hiểu một đường tiến vào sân mạch, lúc này không biết Việt Hiền chất có ở đây không. Sau khi rằng có một lát thì lão giả họ ngạn mở miệng trước. Có chút đáng tiếc, trước đây không lâu, Việt đạo hữu đã bị người ta hạ độc thủ nên đã bất hạnh vẫn lạc rồi. Hàn lập nghe hỏi vậy thì thần sắc khẽ biến nhưng không có ý giấu diếm nói. Đã vần lạc, đạo hữu có thể nói là do người phương nào hạ độc thủ không? Lão giả họ ngạn cả kinh hỏi không ngớt, lúc Việt đạo hữu ngộ địch thì tại hạ không có ở bên cạnh nên tại hạ thật sự không thể nói rõ ràng. Hàn lập nhướng mày chậm rãi nói, Nga, như vậy sao, Sắc mặt lão giả họ Ngạn trở nên âm trầm, hiển nhiên có chút không tin tưởng. Hàn Lập thấy vậy trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra phân nửa vị này cho là chuyện Việt tông vẫn là có liên quan tới mình. Bất quá, hắn cùng lão giả này căn bản không có giao tình gì nên tự nhiên cũng sẽ không cố gắng đi giải thích cái gì mà nhìn hai người khác đảo qua rồi bình tĩnh hỏi. Tư thế của ba vị hiện tại như vậy, chẳng lẽ là tính toán không để cho Hàn Mỗ rời đi sao? Hừ, các hạ biết rõ mà còn cố hỏi đem chi tiên giao ra đây thì ngươi tự nhiên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dị tộc nhân tóc xanh trong mắt hung quang chợt lóe rồi hung tợn nói. Chi tiên, hắc hắc, nhị vị đạo hữu còn lại cũng muốn như thế sao? Hàn lập cười lạnh một tiếng nhìn hai người còn lại hỏi một câu. Lão giả họ ngạn thần sắc hơi ngưng tụ, vẫn chưa tiếp lời gì thì nữ tử trong huyết quang hai mắt hàn quang phóng ra, cất giọng như băng nói. Chúng ta không có nhiều thời gian, ba ân người chúng ta đồng loạt ra tay đánh chết người này, sau đó chia đều chi tiên, nếu không con ma ngạc à kia cùng thủ hạ của thiết sĩ đuổi theo thì đồ vật này chưa chắc đã đến trong tay. Nói xong, hai tay nàng lập tức trà sát, huyết quang chợt lóe rồi một cây quạt màu huyết diễm hiện lên quay cuồng ở trong tay. Cái quạt này to bất quá hơn một thước nhưng toàn thân trong suốt, hình như được tạc từ bạch ngọc mà thành nhưng trên bề mặt quạt ẩn hiện có vô số huyết sắc ký hiệu, thoạt nhìn giống như hỏa diễm lóng lánh màu đỏ, thật sự là vô cùng quỷ dị. Hảo, có thể được một phần ba còn hơn là cái gì cũng không chiếm được dị tộc nhân tóc xanh tuy rằng hung hãn nhưng thật ra cũng không phải là kẻ ngu dốt nên lập tức đồng ý nói. Hơn nữa bàn tay vừa lật lấy ra một cái cổ đỉnh nhỏ, cái đỉnh này quay tròn vừa chuyển động liền biến to thêm vài thước rồi trôi nổi trước người hắn không nhúc nhích. Lão giả họ ngạn vừa thấy hai người kia hành động như vậy thì sau khi trần chờ một chút thì cũng cắn răng một cái, tay áo bảo run lên, từ trong đó có một đoàn ngân quang bắn ra, đó là một cái ấn ngân quang trói lọi. Vật này mới bay ra thì to chỉ hơn một tấc nhưng vừa lăn xuống thì lập tức liền biến to mấy trượng, đồng thời từ phía trên phát ra phong lôi chi âm. Thế cục ba người liên thủ đã hình thành, Hàn Lập thấy vậy thì khóe miệng khẽ run rẩy một chút, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Ba người này đều là luyện hư đỉnh dai, độn tốc tuyệt không chậm hơn hắn bao nhiêu, muốn phòng thủ mà không chiến mà nói thì chỉ sợ là không có khả năng. Biện pháp thoát thân duy nhất là phải chân chính đánh bại hoặc diệt sát ba người thì mới có thể thoát thân. Điểm này, Trước khi hắn động thủ bắt chi tiên thì cũng đã sớm tiên liệu nên vừa thấy ba người hành động thì trong lòng cũng không kinh hoàng, thậm chí không đợi ba người phát động công kích hắn đã phất tay đánh ra. Nhất thời trên hư không hư ảnh hắc sắc tiểu sơn trước người kia lập tức cuồn cuộn nổi lên một tầng hôi quang nhằm thẳng lão giả áp xuống. Tiểu sơn trong vạn đạo hào quang bỗng nhiên biến thành cao hơn 10 trượng đen thùi lùi áp xuống. Lão giả họ ngạn cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều thân hình bay vọt ra đồng thời một tay chỉ vào ngân sắc đại ấn trước người điểm ra một cái, Bảo vật này kêu lên một tiếng vù vù rồi thể tích cuồng trước lên mấy lần nhằm về phía ngọn núi trên không phi tới. Oanh một tiếng kinh thiên động địa, dưới đáy ngọn núi phát ra một đoàn hào quang chói mắt. Cả không trung rung mạnh, từ tâm trận nổ có một trận sóng dao động vô hình tản ra. Ngân sắc đại ấn kia ngay cả cũng là bảo vật có đại uy lực nhưng làm sao có thể so với nguyên từ thần sơn đã qua lần luyện chế thứ hai. Nó chỉ hơi ngăn được nguyên từ thần sơn một chút thì lập tức phát ra một tiếng vỡ thanh thúy, căn bản không thể ngăn cản được trọng lượng của hắc sắc tiểu sơn. Ngọn núi thật lớn nhất thời hùng hổ rơi xuống đồng thời đại phiến quần sáng màu xám phun ra đánh đến lão giả. Lão giả họ ngạn sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một tấm lụa màu nhũ bạch. Tấm khăn này vừa động thì nhất thời hóa thành một mảnh bạch phân tre trên đỉnh đầu đồng thời trên mặt lão giả bạch hà chấp động, mười ngón tay nhầm lên không trung liên tục búng ra. Vô số đạo lục sắc pháp quyết chợt lóe lên rồi biến mất trong mây. Ngọn núi màu đen khi rơi xuống đến Bạch Vân thì lại giống như đè lên một tảng bông, hơn phân nửa lực đạo bị tá lực bật vô âm tín. Đám mây mù màu trắng khẽ chấn động vậy mà lại nâng được ngọn núi lên. Hàn Lập thấy vậy thì trong lòng nao nao, bất quá chỉ một chút trì hoãn này, dị tộc nhân tóc xanh cùng nữ tử trong huyết quang không hẹn mà cùng ra tay. Dị tộc nhân tóc xanh kia há mồm phun ra một đoàn tinh khí màu xanh lên trên cái đỉnh. Cự đỉnh kêu lên một tiếng vù vù rồi bay vọt lên trời. Ngay sau đó, một cỗ sáng mờ từ trong đỉnh phi ra sau khi tản ra thì thiên địa phụ cận cũng phải biến sắc một cỗ hoàng phong âm trầm gào thét nổi lên sau đó hóa thành vài con hoàng sắc phong long lao thẳng tới chỗ hàn lập về phần nữ tử trong huyết quang kia trong tay cũng nhẹ nhàng miết một cái nhất thời ký hiệu trên mặt quạt chấp động một trận sau đó phốc suy một tiếng lớn vô số huyết diễm từ trên mặt quạt tròn tuôn ra rồi nhằm thẳng hàn lập bắn đến hàn lập thấy cảnh này trên mặt không chút biểu tình nhưng một tay vừa lật nhất thời thanh quang chợt lóe lên rồi một cái tiểu đỉnh thanh quang lòe lòe hiện ra. Đúng là hư thiên bảo đỉnh, sau đó hắn há mồm phun ra một đoàn ngân diễm, ngân diễm quay tròn vừa chuyển rồi hóa thành một con ngân sắc đại hỏa điều dài chừng một thước. Đi, hàn lập phung tay áo lên, trong miệng quát khẽ một tiếng. Thanh sắc tiểu đỉnh run lên rồi bay lên không, nhoáng một cái cái đỉnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Trên không trung chợt vang lên một tiếng thanh minh thẳng lên cửu thiên rồi đồ án mặt ngoài hình một loài chim nào đó chợt trở nên mơ hồ không rõ. Linh quang màu xanh minh mông đại phóng rồi một cái hư ảnh quái điểu bỗng nhiên hiện lên ở bốn phía tiểu đỉnh, sau đó giống lên một tiếng mà phỉ ra, nghênh đón mấy cái hoàng sắc phong long kia. Hai phương vừa tiếp xúc lập tức lao vào cắn xé nhau, bộ dáng nhất thời khó phân thăng bại. Mà bên kia, ngân sắc hỏa điểu lại mở hai cánh rồi tự động lao về phía huyết sắc hỏa cầu đầy trời đang bay đến. Đám hỏa cầu kia mặt ngoài huyết diễm quay cuồng, màu đỏ tươi ướt át, thoạt nhìn đã thấy đây không phải là hỏa diễm bình thường mà cung trang nữ tử một thân huyết sắc kia vẻ mặt vẫn chấn định, tựa hồ đối với uy lực của huyết phiến rất là tự tin nhưng ngay sau đó trên mặt bỗng nhiên cả kinh bởi vì ngân sắc hỏa điều kích thước tầm một thước, mắt thấy chuẩn bị chui đầu vào trong hỏa cầu thì bỗng nhiên trong miệng thanh minh một tiếng rồi hai cánh đột nhiên vỗ một cái, hình thấy nhất thời giống như quả bóng được thổi phồng lên, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi cuồng trướng lên. Một trường, ba trường, năm trường, mười trường, đào mắt công phu, ngân sắc hỏa điều thể tích liền biến thành ba mươi một cây lông chim vậy mà lại ngân chung mang bạch bạch chung lại có ngân sắc ký hiệu chấp đồng hiện lên từ xa nhìn lại giống như một con ngân sắc phượng hoàng bình thường lòe lòe sáng lên làm mọi người không dám nhìn thẳng. Hàn lập thấy cảnh này thì trong lòng cũng nhảy dựng lên. tuy hắn biết vệ linh hỏa điều sau khi thôn vệ kim ô chân hỏa kia thì khẳng định là sẽ có tiến hóa nhưng việc biến thành bộ dáng kinh người như vậy thì cũng khiến trong lòng hắn cả kinh. hơn nữa lúc này hẳn là nó vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa xong kim ô chân hỏa. Phệ linh hỏa điều tự thân đã có linh tính nhất định nên căn bản không cần hàn lập thúc dục, hai cánh đột nhiên run lên. Ngân vũ phía mặt ngoài cánh lập tức kích bắn ra, từ xa xa nhìn lại giống vô số mũi tên bạc đồng thời rời nỏ bắn ra, chỉ chợt lóe lên thì đã chuẩn xác xuyên thủng mỗi một quả huyết sắc hỏa cầu. Thanh âm phanh phanh vang lên không dứt, mặt ngoài đám hỏa cầu này lập tức bị biến dạng rồi nứt toác ra và hóa thành vô số điểm huyết diễm tản ra. Nữ tử trong huyết quang kinh sợ dị thường nhưng vẫn chưa thực sự trở nên thất thố, huyết phiến cầm trong tay vứt lên không trung còn tay kia thì lại bấm quyết, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Linh quang chợt lóe lên rồi một đạo huyết sắc quang trụ từ đầu ngón tay bắn ra, sau khi lướt qua thì tiến vào trong huyết TP hiến không thấy bóng dáng. Trên huyết phiến ký hiệu quay cuồng một trận, sau đó lưu chuyển lướt đi, nhìn trông như một cái đồ án pháp trận cổ quái, biến hóa không chừng. Nhất thời từ bốn phía xa xa, huyết diễm chợt lóe lên rồi từ bốn địa phương bất đồng lại tựa hồ như muốn ngưng tụ lại cùng nhau. Bất quá lúc này, Ngân vũ sau khi xuyên thủ thì lại rào rạt bốc cháy rồi biến thành một viên đại ngân sắc hỏa đoàn to cỡ nắm tay. Ngân đoàn này run lên rồi phát ra tiếng xé gió nhắm huyết diễm đang rơi dụng kích tới. Kết quả phàm là huyết diễm bị ngân sắc hỏa đoàn đánh lên thì lập tức vô thanh vô tức lóe lên mà biến mất rồi nhanh chóng bị ngân sắc hỏa đoàn thôn vệ vào trong, bộ dáng một chút lực chống cự cũng không có. Trong phút chốc huyết diễm khắp bầu trời đã tiêu thất hơn phân nửa. Nữ tử trong huyết quang thấy tình hình này mặt cắt không còn giọt máu chương 1646, đánh chết lục phát. Dưới tình thế cấp bách, nữ tử này quát to một tiếng rồi há miệng phun ra một đạo sáng mở bắn về phía cây quạt nhưng đạo sáng còn chưa kịp tiến nhập vào mặt quạt thì trên mặt ngọc phiến huyết quang chợt lóe rồi bỗng nhiên phát ra một tiếng vỡ vụn giòn tan, sau đó cứ như vậy mà hóa thành một đống mảnh vụn tan đi trong hư không. Lúc này ngân diễm đối diện đã đem huyết diễm cắn nuốt không còn một mảnh. Thấy vậy nữ tử trong huyết quang nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ kinh sợ. Huyết phiến này không phải là bảo vật bình thường, huyết diễm nó thả ra kỳ thật là một loại âm hỏa ác độc dị thường, tồn tại bình thường chỉ cần dính phải một chút thì cho dù có bảo vật hộ thân thì cũng sẽ lập tức bị âm độc lực trực tiếp thấm nhập vào pháp thể rồi từ bên trong đó mà bắt đầu phát tác, cho nên căn bản khó lòng phòng bị được. Bình thường nàng thả ra loại huyết diễm này thì căn bản mọi việc đều thuận lợi nhưng thứ huyết diễm này còn chưa kịp tiếp cận với Hàn Lập thì đã bị đối phương thả ra hỏa diễm quỷ dị đem toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, thật sự khiến nàng hoảng sợ dị thương, đồng thời bởi vì bảo vật này có mối liên hệ tâm thần tương liên với nàng nên huyết quang ngoài thân rối loạn một trận, nhất thời không nhịn được mà phun ra một ngụm tiên huyết mà sắc mặt cũng tái nhợt đi ba phần. bất quá nàng cũng không dám lơi lỏng chút nào bởi vì hỏa điều màu bạc đối diện đã đem ngân vũ đầy trời thu lại sau đó hùng hổ bắn lại đây. cung trang nữ tử đưa tay gạt vết máu nơi khóe miệng, lông mày nhíu lại rồi đột nhiên đưa tay vỗ lên thân hình mảnh mai của mình. bịch một tiếng, một đoàn huyết quang nhất thời phi ra sau khi xoay quanh một vòng thì biến thành một cái huyết hồng hồ lô to cỡ bàn tay. Đây đúng là một kiến trí bảo khác của nàng, chỉ thấy trong miệng nàng lầm bầm sau đó miệng hồ lô nhất thời mở ra, bên trong huyết quang đại phóng. Phốc một tiếng, một đám huyết thủy tuôn ra sau đó hóa thành một cỗ huyết lãng ngập trời nhắm thẳng đến ngân điểm đối diện cuốn đến. Huyết lãng này tỏa ra mùi tanh gai mũi đồng thời bên trong còn có hắc khí nhẹ nhẹ ngầm ẩn bên trong đó, tất cả đều tản ra một khí thức băng hàn âm trầm dị thường. Phệ Linh Hỏa Điểu vừa thấy đám huyết lãng này thì lại có vài phần kiêng kỵ, thân hình không có trực tiếp xông tới huyết sắc cự lãng mà né sang một bên sau đó há mồm phun ra một đạo sáng màu trắng ngà. Ở giữa không trung bạch hà, huyết thủ va chạm vào nhau mà phát ra thanh âm xì xì quái dị, sau đó từng bộ phận huyết thủy một chút hóa thành hơi nước mờ mịt mà bay đi. Bạch hà này là do Kim Ô chân hỏa biến thành, bởi vì là vật thuần dương cho nên khi đối mặt huyết thủy có thuộc tính âm tà thì có sự khắc chế. Từ miệng ngân điểu bạch hà liên tục được phun ra mà từ trong huyết sắc hồ lô huyết thủy cũng được phun ra thao thao bất tuyệt là bạch hà đem toàn bộ huyết lãng cho bốc hơi sạch sẽ hay là huyết thủy sẽ đem toàn bộ bạch hà làm cho tiêu hao thì trong lúc nhất thời còn chưa thể biết được huyết hồ lô và ngân sắc hỏa điều bên nào có thể kiên trì lâu hơn hai bên nhất thời lâm vào thế rằng co bất quá hàn lập đảo mắt nhìn qua nữ tử không ngừng thúc giục huyết hồ lô sau đó lại lập tức quay nhìn dì tộc nhân tóc xanh cùng lão giả họ ngạn cuối cùng trong mắt hắn hàn quang chợt lóe lên rồi chĩa về phía dị tộc nhân tóc xanh. Tuy rằng ba người này đều có tu vi luyện hư đỉnh dai nhưng rõ ràng lão giả hạo ngạn có khí thức yếu nhất, huyết sắc cung trang nữ tử cao nhất mà người này có nằm giữa ba người. Chỉ cần có thể đánh chết người này thì thế ba người liên thủ lập tức bị phá. Trong lòng nghĩ như thế, lúc này hàn lập hít sâu một hơi, sau lưng đột nhiên có tiếng lôi minh, sau đê tô một đôi cánh trong xuất hiện lên đồng thời trên người kim quang chợt lóe từng miếng kim sắc lân giáp hiện lên hắn khẽ vẫy hai cánh một cái rồi thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng biến mất trong hư không đồng thời đóa thanh liên dưới chân hàn lập kia cũng hóa thành hơn trăm đạo thanh quanh kích bắn ra sau đó cũng chia làm lưỡng đạo kiếm quang nhằm hướng lão giả họ ngạn cùng cung trang nữ tử kia kích tới lão giả họ ngạn cùng nữ tử thấy đạo kiếm quang minh mông bắn đến kiếm chưa đến mà thanh âm kiếm khí phá không như xé vải đã vọng đến trên không trung khiến sắc mặt của hai người đều biến đổi thân hình lão giả họ ngạn đột nhiên quay tròn trên người có cái ngân bàn bay ra sau khi nhoáng lên một cái thì biến ảo thành hơn 10 cái, ngân quang trói mắt bay tới đương đầu với kiếm quang màu xanh. Trong huyết quang, cung trang nữ tử há mồm phun ra một chùm tơ máu, sau khi bắn ra thì hóa thành một cây tế châm nhỏ như sợi lông màu đỏ tươi ướt át. Thanh âm len keng đương đương liên tục vang lên, tế châm cùng vô số đạo kiếm quang va vào nhau, chỗ hai bên va chạm phát ra vô số đóa hoa lửa. Kể từ đó, nữ tử này và lão giả họ Ngạn đều lâm vào khổ chiến với thanh sắc kiếm quang mà không còn tâm trí chiếu cố đến mặt khác nữa. Dị tộc nhân tóc xanh vừa thấy Hàn Lập biến mất thì lập tức cảm giác không ổn, lúc này hắn quyết đoán, một tay bắt quyết, đầu vai run lên, hoàng mang đại phóng rồi một cây giáo màu vàng chợt hiện lên mà cơ hồ đồng thời trên đỉnh đầu hắn trời không mây mà đột nhiên có một tiếng sét đánh vang lên. Điện quang chấp động rồi một đạo nhân ảnh màu xanh hiện lên, tay áo nhân ảnh này khẽ phất một cái rồi thò ra một cái bàn tay trắng như ngọc. Trên đầu ngón tay ngũ sắc quang diễm tuôn ra, sau khi chợt lóe lên thì trong nháy mắt ngưng kết thành một cái ngũ sắc đại thủ quang mang minh mông rồi hung hằng vỗ xuống. Mà trong lúc nhất thời, phía xa xa tử hư thiên đỉnh đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên rồi từ trong có một chùm thanh ti bắn ra, nhưng sau khi bay ra khỏi nắp đỉnh thì lại lóe lên mà biến mất không thấy bóng dáng. Dị tộc nhân tóc xanh sớm đã cảnh giác vạn phần, Hàn Lập vừa xuất hiện đã bị thần niệm của hắn phát hiện. Khi vừa mới thấy ngũ sắc đại thủ vỗ xuống thì không chút do dự thúc dục chiến giáo màu vàng vừa mới tế ra cây giáo này run lên thì trên thân liền bộc phát ra hoàng mang chói mắt rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo hoàng hồng phóng lên cao, chỉ thấy lóe lên một cái rồi nhằm thẳng đại thủ chạm tới. Cây giáo này là một kiện dị bảo do dị tộc nhân tóc xanh tìm được trong một di tích thời thượng cổ, chẳng những sắc bén dị thường mà còn có uy năng chuyên môn phá pháp diệt công. Nếu đụng tới huyền công biến hóa bình thường thì một chạm như vậy hơn phân nửa liền lập tức kiến công, có thể phá vỡ được nhưng ngũ sắc đại thủ này chính là do hàn lập dùng ngũ sắc quang diễm ngưng kết mà thành huyền công bình thường sao mà có thể sánh bằng. Hoàng hồng vừa chạm lên thì chỉ làm cho hỏa diễm trên đại thủ nhoáng lên một cái, nó chỉ chạm được một chút vào lớp da thì liền bị ngăn lại không thể tiến thêm được nữa. Trong lúc này, trong mắt hàn lập tinh quang chợt lóe, trong lòng nhanh chóng thúc giục pháp quyết. Nhất thời thể tích ngũ sắc đại thủ bành trướng, năm ngón tay đột nhiên hợp lại đem chiếc giáo gắt gao giữ lại. Dị tộc nhân tóc xanh hít vào một luồng lương khí, pháp lực trong cơ thể vừa chuyển đã nghĩ muốn thi triển thần thông khác. Đúng lúc này, trong hư không phủ cận có sóng dao động rồi một chùm thanh ti quỷ dị hiện lên, chỉ chợt lóe lên thanh ti liền như thuấn dị đem dị tộc nhân tóc xanh trói lại. Dị tộc nhân tự nhiên chấn động, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, trong lòng mãnh liệt thúc dục pháp quyết, nhất thời một tầng hỏa diễm màu xanh biếc từ trên người hiện ra. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, mặc cho hỏa diễm màu xanh biết tăng vọt quay cuồng thì trên thanh ti nọ chỉ thấy linh quang chấp động không chừng mà không bị thiêu đốt chút nào. Trên không trung, Hàn Lạp thấy vậy thì khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, một tay vừa lật thì đột nhiên thanh âm vù vù phát ra rồi một cái tiểu đỉnh hiện lên. Hư thiên đỉnh ở phía xa hơn 10 trượng bỗng nhiên bị nhiếp lại đây. Tay kia của Hàn Lập vừa nhấc, một ngón tay búng ra. Đương một tiếng vang nhỏ từ trên đỉnh truyền ra, thanh ti nguyên bản đang bám trói trên người dị tộc nhân tóc xanh nhất thời hào quang đại phóng. Mỗi sợi thanh ti trợt phình to hơn lúc trước mấy lần đã làm cho dị tộc nhân không thể nhúc nhích mảy may. Theo sự tăng lên của pháp lực của Hàn Lập, uy lực của hư thiên đỉnh này cũng tăng lên nhiều so với trước kia, có thể nói là thần diệu hơn van phần. Mà đồng thời ngũ sắc đại thủ cũng ấp xuống, nhất thời một cỗ cự lực từ hư không xuất hiện áp lên thân thể dị tộc nhân tóc xanh khiến thân thể hắn phát ra thanh âm rát băng liên tục, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị ép đến tan xương nát thịt. Đây cũng là do gã dị tộc này có tu luyện một bộ công pháp đặc thù, thân thể cũng có chút mạnh mẽ, nếu là một gã tu sĩ bình thường khác thì thân hình sớm đã bị cự lực ép cho hỏng mất. Bất quá, như vậy thì trên mặt gã dị tộc nhân này cũng đỏ tươi như máu chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ ngưng tụ mà hạ dần xuống đỉnh đầu mình mà căn bản không thể tránh né mảy may. Sau một tiếng phanh, đầu của dị tộc nhân giống như quả dưa hấu bị đại thủ vỗ nát vụn, trên người hắn thanh quang tán loạn rồi thân hình lập tức không còn hơi thở xoay người ngã quỵ, nhắm thẳng mặt xuống đất mà rơi xuống nhưng tàn thi mới rơi được hơn một trượng thì có thanh âm muộn hưởng truyền ra rồi một đoàn lục hỏa bỗng nhiên từ trong thân thể bay ra, sau khi lóe lên thì bỗng nhiên biến mất ở xa xa. Ngay sau đó, ở một chỗ cách đó hơn 30 trượng, không gian đột nhiên dao động rồi lục hỏa hiện lên, bên trong mơ hồ có một nhân ảnh tồn tại nhưng không chờ cho nhân ảnh này làm phép thuấn di mà đi thì bỗng nhiên trước mắt thanh quang chợt lóe, một thanh phi kiếm dài vài thước quỷ dị hiện lên rồi chém xuống, động tác cực kỳ nhanh như chớp giật. Sau khi làm xong hết thảy, hắn xoay người chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía huyết sắc cung trang nữ tử cùng lão giả họ ngạn xa xa, trên mặt tràn ngập sát khí. Lão giả họ ngạn cùng nữ tử vừa bị một trận tấn công điên cuồng thì có chút luống cuống tay chân nhưng một màn hàn lập thoáng cái đã dễ dàng chém giết một gã cùng dai với bọn họ thì tự nhiên đều lọt vào trong mắt. Hai người trong lòng đều trầm xuống rồi không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh sợ trong mắt đối phương. Hàn lập hai mắt nhíu lại, tiểu đỉnh trong tay vừa động thì trên không trung xa xa bỗng nhiên có từng trận giống lớn chuyển đến, thanh âm vang lên ẩm ẩm không ngừng. Cả ba người thấy vậy thì đều ngẩn ra nhất tế nhìn ra hướng xa xa chỉ thấy phía xa xa, hắc thủy cùng hỏa vân nguyên bản đang va chạm cùng nhau thì giờ phút này đã chia ra làm hai nửa rõ ràng mà lại cùng hướng về phía bọn họ hùng hổ cuồn cuộn kéo đến. Bất quá hàn lập không nói gì, tiểu đỉnh trong tay nhoáng lên một cái rồi biến mất, tiếp theo hai tay bấm quyết nhằm hướng lão giả cùng cung trang nữ tử ngưng trọng điểm ra một chỉ. Ở phía nữ tử trong huyết quang, sau khi vang lên tiếng muộn hưởng thì bên ngoài thân hỏa diễm màu bạc linh quang lưu chuyển một trận rồi đột nhiên vỡ tung ra mà hóa thành vô số đóa ngân diễm tiêu tán trong hư không mà trên đỉnh đầu lão giả họ ngạn, vân đoàn đang đè xuống cùng với ngọn núi màu đen cũng nhoáng lên một cái rồi biến mất. chương 1647, đại địch truy tới. Ngay sau đó, trước người hàn lập hai luồng ngân sắc dị quang chợt lóe lên, hắc sắc tiểu sơn cùng ngân sắc hỏa điều thu nhỏ lại bị hắn thu vào trong tay áo bảo không thấy bóng dáng. Hơn trăm đạo kiếm quang màu xanh nguyên bản đang rằng co với lão giả họ ngạn cũng phát ra một tiếng thanh minh rồi bắn nhanh về phía sau bỏ chạy chỉ thấy trong hư không lấp lóe rồi đám phi kiếm này trong nháy mắt đã quay về chỗ hàn lập sau đê tô biến thành từng mảnh lớn nhỏ tiến nhập vào trong cơ thể hắn thậm chí ngay cả cái tiểu đỉnh màu xanh vàng kia sau khi mất đi chủ nhân mà vẫn ngơ ngẩn phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích cũng bị hắn một chảo nhiếp tới trong tay hàn lập sau khi đem bảo vật đầy trời thu sạch thì hai cánh sau lưng chớp lên một cái thân hình lập tức hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng bắn ra ngoài sau mấy cái chớp động nữa thì biến mất ở phía cuối chân trời vô ảnh vô tung xa xa chỉ còn lại lão giả họ ngạn và cung trang nữ tử trong huyết quang, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau khi thấy Hàn Lập dễ dàng đánh chết dị tộc nhân tóc xanh thì cực kỳ kiêng kỵ, không dám liều lĩnh truy đuổi nữa, bảo vật mặc dù quý nhưng cũng phải còn mạng thì mới xài được. Bất quá, lão giả cùng nữ tử rè chừng và sợ hãi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lại nhìn về phía Hắc Thủy cùng Hỏa Vân từ xa xa hùng hổ kéo đến thì biểu hiện hai bên lại hoàn toàn bất đồng. Nữ tử ở trong huyết quang thì vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đối với dị tượng xa xa coi như không thấy, còn lão giả họ ngạn thì sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên hướng lên pháp bảo bạch vân trên không trung cử động. Bảo vật này nhất thời run lên mà hóa thành một mảnh sáng mở đem thân hình hắn bao lấy rồi hướng về một phương hướng khác mà phá không bay đi. Độn tốc của hắn cực nhanh, tuy không thể so với hàn lập vận dụng lôi độn thuật nhưng cũng không kém hơn là mấy. Kể từ đó, nơi đây chỉ còn lại huyết sắc cung trang nữ tử nàng nhíu chặt mày nhìn chằm chằm về phía hỏa vân và hắc thủy phía xa xa đang phi như bay đến mà trầm ngâm không nói gì. Một lát sau, trên không trung hỏa vân và hắc thủy nổ ầm một tiếng rồi cơ hồ đồng thời cuồn cuộn kéo tới, khi đến trước mặt cung trang nữ tử bỗng nhiên ngừng lại. Nhà đầu huyết anh kia, chi tiên kia có phải là rơi vào tay ngươi? Hỏa vân sau khi quay cuồng một trận thì đột nhiên có một vật to hơn 10 trượng gì đó hiện ra, đúng là cái đầu cực lớn của cự thử kia. Ma thú này da thịt đỏ đậm như lửa, hai mắt nhắm nghiền, ở giữa ót có thêm một viên châu màu đen to cỡ nắm tay, phía trên có hào quang quỷ dị chấp động. Thiết bá phụ thật sự nói đùa, trên người cháu gái có chi tiên kia hay không thì ngài không phải liếc mắt một cái là có thể xem ra hay sao. Cháu nếu thực có linh vật này mà nói thì đã sớm trốn chạy, sao còn có thể ở lại nơi này chờ đợi bá phụ. Cung trang nữ tử thật cũng không sợ, chỉ cung kính trả lời. Hừ, nhà đầu ngươi cùng huyết tí lão nhân giống nhau, đều là người nhìn như trung hậu mà nội tâm giả dối, lão phu nếu không hỏi một câu thì có thể nào yên tâm mà rời đi. Nhưng nếu ngươi gạt ta thì hẳn là biết hậu quả là cái gì chứ? Một tiếng ngừ lạnh từ trong miệng cự thử truyền ra, nó lành lạnh nói. Xem ngữ khí của cự thử này thì xem ra nó đang bị thiết xí ma kia phụ thể. Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều, nên nhanh chóng đuổi theo chi tiên là quan trọng hơn, ngươi đã đáp ứng ta. Nếu ta giúp ngươi đoạt được thứ này thì người liền cho ta ly thủy châu kia. Ở một bên, hắc thủy kia cũng quay cuồng một trận rồi bên trong cũng có một cái đầu dữ tợn đen tuyền thò ra, cái đầu này có cái miệng rất rộng, bên trong thò ra toàn là răng nanh sắc bén. Ma ngạc, người bất quá vừa mới tiến lên thánh giai, ngay cả cảnh giới còn chưa kịp củng cố, lúc nói chuyện tốt nhất nên khách khí một chút, nếu không cho đây chỉ là một cái hóa thân của ta thì cũng đủ đem ngươi một lần nữa đánh cho hiện nguyên hình. Cự thử lại dùng thanh âm lành lạnh hướng về quái vật mới hiện ra hét lên. Hắc hắc, có phải vậy không? ta thật sự muốn thử xem ngươi hiện có thần thông lớn như vậy không? Ma ngạc kia trong mắt hung quang chợt lóe, cương quyết bất tuân trả lời. Cự thử vừa nghe vậy thì sắc mặt âm trầm, trên trán khỏa châu màu xám kia chợt lóe lên, hỏa vân phụ cận một chút rào rà tăng vọt lên. Đối diện, ma ngạc há to miệng, hắc thủy bốn phía lập tức trào lên mãnh liệt minh mông, hai người tựa hồ một lời không hợp là muốn vung tay động thủ. Quên đi, xem ngươi năm đó cũng là đi theo chủ nhân, ta sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly nữa, chỉ cần ngươi có thể lấy được chi tiên kia thì tự nhiên sẽ đem ly thủy châu đưa cho ngươi ngươi không phải không tin lão phu nói như vậy đó chứ cự thử sau khi co rúm gương mặt lại vài cái thì tựa hồ đối với ma ngạc có sự kiêng kỹ nhất định cứ như vậy mạnh mẽ áp chế sự tức giận xuống rồi lành lạnh nói mặc kệ nói như thế nào chúng ta đều là tồn tại thánh giai trong thánh tộc xem ra cũng sẽ không nuốt lời chúng ta truy đuổi đi thôi bất quá nếu chi tiên kia không có ở trên người nha đầu này thì nó đang ở đâu Tốt nhất là hỏi nha đầu kia đi." Trong miệng Ma Ngạc phát ra một trận cười quái dị rồi nói, "Hỏi nàng, tuy rằng trên người nàng đích xác không có chi tiên nhưng ngươi cho rằng nàng cùng lão huyết tí kia hy vọng vật kia sẽ lạc vào tay lão phu sao? Dù sao cũng chỉ có hai người mà thôi, ta và ngươi tách ra hành động, mỗi người truy đuổi một gã là được. Như vậy tuyệt đối sẽ không để cho cá lọt lưới." Cự thử hờ hững nói, "Hảo, cứ như thế mà làm đi, ta đi trước truy theo người bên kia." nếu ta chiếm được chi tiên thì sẽ tới nơi đây cùng ngươi trao đổi ly thủy châu. Ma ngạc cười ha ha một tiếng cuồng thiếu rồi đầu lại lập tức rút vào trong hắc thủy. Sau đó có tiếng vang ầm ầm tái khởi, hắc thủy đầy trời cuốn đi, hướng về phía lão giả họ ngạn chạy trốn mà đuổi theo. Trong hỏa vân, cự thử đồng dạng không nói gì, hỏa vân phụ cận thu lại rồi hướng về phía khác cuồn cuộn kéo đi. Xem phương hướng thì đúng đuổi theo hàn lập, trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại huyết sắc cung trang nữ tử thần sắc âm tình bất định. Nàng sau khi thấy hỏa vân cùng hắc thủy biến mất ở cuối chân trời thì bỗng nhiên cười khổ một tiếng mà thì thảo nói. Thật sự không nghĩ tới, ma ngạc này lại cũng có thể tiến lên thánh giai, như thế mà nói, việc này thật sự cần nhanh chóng bẩm báo với phụ thân. Về phần chi tiên kia, chỉ hy vọng gã họ hàn kia có thể mang theo linh vật này chạy thoát. Sau khi nói xong câu này thì nàng cùng huyết quang hóa thành một đạo huyết hồng chợt lóe lên mà bay vút đi. Ở cách đó mấy nghìn dặm, hàn lập ở trong tiếng sấm hóa thành hồ quang bắn ra mà bỏ chạy ở phía sau khoảng hơn trăm dặm nửa bầu trời bị nhiễm hồng do một phiến hỏa vân hướng về phía hắn mà truy sát đến hàn lập thở dài một hơi hiện tại hắn không còn nhiều ích tà thần lôi nên không thể sử dụng phong lôi xí được bao lâu nữa bất quá xem thanh thế người đuổi theo phía sau thì rõ ràng là người có đại lai lịch chỉ sợ không giải quyết người này thì không thể dễ dàng thoát thân bất quá ngay cả như thế hắn vẫn không có lập tức dừng lại mà tính toán đen truy binh mặt sau dẫn dụ đi ra xa một ít nữa nếu có phải hành động thì đỡ gặp cảnh bị những người đó liên thủ vây công. Cứ như vậy, Hàn Lập ở trong điện quang thiểm động một hơi chạy ra hơn 10 000 dặm lúc này hắn đang ở trên một ngọn núi cao. Hắn cảm thấy khoảng cách này không sai biệt lắm thì đuôi lông mày nhíu lại, trên người hồ quang chờ tắt rồi hiện ra thân hình đứng ở chỗ cũ. Hàn Lập quay đầu nhìn về phía hồng quang trói lọi phía chân trời mà hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên như con quay tròn vừa chuyển, vô số đạo thanh quang từ trên người bắn ra, sau khi lóe lên thì bỗng nhiên biến mát ở trong hư không bốn phía ẩn nấp không thấy. Hàn lập biết người phía sau không phải là tồn tại bình thường nên không chút do so dự bày ra xuân lệ kiếm trận. Có kiếm trận này mà nói, chỉ cần người tới không phải là hợp thể đỉnh dai thì cũng đủ để diệt sát cường địch. Hàn lập bên này bày bố xong kiếm trận chưa lâu thì mặt sau trên không trung đã có tiếng gầm rú truyền tới. Hỏa vân phô thiên cái địa, bên trong hỏa diễm đỏ đậm như ẩn như hiện, giống như hỏa thần sắp xuất thế đem chi tiên đưa cho ta thì ta tha cho ngươi một mạng trong hỏa vân truyền ra thanh âm ong ong kinh người giống như tiếng sấm sau đó từ trong hỏa vân hỏa diễm đỏ đậm toát ra rồi một vật giống như một quả núi nhỏ hiện lên hàn lập cẩn thận đào qua thì thần sắc không khỏi ngẩn ra quái vật kia toàn thân đỏ đậm thân hình giống như một con cóc vô cùng lớn nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh đen như mực thật lớn mặt ngoài cánh có hắc khí quay cuồng tựa hồ như không phải là thực thể hơn nữa trong hắc khí mơ hồ có một đoàn ký hiệu đạm kim sắc chấp động làm cho người xem cảm thấy cực kỳ thần bí. Cái đầu cửa thử lớn như một tòa lầu các, hai cặp mắt vĩ đại nhắm chặt mà ở chỗ ót có một viên trơ màu đen, phía trên hôi quang quỷ dị chấp động giống như linh tính 10 phần. Hàn lập thấy bộ dáng quỷ dị của quái vật trên không trung thì hai mắt hiếp lại nhưng vẫn thản nhiên trả lời. Chi tiên đích xác là ở trong tay ta, các hạ muốn cũng được nhưng đem ma hạch của ngươi đến đổi đi. Ha ha, tiểu tử ngươi thế nào dám nói lời này, mấy vạn năm qua lão phu còn chưa nghe có ai dám nói qua. Thật là làm cho lão phu nực cười, trong chốc lát ta nhất định đem nguyên thần của ngươi thôn vệ vào trong bụng, hảo hảo thưởng thức một phen. Cự thử vừa nghe Hàn Lập nói như vậy thì giống như nghe được lời buồn cười nhất trên thế gian, lúc này lại cười lên như điên. Nhưng tiếng cười còn chưa dừng lại thì trong miệng cự thử đột nhiên có ánh hồng quang chấp động lóe lên rồi một đạo xích ảnh bắn ra, nó chỉ lóe lên một cái thì liền giống như thuấn di xuất hiện ở trước người Hàn Lập đồng thời hướng vào trong ngực hắn đâm vào. Nếu là tu luyện giả bình thường thì gặp một kích xuất kỳ bất ý như vậy thì chỉ sợ là căn bản không kịp phản ứng liền bị xích ảnh xuyên thủng thân hình. Nhưng Hàn Lập đâu phải là tồn tại bình thường, kinh nghiệm đối địch của hắn phong phú dị thường mà trong mắt lại âm thầm có lam mang chấp động. Lúc này hắn đã sớm phát động linh mục thần thông, cho nên tốc độ của xích ảnh cơ hồ căn bản không thể dùng mắt thường bắt kịp thì hắn có thể nhìn thấy rõ ràng xích ảnh kia rõ ràng là một cái lưới dài chân bóng to cỡ một cái cổ tay từ trong miệng cự thử phun ra bốp thanh âm muộn hưởng vang lên xích ảnh chấn động bắn ngược lại còn trước người hàn lập bỗng nhiên có thêm một tòa hát sắc tiểu sơn giống như tấm chắn trôi nổi ở nơi đó ngay cả đầu lưới cự thử có hàm chứa cự lực nhưng làm sao mà có thể lay động được nguyên từ thần sơn cự thử vừa dùng đầu lưới đánh lén không có hiệu quả thì hơi có chút bất ngờ nhưng lập tức lại cười lạnh một tiếng hai cánh màu đen sau lưng hơi run lên Nhất thời Hỏa Vân trong không trung như bị lực lượng thần bí gì lôi kéo mà sôi nổi quay cuồng hướng về phía ma thú thật lớn tuôn đến, mà thân hình cự thử giống như một cái hắc động không đáy, Hỏa Vân phô thiên cái địa dũng mãnh tiến vào thân hình nó mà bộ dáng lại vẫn như không có việc gì. Bất quá, Hàn Lập thấy dị tượng này thì sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng như vậy. Chương 1648, Nguyên khí tái hiện. Hỏa Vân và xích diễm đầy trời liền biến mất. Bầu trời trở nên rõ ràng hơn đồng thời lộ ra một con cự thú toàn thân đỏ đậm, thân hình bán trong suốt phát ra hỏa mang chói mắt. Nhìn lên trời nó trông giống như một vầng mặt trời đỏ rực chói gắt lơ lửng trên không trung bất động, nhiệt độ cao cực nóng thậm chí trong phạm vi vài dặm tất cả đều phảng phất như bị thiêu trong lò lửa. Thân ở chính phía dưới, Hàn Lập càng chịu độ nóng cao nghe thấy đã đủ sợ hãi, không khí phát ra thanh âm vù vù mơ hồ mông lung. Tu sĩ trung giai bình thường mà gặp loại độ nóng lúc này thì có lẽ thân thể có thể bị nhiệt lực nấu chín trực tiếp bị hỏa diễm hừng ngực thiêu đốt mà hóa thành một đám cho tàn, ngay cả nguyên thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá hàn lập thân ở trong không khí nhiệt độ cao mà chỉ là khẽ cao mày rồi đột nhiên vỗ vào thiên linh cái chính mình một cái. Phốc một tiếng, một tầng hỏa diễm màu bạc lập tức từ trên đỉnh đầu bay vọt lên đem cả thân hình hắn hoàn toàn bao bọc bên trong đó. Nhiệt lực cực nóng bốn phía phảng phất như bị một lực hấp dẫn to lớn mà hướng về phía ngân diễm bay vào tới không khí trong phương viên hơn 10 trượng quanh Hàn Lập đều trở nên mát lạnh dị thường. Hàn Lập hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên không trung, mắt cũng không chấp cái nào, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng đang tự nhủ, hỏa thuộc tính linh lực bản thân có đặc tính trừ tà diệt ma nhất định cho nên việc ma thú này lại có loại thần thông này cũng thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa còn cao dai ma thú này đem hỏa linh lực điều khiển đến trình độ kinh người như thế thì bằng vào điểm thần thông ấy có muốn đánh chết hắn cũng không dễ. Tuy nhiên trong lòng Hàn Lập vừa cười lạnh một tiếng rồi đột nhiên hai tay trả sát, sau đó chia ra. ầm ầm long một loạt tiếng nổ lớn vang lên rồi một tầng hồ quang màu vàng bỗng nhiên hiện lên, sau khi xoay quay quanh thân thể vài vòng thì dần dần thua to hơn và hướng ra bốn phía cuồng trướng lên. Trong lôi quang kinh người một cái lưới điện hình tròn to lớn thành hình đem thân thể hắn bao lấy đồng thời trong lúc đó, hai bàn tay Hàn Lập khẽ hướng lên trên vẫy một cái, mười cái phù văn quỷ dị lấp lóe kim quang từ trong tay bay ra rồi dồn dập chìm vào trong hồ quang bốn phía không thấy bóng dáng một màn kinh người xuất hiện kim hồ sau khi được phù văn nhập vào bên trong thì trong nháy mắt tắc tắc vỡ vụn rồi đoàn đoàn kim quang bạo liệt ra sau đó lóe lên và giao hòa với nhau trong nháy mắt công phu một cái quầng sáng đường kính mấy trượng màu vàng hiện lên thân ở trong quầng sáng thân hình hàn lập trở nên mơ hồ không rõ nhưng thanh âm đọc chú ngữ thì vẫn không ngừng truyền ra quầng sáng chuyển động phù văn quay cuồng không ngừng, tiếng vù vù truyền ra cũng dần dần trở nên chói tai. Đột nhiên một tiếng sét đánh vang lên, Hàn Lập một tay bấm quyết mà dần hiển lộ ra thân hình. Một tay kia của hắn, năm đầu ngón tay hướng về phía trước, trên tay có thêm một viên cầu ánh vàng rực rỡ trôi nổi lơ lửng phía trên lòng bàn tay gần một thước. Thoạt nhìn viên cầu này bên ngoài lồi lõm, quang mang ảm đạm phảng phất như là một vật bình thường. Ích tà thần lôi, tế lôi thuật viên cầu do ích tà thần lôi biến thành vừa hiện ra trên không trung thì đã bị cự thư kinh hãi mà nhận ra hàn lập thấp giọng cười nâng kim cầu trên năm đầu ngón tay viên cầu run lên rồi quay tròn chuyển động trong lòng bàn tay tựa hồ như lập tức chuẩn bị sử dụng cự thừa nguyên bản đang hao tổn khí lực chuẩn bị bí thuật cực kỳ lợi hại vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến không kịp làm ra sự tình khác cơ hồ không cần suy nghĩ thân hình trở động nhất thời hóa thành một đám hỏa trụ hung hung bay cuộn xuống hàn lập thấy việc này thì khóe miệng khẽ run rẩy kim cầu trong tay nhảy dựng lên rồi lập tức lóe lên mà biến mất không thấy bóng dáng. Bản thân thân hình hắn thì bỗng nhiên lưu ui về phía sau một bước. Phía sau nguyên bản nhìn như trống không đột nhiên thanh quang đại phóng rồi vô số đóa thanh liên hiện lên. Hàn lập nhìn như tùy ý đi một bước trong nháy mắt biến mất trong thanh liên không thấy bóng dáng. Hỏa trụ ầm ầm va chạm vào thanh liên nhưng đầy trời hoa sen lại phảng phất như giấy lập tức hóa thành vô số điểm thanh quang tán loạn ra. Tuy nhiên hỏa diễm đỏ đậm vừa đụng vào thanh quang thì lại một đi không trở lại chợt lóe lên rồi biến mất. Hỏa trụ nhất thời nổ tung hóa thành một vùng biển lửa, trong đó hồng quang chợt lóe lên rồi thân hình khổng lồ của cự thư hiện ra, lúc này bộ dáng của nó vẫn hai mắt nhắm nghiền nhưng mà nó cảm nhận được phía trước có nhiều điểm thanh quang như vậy thì trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Bất quá sau một khắc, trong hư không bốn phía đột nhiên truyền ra thanh âm của Hàn Lập, đã rơi xuống thì cũng đừng nghĩ đến việc ly khai nữa. Hảo hảo nhấm nháp một chút xuân lê kiếm trận của ta đi vừa dứt lời trong phương viên hơn trăm trường xung quanh hắn trong hư không đột nhiên xuất hiện linh quang chớp động rồi một tầng quang mạc màu xanh hiện lên đem tất cả biển lửa này bao bọc bên trong cự thư vừa thấy cảnh này thì nhất thời há miệng giống to một tiếng rồi phun ra một cột sáng màu đỏ phốc suy một tiếng cột sáng sau khi kích lên quang mạc màu xanh thì dễ dàng xuyên thủng mà qua nhưng sau đó một chút lại chìm nhìm vào trong đó lại không thấy tung tích đâu nữa Cự thử thấy việc này thì hai đầu lông mày trao lại rồi trên hạt trâu giữa trán có một quầng sáng mở lưu chuyển rồi một cái chân trước vừa nhấc hướng về phía xa xa vỗ mạnh. ầm ầm một trận nổ vang lên, một phiến quang hàm màu đỏ từ chân trước nó cuốn ra sau đó ngưng tụ lại mà biến thành một cái xích hồng sắc cự chảo nhằm về hướng quang mặc phía trước hung hăng đập xuống. Chảo này cũng không hoàn toàn giống như các loại chảo mang do huyền công biến hóa thành. trảo chưa đến mà tiếng xé không đã vang lên ong ong rồi mấy đạo hồng mang dài gần một thước chợt lóe lên từ cự chảo thoát ra. Bịch, một tiếng, cự chảo đỏ đậm đã đem mảng lớn quang mạc màu xanh một chảo phá vỡ nhưng quang mạc sau khi bị chọc thủng thì để lộ ra bên trong một vùng không gian sâu tối đen, phảng phất như sâu không lường được. Cự chảo màu đỏ đậm không chút do so dự lại vung lên, mấy đạo chảo mang lập tức lóe lên rồi chém tới. Thanh quang đại phóng, phía trước nguyên bản là một vùng hư không thì lại đột nhiên hiện ra vô số đóa thanh liên, thanh liên chi chít, chỉ mấy cái chấp động thì đã phân bố tràn đầy cả khoảng hư không. Không mang chảm vào trong đó thì nhất thời bị bao vây ở bên trong. Cự thư vừa thấy cảnh này thì trên mặt cả kinh, trong lòng lập tức thúc giục pháp quyết. Nhất thời thể tích của cự chảo đỏ đậm kia liền cuồng trướng tăng lên gấp mấy lần rồi phát ra thanh âm vù vù rồi lại không ngờ nổ tung ra. Một vòng sáng đỏ rực rỡ trói mắt hiện ra đồng thời phát ra tiếng nổ như sấm cuồng tán ra, trong nháy mắt công phu đã biến thành hơn 10 trường. Thanh liên phụ cận vừa tiếp xúc với quầng sáng này thì không ngờ lại dồn dập hóa thành một cỗ khói xanh biến mất vô tung vô ảnh cự tàu đỏ ửng này thật bá đạo, sau khi cũng quay tròn khẽ chuyển lại hướng về phía trước bay đi, bộ dáng muốn mang toàn bộ thanh liên giết chết hết nhưng vào lúc này, trên bầu trời ngân diễm chợt lóe lên rồi một con hỏa điều màu bạc dài gần một thước xuất hiện, hai cánh vừa mở ra đã lóe lên chui đầu vào phía trong hồng quang. Cự tàu đỏ ửng toàn thân run lên, rồi một trận âm thanh quái dị đùng đoàng liên tiếp tiếng từ trung tâm truyền ra sau đó vầng sáng lấy tốc độ kinh người mà thu nhỏ lại. Một lát công phu sau, phần sáng đã thu nhỏ lại chỉ còn vài thước mà hồng quang cuối cùng cũng tản ra để lộ ra bên trong con hỏa điểu màu bạc kia hỏa điểu này đem số hồng quang còn sót lại hút vào bụng sau đó đắc ý dương cổ thanh minh một tiếng rồi lập tức phanh một tiếng mà hóa thành vô số điểm ngân diễm mà biến mất không thấy bóng dáng phía dưới cự thử thấy việc này thì nét mặt hiện ra thần sắc giận dữ trong miệng gầm nhẹ một tiếng rồi bỗng nhiên hai cái cánh tối đen như mực sau lưng đột nhiên chớp một cái Nhất thời một cơn ma phong màu đen từ hư không trống giống hiện lên, nó vây quanh ma thú này xoay tròn mà bành trướng lên. Chỉ sau mấy cái chấp động đã hóa thành một cơn lốc cuồng bạo dị thường. Trong lúc đó, từ trong miệng nó cũng phun ra thêm hỏa diễm cuồn cuộn. Gió mượn thế lửa, hỏa mượn sức gió, hai cái kết hợp lại không ngờ lại tạo thành cảnh không thể tin nổi. Lúc này ma phong hỏa diễm biến thành một cỗ phong hỏa đỏ thấm phóng lên cao. Không chỉ có thế, trong miệng cự thử tiếng chú ngữ vừa đức thì bỗng nhiên vù một cái, một đám mưa phi kiếm phun tới. Phi kiếm này chỉ nhoáng lên một cái đã hóa thành vô số kiếm quang dồn dập chìm vào trong lốc xoáy. Nhất thời trong lốc xoáy có thanh âm sắc nhọn nổi lên đồng thời bên ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số đạo tử mang lấy tốc độ kinh người bay đi. Tựa hồ mỗi một giây mỗi phút trôi qua, phong hỏa chi trụ đều to thêm một vòng. Thanh thế cực kỳ kinh người, bất quá đúng lúc này, Hàn Lập bên kia cũng đang tạo ra một cảnh tượng khác. Chỉ thấy hắn đang giơ tay bắt quyết thúc dục cả tòa Xuân Lê kiếm trận. Bên ngoài kiếm trận lúc này có vô số ngũ sắc quang điểm đang tập hợp mà đến, chi chít liều mạng hướng về phía quang mạc màu xanh tuôn vào. Trên bầu trời phụ cận, thiên địa nguyên khí biến thành ngũ sắc ánh sáng càng lúc càng nhiều, bao phủ cả bầu trời, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối cùng. Chẳng biết khi nào Hàn Lập đã đem thiên địa nguyên khí phụ cận tận lực triệu tập tới, vào lúc này trong mắt hắn Hàn mang chợt lóe lên rồi đột nhiên thúc giục kiếm trận. Trong trận, một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy trên trời cao, trong quang mạc hơi có chút mơ hồ rồi bỗng nhiên thỏ ra một cái dây mây. Lúc vật ấy vừa mới xuất hiện kích thước bất quá chỉ có vài tấc nhưng một lát công phu sau đã cuồng trướng lên đến hơn một trượng hơn nữa còn nhanh chóng sinh sôi, nảy nở, nở hoa kết quả, ngưng kết ra một cái tiểu hồ lô màu xanh biếc. Đúng lúc này, trên quang mạc bốn phía xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển rồi huyễn hóa ra vô số đóa thanh liên. Số thanh liên này đồng loạt nở ra rồi run lên mà phun ra từng đạo kiếm ảnh dài gần một trượng, kiếm ảnh chợt lóe lên rồi dồn dập bay vào trong hồ lô. Bên ngoài hồ lô bỗng nhiên hiện lên một vết kiếm màu xanh vô cùng mờ nhạt nhưng lập tức đại lượng ngũ sắc quang hà từ trong quang mặc hiện lên rồi men dọc theo dọc sợi dây mây dồn dập rót vào trong hồ lô. Vết kiếm trở nên rõ ràng dị thường và có ngũ sắc quang mang chấp động lên không ngừng. Cái này không ngờ lại đúng là sát thủ đồng, nguyên khí chi kiếm của Xuân Lê kiếm trận. Loại đại thần thông này phải cần đại lượng thiên địa nguyên khí cung cấp thì mới có thể miễn cưỡng thi triển ra được cho nên ngay từ đầu hắn vẫn chưa thúc giục sở trường huyễn thuật của Xuân Lê kiếm trận mà một lòng dùng thần niệm điều động thiên địa nguyên khí phụ cận vì chính mình sử dụng. Nguyên bản hắn đã sớm làm từ đầu vì sợ bị đối phương cướp lấy quyền điều khiển thiên địa nguyên khí nhưng lại không nghĩ rằng đối phương chỉ chuyên tâm thi triển thần thông của hắn mà không thèm ra tay việc này. Kể từ đó, nguyên khí chi kiếm thuận lợi ngưng kết mà thành đồng thời cũng vẫn đang không ngừng hấp thụ thiên địa nguyên khí bên ngoài khiến cho uy năng càng lúc càng gia tăng. Cự thư cũng cảm ứng được thiên địa nguyên khí ngoài kiếm trận cực kỳ nồng hậu đồng thời cũng thấy một màn quỷ dị phát sinh trên không trung nên trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Bất quá nó mượn cơ hội tốt này cũng đem bí thuật chuẩn bị xong cho nên quát khẽ một tiếng rồi cũng hướng lên trời cao ngưng trọng nhìn lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trên cao truyền đến thanh âm nhàn nhạt của hàn lập trảm. Hồ lô đột nhiên đảo ngược, trong miệng xuất hiện quang mang lưu chuyển một trận rồi lóe lên mà phun ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này dài gần một thước, phía trên có ngũ sắc linh quang chấp động không chừng. chương 1649 Tam Ma, ngũ sắc quang kiếm vừa động đã lao xuống, cự thư thầm kêu một tiếng bất hảo, thân trong hắc hồng phong hỏa trụ anh một tiếng mà nhằm trên không trung cuốn đi. Không gian nơi nào phong hỏa chi lực đi qua đều bị bóp méo vặn vẹo, âm thanh vù vù vang lớn dường như cả hư không cũng bị xé rách. Chỉ chợt lóe lên nó đã đem ngũ sắc quang kiếm quấn vào trong đó. Tử mang chợt hiện rồi bên trong truyền ra tiếng nổ vang kinh người, cả kiếm trận biến thành quầng sáng đều kịch liệt run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể vỡ vụn ra. Cự thư thần sắc buông lỏng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nó nghĩ, chiêu này của nó hơ mồ đã phát huy ra toàn bộ tiềm lực của phụ thân cự thư, đồng thời cũng đã mượn đến uy năng của viên linh châu trên trán mà thi triển một loại đại thần thông dung hợp lại cho nên tuyệt đối không phải kiếm trận này có thể ngăn được. Cho dù là bản thể của nó đối mặt với chiêu này cũng phải tạm lánh đi. Bất quá, vẻ tươi cười của cự thử vừa lộ ra thì trong phong hỏa chi lực bỗng nhiên truyền ra một tiếng rồng ngâm tiếp theo hắc trụ đột nhiên quỷ dị chia ra để lộ ra ánh ngũ sắc linh quang chấp động bên trong là một thanh cự kiếm dài hơn một trường quang hoa chợt lóe cự kiếm run lên mà phát ra thanh âm vù vù tại phụ cân phong hỏa chi lực giống như gặp phải lực lượng bất khả tư nghị phản kích lại nên phát ra âm thanh quái dị vang ra từ phía đồng thời để cự kiếm hoàn toàn hiển lộ ra ngũ sắc cự kiếm vào lúc này đang quay tròn và nhắm ngay vào cự thâu nhẹ nhàng chạm tới Nhát chém này vô thanh vô tức, nhìn như không có mấy uy lực nhưng viên châu màu xám trên trán cự thử lại bịch một tiếng rồi đột nhiên vỡ vụn ra. Không có khả năng, cự thử bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, hai mắt đang nhắm chặt liền lập tức mở ra. Con mắt đỏ tươi như máu, ẩn hiện như có máu chảy ra nhưng ngay sau đó, thân hình to lớn của ma thú này không hề có chút dấu hiệu nào đột nhiên phân thành hai. Một cỗ hỏa diễm đỏ đậm từ trong thân thể bị chia lìa mà tuôn ra rồi hóa thành một biển lửa đỏ đậm mà tàn thi của cự thử thì giống như trong nháy mắt bị phong hóa, ở trong hỏa diễm hóa thành hai luồng khói xám trắng rồi biến mất trong thiên địa vô ảnh vô tung. Cự thử bị phụ thân này dưới uy năng của nguyên khí chi kiếm lại vô pháp ngăn trở nổi một chạm, nguyên thần cũng không thể chạy ra được. Trên không, thanh quang chợt lóe rồi thân hình Hàn Lập hiện lên trong kiếm chân, hắn đưa mắt nhìn về biển lửa đang rào ra thiêu đốt phía dưới khẽ thở dài một hơi. Mượn thiên địa chi lực quả nhiên không phải là bí thuật bình thường có thể sánh bằng. Lúc trước đối mặt với ma viên kia, nếu không phải thân ở trong thông đạo ma khí nên không thể tụ tập đủ thiên địa nguyên khí. Bằng không dùng nguyên khí chi kiếm này hẳn là cũng có thể đủ chém giết ma viên này không cần vận dụng đến huyền thiên chi bảo làm cho pháp tướng lỗ lã quá mức. Hàn lập nói xong mấy câu thì trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối nhưng trong mắt lam mang chợt lóe lên rồi hướng xuống biển lửa cẩn thận nhìn một cái, đột nhiên đuôi lông mày nhướng lên, giơ tay đánh ra một chảo siêu một tiếng, từ trong biển lửa bay vụt ra một vật, sau mấy cái chớp động đã bị hàn lập nhiếp tới trong tay. Đây là một cái túi màu lam nhạt, mặt ngoài minh ẩn nhiều loại phù văn bất đồng, ánh sáng lè lè, tựa hồ không phải là phàm vật. Túi chữ vật, trên mặt hàn lập hiện ra một tia ngạc nhiên, bộ dáng có chút không quá khẳng định. Hắn hơi trầm ngâm rồi bàn tay cầm túi đột nhiên trở nên đen như mực, đồng thời phiến phiến ánh sáng màu xám từ trong lòng bàn tay phun ra đem cái túi to bao vây nghiêm mật, tiếp theo lại giơ tay lên bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh, pháp quyết chợt lóe lên rồi biến mất vào trong túi. Cái túi to màu xanh nhất thời hoảng loạn một trận, trong miệng túi linh quang chợt lóe rồi từ từ mở ra. Phốc suy một tiếng, một đoàn lam quang từ bên trong kích bắn ra, sau khi chợt lóe lên bộ dáng sẽ phá không bay đi nhưng Hàn Lập sớm đã có phòng bị, sao có thể để cho nó độn đi mất. Hắn hử lạnh một tiếng, hôi sắc quang hà đột nhiên bành trướng ra rồi vòng lại phía sau, nhanh chóng đem lam sắc quang đoàn kia vây vào trong đó hôi sắc và lam mang đan vào nhau khiến cho nó nhất thời hiện nguyên hình. Đây là một viên châu trong suốt, lam quang mênh mông, to cỡ ngón tay cái, mặt ngoài có quang mang kỳ lạ lưu chuyển, trông giống như ngọc lưu ly. Đây là, hàn lập dùng thần niệm hướng lên trên mặt đảo qua, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Nội đan, không đúng nhưng hình như cũng không phải là pháp khí. Hàn lập vươn tay đem viên châu hút lại, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lại đưa lên tới trước mắt nhìn kỹ một lần nhưng nhất thời không thể xác định được lai lịch của nó. Quên đi, sau này nghiên cứu kỹ thêm một chút, hiện tại nên mau ly khai khỏi nơi đây đã. Hàn lập sau khi hơi cân nhắc một chút thì một tay liền lật lấy ra một cái hộp ngọc, đem hạt châu bỏ vào trong đó. Sau đó hắn nhìn hỏa diễm đỏ đậm phía dưới, thần sắc vừa động. Cũng không thấy hắn có hành động dị thường gì mà quầng sáng màu xanh trên không trung bỗng nhiên ngân quang chợt lóe rồi phệ linh hỏa điều bay vọt ra, nhưng đầu chui vào trong biển lửa. Hỏa diễm rào rạt trong nháy mắt công phu đã bị phệ linh hỏa điều thôn phệ biến mất theo sau nó kêu lên một tiếng vui mừng, hai cánh mở dây bay về phía Hàn Lập rồi lại tiến vào trong thân mình biến mất. Mà Hàn Lập hai tay bắt quyết, quần sáng màu lam nhạt chờ tắt rồi thanh liên đầy trời hiện ra. Đám thanh liên đó hơi chuyển liền một lần nữa hóa thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh. Hàn Lập thân hình vừa động đã hóa thành một đạo kinh hồng màu xanh, bay múa một trận trên không trung. Chúng phi kiếm nhất thời bị thu vào, theo sau độn quang không chút dừng lại, trực tiếp nhằm phía chân trời bay đi, chỉ sau mấy cái chấp động đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay lúc Hàn Lập đánh chết cự thư thì đồng thời ở một nơi sâu trong ma kim sơn mạch, trong một tòa cung điện hùng vĩ, một gã thanh bào nam tử đang cùng hai người khác sóng vai đứng cùng một chỗ, ngóng nhìn về một cái hắc ô đại môn cách đó không xa, trên mặt đột nhiên biến sắc, thần sắc trở nên khó coi dị thường. Như thế nào, thiết huynh có chuyện gì sao? Bên cạnh một gã huyết bào nhân, vừa thấy vẻ khác thường của nam tử thì liền hỏi một câu không có gì, một cái phụ thân của ta vừa bị hủy. Thanh bào nam tử cũng không có ý giấu giếm, chậm rãi nói. Ký phụ hóa thân, thiết huynh dùng ma cốt châu kia luyện chế tạo hóa thân sao? Một lão già khác cả người ngân sắc lóng lánh, khuôn mặt nho nhã trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ hỏi. Hắc hắc, đa nhãn huynh đối với thần thông của thiết mỗ thật sự hiểu biết thật nhiều a. À. Thanh bào nam tử tựa hồ xem lão già không thuận mắt, cười hắc hắc nói. Ma cốt châu hóa thân nếu ký phụ vào một gã thủ hạ thích hợp mà nói thì hẳn là có thể phát huy được hai ba thành thông của bản thể. Lấy loại thực lực này, trong ma kim sơn mạch ngoại trừ ba người chúng ta ra thì không có người nào có thể hủy diệt cái hóa thân này. Ngân bào lão giả lại không thèm để ý tiếp tục nói. Cái này cũng không nhất định, đa nhãn ma huynh trả lẽ đã quên, năm đó trừ bỏ chúng ta mấy người đi theo thánh tổ vào linh giới ra thì còn một gã cùng dai với chúng ta sao? Thần thông của đầu ma viên kia cũng không thua ba người chúng ta huyết bào nhân lại cười khẽ nói hư đầu ma viên kia dám trộm huyền thiên tàn bảo mà thánh tổ giao cho chúng ta cùng bảo quản hắn sao lại dám hiện diện tại nơi đây ngân bào lão giả cười lạnh một tiếng nói cái này cũng không nhất định ta phỏng chừng nó sở dĩ làm như thế hơn phân nửa là muốn ra bên ngoài tìm kiếm phương pháp chữa trị huyền thiên tàn bảo kia sau đó mượn bảo vật này mà phản hồi thánh giới huyết bào nhân lơ đễnh trả lời chữa trị huyền thiên tàn bảo nó nghĩ nơi này còn là cổ ma giới của chúng ta sao người đó có đại thần thông và thực lực cũng không kém so với thánh giới thánh tổ của chúng ta chút nào. Kha, nếu không phải chúng ta thật sự bị ép buộc không còn cách nào khác thì thánh tổ đại nhân cũng không liều mạng hủy diệt huyền thiên chi bảo để phá vỡ giới diện, đem chúng ta mạnh mẽ xuyên xuống tới đây. Ngân bào lão giả ánh mắt chấp động nói, không cần đoán, muốn biết hóa thân của người bị hủy bởi người nào thì chờ tay quay lại dùng bí thuật tra xét liền biết được ngay thôi. Huống chi, theo lần truyền tin cuối cùng về của hóa thân này thì tựa hồ lệnh ái của huyết tí huynh có mặt ở phụ cân. Thanh bào nam tử thản nhiên nói, huyết tục, thiết huynh có phải muốn nói ký phụ hóa thân của người bị hủy trong tay tiểu nữ? Huyết bào nhân cười ha ha, tựa cười tựa không cười nói. Chỉ bằng vào một người thiên kim thì tự nhiên là không được nhưng nếu thêm một kẻ mới tiến dai lên thánh dai là mang ngạc thì cũng rất có thể. Thanh bào nam tử nhìn huyết bào nhân gần từng chữ nói ra. Cái gì, tiến lên thánh dai? ngươi nói chính là đầu ma ngạc kia